Hà Tưởng thích nhất Tống Triệu Độ ở điểm, trong lúc then chốt có thể thể hiện sự trấn tĩnh và thong dong, và ông ta cũng dám gánh vác trách nhiệm, ngầm chịu đựng, bình tĩnh chứ không phải tinh thần lùi bước. Đây cũng là lòng tin lớn nhất của Hạ Tưởng khi bằng lòng đi theo Tống Triều Độ. Một người mà từ đầu chí cuối đều có lòng tin, có quyết tâm, ý chí kiên định thì chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Trong con người Tống Triều Độ mang phẩm chất mà Hạ Tưởng yêu thích nhất. Còn nữa, phỏng đoán đám báo chí trong tỉnh, cậu cũng góp mặt tham chiến đi. Tôi nghĩ đợi sau khi Bí Thư Diệp quay về chắc chắn sẽ chịu mở hội nghị thường vụ thảo luận về vấn đề tuyên truyền, đến lúc đó sẽ chẳng thiếu đâu được tranh luận. Cái nhìn của tôi là, cho phép các tiếng nói khác nhau phát biểu, không nên sợ biện luận, càng biện luận càng chứng minh được tính chuẩn xác của tất cả những gì chúng ta đã làm. Tống Triều Độ bước tới trước mặt Hạ Tưởng, vỗ vỗ vai hắn. Cậu không nên sợ cái gánh trên vai nặng, tất cả các gánh nặng đều là thử thách với cậu. Bước qua được nó cậu mới phát hiện ra, khó khăn lớn đến mấy chỉ cần cắn răng chịu đựng thì đều có thể vượt qua. Mỗi lần chiến thắng được khó khăn thì cậu sẽ có được nhiều kinh nghiệm quý báu hơn và thu hoạch được nhiều hơn. Hạ Tưởng kính cẩn đáp. Vâng, Phó Chủ tịch tỉnh Tống, tôi nhớ kỹ rồi. Trọng điểm trong bước tiếp theo của việc lãnh đạo tổ nhỏ vẫn nên thực hiện tại thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, công việc phía sau còn nhiều, tiếp tục đi sâu vào triển khai điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tiếp tục đào sâu các dự án nổi bật ở hai thành phố, ví dụ như ngành may mặc ở thành phố Đan Thành. Dự án Bình A Quy ở thành phố Bảo, v.v. Tôi đoán Bí Thư Diệp sẽ ủng hộ vấn đề lãnh đạo tổ nhỏ, nhưng đối mặt với áp lực mới, tình thế mới này cũng sẽ bị lay động. Khả năng lớn nhất chính là tạm dừng đăng ký thành phố thí điểm đợt 2, tạm ngừng việc bổ sung phòng tổng hợp 3, sẽ đình chỉ toàn diện một loạt tuyên truyền liên quan đến điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Trên mặt Tống Triều Độ ánh hiện lên sự tự tin. Không nên để những thứ đó trở thành vật cản, mà phải biến chúng thành động lực và cơ hội. Không bổ sung thêm phòng tổng hợp 3 càng thể hiện rõ năng lực xuất sắc của các cậu. Không tuyên truyền thì càng yên tâm vùi đầu làm hết sức, lập thành tích lớn. Việc ngừng đăng ký thành phố thí điểm lần 2, đối với thành phố Đan Thành và thành phố Bảo thì lại được lợi lớn, có thể để hai thành phố được tiếp tục hưởng thụ chính sách chuyên nghiệp và nguồn vốn của tỉnh, tranh thủ trong thời gian ngắn lại lập ra thành tích mới. Rời khỏi văn phòng của Tống Triều Độ rồi, nhưng cảm giác trong lòng Hạ Tưởng vẫn chưa bình lặng được. Tống Triều Độ cực ít khi biểu lộ cảm xúc, cũng chưa từng thấy ông ta bộc phát trước mặt hắn. Những lời động viên vừa rồi thì càng chưa bao giờ có, khiến hắn cũng cảm nhận được tình nghĩa chứa chan vừa là sự phó thác cho hắn, vừa là sự dạy dỗ ân cần. Có thể thấy được Tống Triều Độ cũng có tình cảm, có cảm xúc mà bộc phát ra. Hạ Tưởng cũng cảm nhận và hiểu được tình cảm của Tống Triều Độ. Thái độ của Mã Vạn Chính làm cho ông ta hiểu, mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Mã Vạn Chính giờ đã xa cách. Trên thực tế là vì chọn ông ta mà mối quan hệ đó mới rạn nứt. Đương nhiên là Tống Triều Độ tường tận mọi chuyện, ông ta nhìn thấy trong mắt, ghi nhớ trong lòng tấm chân tình mà Hạ Tưởng dành cho mình. Trở lại phòng làm việc đã thấy Phương Cách, Trung Nghĩa Bình và Cổ Ngọc đều ở đó, không thể thiếu hàn huyên một hồi, Phương Cách và Trung Nghĩa Bình vây quanh Hạ Tưởng nói không ngừng, còn Cổ Ngọc thì lại ngồi một bên hờn dỗi. Hạ Tưởng cười thầm, cũng không rảnh để đi khuyên giải Cổ Ngọc. Cũng may một lúc sau Phương Cách và Trung Nghĩa Bình đều ra ngoài có việc, khi trong phòng chỉ còn lại hắn và Cổ Ngọc, hắn làm hắng giọng, nói. Cổ Ngọc, cảm ơn Ngọc của em nhé, đúng là Ngọc quý rất đáng để sở hữu một miếng như vậy. Cổ Ngọc tức giận, bất bình nói. Em hối hận rồi, trả lại em đi, lấy Ngọc so đức quân tử, anh không phải quân tử, không xứng với Ngọc của em. Được rồi, đừng nhỏ nhen vậy chứ, về tuổi tác anh lớn hơn em. Về chức vụ anh là lãnh đạo của em. Luận công, tư em đều phải tôn trọng anh 3 phần. Anh mời em ăn cơm nhé, thế nào? Còn nữa, anh muốn thay mặt Bí Thư Trần cảm ơn em. Hạ Tưởng cũng biết Cổ Ngọc giận là giận, nhưng cũng dễ tan, dỗ vài câu là hết giận, dễ dỗ. Quả nhiên nói ngọt vài câu, Cổ Ngọc liền mở mày mở mặt cười. Được thôi, em nhường anh một lần nữa, không thèm chấp kẻ tầm thường như anh. Cô ấy vui lên là quên ngay chuyện hờn dỗi lúc nãy, đứng dậy đến trước mặt Hạ Tưởng, cười tủm tỉm nói. Em Tết dây Tết đó có đẹp không? Em mất 2 tiếng cẩn thận từng ly từng tí mới Tết được đấy. Anh phải cảm ơn em tử tế vào, người bình thường không đáng được em tự tay Tết đâu. Hạ Tưởng thấy cô cười một cách vô tư, trong sáng nên không tự chủ được cười, Cổ Ngọc đúng là rất dễ nói chuyện, dễ dỗ hơn cả Dỗ Liên Nhược Hạm, hắn liền nói câu cảm ơn liên tiếp.
sau khi nói vài câu phiếm xong, thì lại cuốn vào chuyện ô tô vạn lý. Cổ Ngọc có một thói quen là, khi nói chuyện với Hạ Tưởng thì thích đứng trước mặt Hạ Tưởng để nói chuyện. Bàn làm việc của cô cách Hạ Tưởng không xa là mấy, trừ những lúc cô không vui, còn đâu thì chỉ cần nói chuyện là đều chạy tới đứng bên cạnh Hạ Tưởng, hai tay đưa ra đằng sau, dán chặt mình vào một bên bàn, cách Hạ Tưởng không quá một mét, dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn. Chương 451, sự nổi giận của ban tuyên tuyên giáo tỉnh ủy. Người đẹp như ngọc, tỏa ngát hương thơm, cũng may Hạ Tưởng còn có chút vững vàng, không đến nỗi bị đắm chìm vào say mê, có điều hắn vẫn cảm thấy Cổ Ngọc hơi nghịch quá mức một chút. Quần áo mùa hè mỏng manh, bụng dưới của cô ép lên mép bàn, hơi hơi nhăn lại, thậm chí có thể tưởng tượng được làn da mịn màng bên trong. Điểm thu hút nhất của Cổ Ngọc chính là bất kể lúc nào trên người luôn có một mùi hương thoáng ẩn thoáng tỏa ngát. Bây giờ là mùa hè, lại mặc trang phục để lộ cánh tay và bắp chân ra ngoài càng như là tỏa hương ngắt người. Cổ Ngọc mà thấy vui, thì hay có sở thích gập cong người. Cổ áo chiếc váy liền của cô không thấp lắm, nhưng chỉ cần hơi gập người một chút, miếng ngọc rất hướng xuống dưới, ánh mắt Hạ Tưởng bất giác không tự chủ được bị hút vào đó. Bản tính trời sinh của đàn ông là thích chỗ nhô cao, mặc kệ là vô tình hay cố ý, chỉ trong thoáng nhìn, Hạ Tưởng có thể nhìn thấy được chiếc áo lót màu nâu Cổ Ngọc mặc bên trong, giữa khe rãnh của bầu ngực cuốn hút lại ngự trị một miếng ngọc khác có màu gần như trong suốt. Thì ra trên người cô có đeo hai miếng ngọc, một miếng bên ngoài, một miếng bên trong. Cổ Ngọc ý thức được ánh mắt Hạ Tưởng đang dính vào chỗ riêng tư của mình, liền vội đứng thẳng lưng, hứ, một tiếng. Sao đàn ông lại toàn một tính giống nhau thế? Đàn ông đều thích quyền lực, thích cảm giác nắm trọn mọi thứ trong tay. Hạ Tưởng vội ho một tiếng, thấy Cổ Ngọc không phải đang giận nên yên tâm nói tiếp. Thù Lê thấy miếng ngọc anh đeo rồi, không khen ngọc tốt mà lại đi khen dây tết khéo, còn khen em nhất định là một mỹ nữ khéo léo, sáng dạ, cô ấy muốn quen với em, mời em khi nào có thời gian thì đến nhà anh làm khách một hôm, thế nào? Đi thì đi, em chẳng sợ gì cả. Cổ Ngọc vừa thốt ra lời, rồi chợt nhận thấy có gì đó không được ổn, mặt đỏ lên, thè lưỡi ra. Nói nhầm rồi, em giống như là người xấu vậy, em là người đại tốt, đảm bảo Thù Lê nhà anh sẽ thích em. Có điều nghe giọng điệu của anh hình như là cô ấy ghen hả, có phải không? Hạ Tưởng vội nói qua quyết cho xong, không nhắc đến vấn đề tâm lý phụ nữ, lại đề cập đến bước kế hoạch tiếp theo của nhà máy ô tô Vạn Lý, được biết tất cả đều thuận lợi, dòng xe CUV đang được tiến hành thiết kế, giai đoạn sản xuất trước. Nhưng Cổ Ngọc cũng biết được một tin không được tốt lắm. Nhà máy sản xuất ô tô hiện đại của Hàn Quốc được ngụ tại Bắc Kinh, chuẩn bị đầu tư xưởng sản xuất ô tô có quy mô lớn tại đây, nó sẽ trở thành áp lực lớn cho nhà máy sản xuất ô tô Vạn Lý. Bắc Kinh nằm quá gần thành phố Bảo, và giá thành ô tô của Hàn Quốc có tiếng là rẻ, chất lượng chưa chắc tốt hơn ô tô sản xuất trong nước, nhưng tốt xấu gì cũng mang danh nhãn hiệu nước ngoài. Trong thời gian đầu, tâm lý người mua trong nước là vẫn chuộng hàng ngoại nhiều hơn, một lòng nhận định rằng hàng hiệu của nước ngoài là tốt. Đương nhiên là theo cuộc sống ngày càng đi lên, sau khi các loại nhãn hiệu đều xâm nhập vào trong nước, người dân trong nước bắt đầu có hiểu biết, có khả năng phán đoán rồi. Hạ Tưởng cười. Không cần lo lắng, ô tô hiện đại sẽ không trở thành áp lực cho ô tô Vạn Lý, thị trường của hai nhà không giống nhau, và ô tô hiện đại khó có khả năng trở thành trào lưu lớn trong nước. Sau khi xây dựng xong xưởng sản xuất ô tô hiện đại, món lớn nhất họ có chính là thay đổi toàn bộ xe taxi trong thành Bắc Kinh bằng xe hiện đại, coi như là hoàn thành bước khởi đầu tích lũy vốn. Nhưng nếu luận về tiết kiệm xăng thì xe Hàn không bằng xe Nhật, luận về độ rộng rãi, có khí phái thì không bằng xe Mỹ, luận về chất lượng và tính an toàn không bằng xe Đức, luận về giá cả thì lại không đọ được với xe sản xuất trong nước. Trên cơ bản là tồn tại ở mức trung bình, cho dù sản lượng tiêu thụ sau này có ổn đi nữa. Dưới sự chèn kẹp giữa hai nhà sản xuất ô tô đại chúng Nam, Bắc, dưới sự quật khởi mạnh mẽ, cứng rắn của xe Mỹ, dưới sự tiến công của xe Nhật thì ô tô hiện đại dễ bị rơi vào hạng tư, rất khó để tiến công trở lại một trong ba vị trí top đầu. Nhà máy ô tô Vạn Lý lấy việc sản xuất ô tô tầm trung làm chính, sau này có thể phân một bộ phận chuyển sang sản xuất linh kiện. Cho dù là ô tô hiện đại ở Bắc Kinh hay ô tô nhất khí ở Thiên Tân đều cần cung cấp số lượng linh kiện lớn. So với việc để xưởng gia công hộ trường Tam Giác kiếm được lợi nhuận từ gia công, chỉ bằng ta dựa vào ưu thế vốn có của ô tô Vạn Lý, xây dựng xưởng sản xuất linh kiện quy mô lớn, không những có thể giải quyết vấn đề khó về việc vận chuyển từ xưởng trường Tam Giác đến Bắc Kinh,
Thiên Tân, mà còn có thể hạ thấp giá thành đầu vào. Hạ Tưởng chậm chậm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn làm thế nào để tiến vào thị trường của hai nhà sản xuất lớn đó, anh nghĩ Imo sẽ có cách. Đôi mắt Cổ Ngọc sáng dần lên một màn sắc màu sống động. Đừng nói nữa, ý kiến của anh đúng là có chỗ để tiến hành được, thậm chí có thể nói là cực kỳ hấp dẫn. Ô tô hiện đại vừa xây dựng nhà máy, thì anh đã nghĩ đến việc cung cấp linh kiện, đúng là thiên tài kinh doanh. Nếu anh có thiên tài kinh doanh, em còn là thiên tài trong thiên tài. Hạ Tưởng cười. Việc kinh doanh ngọc của em mà so với kinh doanh ô tô mới đúng là lãi cách xù, một vốn bốn lời quả không sai. Em kinh doanh ô tô chẳng qua là em buôn đá bán ngọc mệt rồi, muốn đổi qua cách kiếm tiền khác mà thôi. Anh đừng có nói linh tinh, kinh doanh ngọc làm gì có chuyện một vốn bốn lời. Ăn nói lung tung, nếu như có vận đỏ cộng thêm có mắt nhìn tốt thì đúng là có thể kiếm được món khá, nhưng cũng có lúc mất cả chỉ lẫn chài. Cổ Ngọc lắc đầu nói. Em cũng không phải là chuyển nghề hoàn toàn, kinh doanh ngọc vẫn làm như cũ, nhưng đầu tư vào dự án kinh doanh lâu dài, vững chắc mới là con đường đúng. Trong khi nói chuyện, An Dật Hưng tới tìm Hạ Tưởng có chuyện. Hạ Tưởng liền theo y đến văn phòng tổ trưởng, phát hiện ra Bành Mộng Phàm đã ở đó rồi. Bành Mộng Phàm vừa gặp Hạ Tưởng liền vội đứng dậy nghênh đón, lịch sự chào. Xin chào trưởng phòng Hạ. Hạ Tưởng gật đầu đáp lại, cười. Nếu như tôi đoán không lầm, chắc chắn là trưởng phòng Bành có ý kiến tốt đây. Bành Mộng Phàm gật đầu nói. Đúng là tôi có chút ý tưởng, có điều không biết là có được hay không, nên muốn mời trưởng phòng Hạ cho ý kiến quý giá. Sau khi Bành Mộng Phàm khảo sát thành phố Đan, trọng điểm chính là tiến hành điều tra nghiên cứu luận chứng nhà máy dệt bông thành phố Đan Thành bị phá sản đóng cửa, thông qua nhiều lần đi hỏi thăm, phỏng vấn và nghiên cứu kinh nghiệm thay đổi chế độ nhà máy dệt bông của phía Nam lẫn những tỉnh sản xuất bông vải lớn khác, đã đề ra phương án cải đổi chế độ, chính là sau khi hợp nhất nhà máy dệt bông và nhà máy dệt lông vũ, đổi thành nhà máy sản xuất chăn lông vũ, sản xuất chăn bông và các đồ dùng ga màn, gối, đệm, đồng thời thi hành mô hình, cửa hàng phía trước nhà máy phía sau, tức là phía trước nhà máy cho mở một loạt cửa hàng bán lẻ trực tiếp, và đưa sản phẩm nhà máy sản xuất vào thị trường bán lẻ. Sau khi Bành Mộng Phàm nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Tưởng, nét mặt hơi căng thẳng. Từ đầu Bành Mộng Phàm từ chỗ không cho là đúng chuyển sang tôn thờ Hạ Tưởng, trong lòng luôn quan tâm đến ý kiến của Hạ Tưởng. Cho dù An Dật Hưng tán thành phương án của y, nhưng Bành Mộng Phàm lại muốn nghe ý kiến của Hạ Tưởng nhất. Nếu Hạ Tưởng ủng hộ, y liền dùng hết sức thi hành, nếu như Hạ Tưởng phản đối, y sẽ suy nghĩ lại tìm hướng đi mới. Có thể nói là, sự thành bại của y đều gửi gắm vào một câu nói của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cúi đầu suy nghĩ một lúc, khi tâm trạng Bành Mộng Phàm sắp chìm xuống đáy đến nơi hắn mới thản nhiên cười. Ý kiến cũng hay lắm, nhưng khi làm thật thì hơi phức tạp một chút. Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo còn dễ nói, chủ yếu là nhà máy sản xuất lông vũ chưa chắc đã chịu đồng ý hợp tác với nhà máy dệt bông, đương nhiên nếu có sự đầu tư xen vào thì nhà máy sản xuất lông vũ có thể suy nghĩ lại đấy. Bành Mộng Phàm nghe trong lời của Hạ Tưởng có ý ủng hộ mình nên vui mừng ra mặt, vội nói. Chỉ cần trưởng phòng Hạ giúp đỡ thuyết phục Ủy ban Chính phủ thành phố Đan đồng ý, tôi sẽ tìm cách giải quyết việc thuyết phục nhà máy sản xuất lông vũ và tìm nguồn vốn đầu tư. Hạ Tưởng đứng dậy, nắm chặt tay Bành Mộng Phàm, nói. Trưởng phòng Bành, việc tổ lãnh đạo cũng may là có trụ cột như anh đứng ra lãnh đạo thì mới mong lập được thành tích lớn. Bành Mộng Phàm kích động nói. Không thể so sánh với trưởng phòng Hạ được, tôi chỉ là tận hết sức lực của mình mà thôi. Năng lực tôi tuy có hạn, nhưng tuyệt đối là toàn tâm toàn ý làm. An Dật Hưng ở bên thầm nghĩ, thủ đoạn làm chính trị của Hạ Tưởng càng ngày càng thành thục rồi, chỉ vài ngón đã thu phục được Bành Mộng Phàm, và còn am hiểu sách lược đắn đo đúng lúc lẫn kịp thời cổ vũ. Bành Mộng Phàm và Hạ Tưởng vốn là cùng cấp với nhau, nhưng hiện giờ lại biến thành chuyện gì y cũng bẩm báo xin chỉ thị từ Hạ Tưởng. An Dật Hưng cảm thán rất nhiều, trong lòng nổi lên suy nghĩ, y chỉ cần làm tốt bề ngoài là được rồi, còn ý kiến lớn thì để Hạ Tưởng đứng ra làm chủ, dù sao hắn cũng là tâm phúc của Tống Triều Độ. Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới chuyện Nhật báo Tỉnh Yến, nghĩ tới sở trường của An Dật Hưng và Bành Mộng Phàm liền nói. Phó Tổ trưởng An, trưởng phòng Bành, chắc hai người cũng xem qua bài viết trên Nhật báo Tỉnh Yến rồi, ý của Phó Chủ tịch Tỉnh Tống là... Tổ lãnh đạo chúng ta cũng cần tập hợp lực lượng viết văn phản kích lại.
Tôi nghĩ Phó Tổ trưởng An và trưởng phòng Bành có trình độ lý luận cao, lại là lực lượng trung kiên của tổ lãnh đạo, chỉ bằng hai người chấp bút viết văn phản bác lại. Viết xong rồi mời Phó Chủ tịch tỉnh Tống duyệt cho, tìm cơ hội thích hợp phát biểu, cũng là chứng minh thay cho tổ lãnh đạo chúng ta. An Giật Hưng và Bành Mộng Phàm nhìn nhau một chốc, nét mặt đầy vẻ vui mừng. Dù hai người đều hiểu rằng, viết văn phản bác đăng lên báo, coi như là đứng ra ủng hộ lập trường điều chỉnh kết cấu sản nghiệp và sẽ không có đường lùi, nhưng trên thực tế, bắt đầu từ giây phút tham gia tổ lãnh đạo thì đã bị người ta nhận định là kẻ kiên định ủng hộ việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp rồi, sớm đã chẳng còn đường lùi để mà bước. Đề nghị của Hạ Tưởng để cho bọn họ viết văn phản bác, sự thực là nghĩ cho họ, tên của họ một khi xuất hiện trên báo rồi thì sẽ bị thế lực khắp nơi soi vào, cũng sẽ tăng thêm ấn tượng trong mắt Tống Triều Độ và Phạm Duệ Hằng. Thậm chí còn có thể lọt vào tầm mắt của Diệp Thạch Sinh, nhỡ mà bài viết của họ chạm vào trái tim của Diệp Thạch Sinh, có khi sau này cũng nhận được trọng dụng, việc này giống như giúp hai người họ mở ra cánh cửa cơ hội. Họ cũng biết vị trí Hạ Tưởng trong lòng Tống Triều Độ, nếu Hạ Tưởng đã nói như vậy rồi thì có nghĩa là đã có 8 phần chắc chắn. Hai người cùng lúc gật đầu thật mạnh, bắt chặt tay Hạ Tưởng. Cảm ơn trưởng phòng Hạ nhắc nhở, thân là thành viên tổ lãnh đạo. Tấm lòng ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của chúng tôi sẽ không thay đổi, bảo vệ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là việc không thể chối từ. Hạ Tưởng cũng để An Giật Hưng đủ nở mày nở mặt. Phó Tổ trưởng An, vừa rồi chỉ là suy nghĩ chưa thấu đáo của tôi buột miệng nói ra thôi, anh nếu có thời gian thì báo cáo lại với Phó Chủ tịch tỉnh Tống một chút, đến lúc đó chúng ta cùng cố gắng, vì tổ lãnh đạo mà phấn đấu, nỗ lực. Bố trí công việc sắp tới của tổ lãnh đạo, Hạ Tưởng trở về văn phòng làm việc. Vừa đúng lúc mọi người đều không ở đó, hắn đến bên cửa sổ, ngóng nhìn cảnh sắc phía ngoài khung. Tháng 8, là thời gian thành phố Yến trở nên nóng nhất sắp đến, cây dương thụ ngoài cửa sổ đã sớm xanh tươi tốt một màu. Những chiếc lá to bằng bàn tay của cây phủ che hết cả ánh nắng, đem lại sự mát mẻ cho cả khu vườn. Hạ Tưởng đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn bóng cây và ánh nắng, nhưng tâm trí lại bay tới tận bờ đại dương xanh rộng lớn. Lòng hắn thầm nghĩ, con trai hơn một tháng rồi. Không biết giờ này nó biết làm gì rồi nhỉ? Lần đầu tiên Hạ Tưởng hy vọng thời gian trôi nhanh đi, nhanh hơn nữa để có thể sớm được đón mẹ con Nhược Hạm trở về, để hắn có thể ngắm nhìn con trai từng ngày lớn lên. Ý kiến của Ngô Tài Giang để đứa bé mang họ Ngô tuy là cảm thấy trong lòng không được tự nhiên nhưng hắn không nghĩ ra biện pháp nào hay nhất để từ chối nhà họ Ngô. Lý do Ngô Tài Giang đưa ra rất đầy đủ, vì để thỏa mãn tâm nguyện của ông già tuổi xế chiều. Vì sự an ủi dành cho ông lão không còn bao nhiêu ngày tháng, mang họ Liên hay họ Ngô thì có gì khác nhau chứ? Thôi thì đã không thể mang họ Hạ rồi thì để đứa bé mang họ Ngô, sau này sẽ có nhà họ Ngô đứng ra che chở, đồng thời cũng đem đến cho nó một tương lai sáng lạn. Hạ Tưởng liền quyết định gọi điện cho Liên Nhược Hạm bàn luận. Có điều tâm trí đang tốt của Hạ Tưởng lại bị một người phá nhiễu. Không đợi hắn đi xuống tầng gọi điện đã thấy Phong Lợi mặt hầm hầm. Hùng hổ cầm tờ báo đến văn phòng, đập mạnh xuống bàn một cái, giận dữ nói chuyện với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, anh thật vô tổ chức, vô kỷ luật quá rồi, ai cho phép anh viết bài trên báo Thanh Niên thế này? Hạ Tưởng nhầm tính thời gian, không thể nào, bài viết đăng trên báo Thanh Niên đáng lẽ đăng rồi, suýt nữa là hắn quên mất việc này. Thấy bộ dạng Phong Lợi bực tức, nói. Phó trưởng Ban Phong, chuyện nhỏ thế này cũng đáng để anh ngạc nhiên thế kia à? Là một nghiên cứu sinh đang theo học ngành kinh tế học, tôi viết bài nêu một ít kinh nghiệm là chuyện không thể bình thường hơn được nữa, và đây cũng là một trong những môn bắt buộc của tôi, không đến nỗi phải báo cáo với anh chứ. Sao giờ lại thành vô tổ chức, vô kỷ luật rồi? Trong chốc lát Phong Lợi ngây người ta, lại nói tiếp. Anh là thành viên tổ lãnh đạo, thân phận mẫn cảm lại công khai viết bài phản bác trình hy học sẽ làm người ta nghĩ thành thế nào? Anh khiến người khác cho rằng anh phát biểu đại diện cho tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, là đại diện tỉnh Yến tuyên chiến với trình hy học. Anh phải làm kiểm điểm nghiêm khắc trước ban tuyên giáo, và bảo đảm sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Xin lỗi Phó trưởng Ban Phong, tôi không làm sai cái gì cả, không phải kiểm điểm gì hết. Và tôi viết bài với tư cách cá nhân tôi, không có kỷ luật đảng hay pháp luật nào quy định tôi không thể viết báo với tư cách cá nhân cả. Tôi kiên quyết giữ quan điểm của mình, phản bác lại những điều bất lợi cho việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đây là việc có ích cho tỉnh Yến, lấy đâu ra chuyện quá đáng. Hạ Tưởng rất không bằng lòng với thái độ hầm hầm của Phong Lợi. Y thân là phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo,
khi xảy ra chuyện chỉ biết kêu người trong ban câm miệng mà lại không xem xét việc này đã thay cho Tỉnh Yến đang điều chỉnh kết cấu sản nghiệp lấy lại chính danh. Đúng là đâu đâu cũng thấy loại quan chức chỉ biết lo tư lợi cho cá nhân mình mà không lo đến đại cục. Đương nhiên là Hạ Tưởng biết rõ sự giận dữ của Phong Lợi là bởi vì bản thân hắn và Trình Hy Hóc tương phản với nhau, còn người trong ban tuyên giáo đều có cùng quan điểm với Trình Hy Học, chuyện này giống như mình hắn đang độc lập đối mặt lại với cả ban tuyên giáo tỉnh ủy. Bản thân mà không có cùng tiếng nói với ban tuyên giáo tỉnh ủy thì tự khắc là chọc giận Mã Tiêu. Mã Tiêu mà giận thì Phong Lợi cũng sốt ruột không nhịn được chạy đến khiển trách hắn. Phong Lợi không kìm được giận dữ nói. Anh là thành viên tổ lãnh đạo mà lại không chuyên tâm làm việc, chạy đến Bắc Kinh làm gì? Anh là trưởng phòng, là lãnh đạo phòng tổng hợp một lại đi học nghiên cứu sinh là biểu hiện không làm việc đàng hoàng. Hạ Tưởng cười nhẹ một cái, chặn ngang lời của y. Công việc của tổ lãnh đạo do Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, tôi học nghiên cứu sinh cũng là vì để nâng cao trình độ lý luận của mình, để thuận tiện phục vụ nhân dân, và cũng nằm trong hồ sơ chuẩn bị của ban tổ chức. Hai chuyện này hình như đều không thuộc quyền ban tuyên giáo quản lý. Phó trưởng ban Phong, lời nói ra vừa rồi với tôi là với thân phận nào vậy? Anh! Phong Lợi giận điên tiết, lời của Hạ Tưởng khiến hắn không thể phản bác lại, hắn tức đến nỗi vứt tờ báo đi, nói. Hạ Tưởng, cứ đợi đấy, cậu sẽ hối hận bởi những lời vừa nói cho mà coi. Hắn ta xoay người bước đi, vừa đi đến cửa thì va phải một người, chẳng thèm nhìn kỹ là ai đã lớn tiếng quát. Ai đi mà không có mắt hả? Lời này nói ngược lại rồi đấy chứ. Người đó đáp lại không lạnh cũng không nhạt. Tôi đứng ở cửa không nhúc nhích, là anh chủ động tông phải tôi còn lớn tiếng quát nạt hỏi tội, anh ăn nói phải có lý chứ. Tôi là người ăn nói có lý nhất thiên hạ này. Phong Lợi đang lửa giận đùng đùng, mở miệng quát to một tiếng, đợi đến khi y nhìn kỹ lại người đang đứng trước mình là ai thì loa âm bội giảm xuống 8 độ, đến người cũng gập xuống đi ra. Cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, nói. Xin lỗi trưởng ban Mai, là tôi không nhìn rõ anh đến. Nhìn rõ hay không rõ là tôi không quan trọng, quan trọng là sau này anh phải nhìn rõ đường dưới chân mình rồi mới bước đi. Và phải người khác rồi xin lỗi thì không sao, nhưng bước sai đường thì không quay đầu kịp đâu. Mai Thái Bình rất ít nói, đặc biệt là đối với một số cán bộ chức phó ở tỉnh ủy. Nhiều nhất là kết giao ở cái gật đầu, người khác có ân cần. Nhiệt tình hơn nữa thì ông ta cũng không bao giờ chịu nói nhiều hơn một câu. Thái độ hôm nay của ông ta lại khác hơn so với ngày thường, nói nhiều với Phong Lợi toàn những câu mang hàm ý phong phú. Phong Lợi cũng biết rõ tính khí của Mai Thái Bình. Ở đại viện tỉnh ủy, có ai là không biết ngạo khí của ông ta? Có điều người ta kiêu ngạo là có cái vốn để kiêu ngạo, sau lưng có thế lực cực lớn của gia tộc chống đỡ, lại là trưởng ban tổ chức quyền cao chức trọng nữa, thử hỏi ai lại không xem trọng. Sợ hãi mấy phần. Trong lời có lời của Mai Thái Bình rất rõ ràng là đang có ám thị, Phong Lợi chỉ còn cách gật đầu liên tiếp xưng, vâng, không dám bác lại một câu. Đợi Mai Thái Bình phẩy tay bảo y đi, y mới như nhận được đại xá vội vàng bước nhanh xuống tầng dưới, trong lòng không ngừng hồi tưởng hình như Mai Thái Bình có ám chỉ gì đó, có lẽ là không hài lòng việc y theo sát Mã Tiêu. Nghĩ tới nghĩ lui y thấy Mai Thái Bình là người nhà họ Mai, Mã Tiêu là người của họ Phó. Hai nhà có mâu thuẫn với nhau, Mai Thái Bình ngứa mắt với hắn là chuyện bình thường. Vừa đi vừa nghĩ, không chú ý lại va phải người khác. Lần này y khôn hơn, không nhìn mà cúi thấp đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi đi hơi vội, không nhìn phía trước. Chỉ nghe thấy giọng nói trẻ của một thanh niên. Không sao, lần sau anh chú ý là được rồi. Tuổi lớn rồi, mắt không tốt cũng có thể thông cảm được. Chờ y tỉnh ra đối phương đã đi lên lầu rồi. Xem bóng dáng đằng lưng có lẽ là một thanh niên, y ngây người, sau đó thẹn quá hóa giận mà chửi một câu. Mình bị lừa rồi, bị một tên thanh niên đem ra đùa giỡn. Đi lên tầng, Phương Cách cười sảng khoái đến không thể đứng thẳng người lên được, nói với Trung Nghĩa Bình bên cạnh. Sau này phải học thêm, nhìn bộ dạng gập đầu cúi người vừa rồi của Phong Lợi, có giống với kiểu hạ mình nhận lỗi với tôi không? Hắn ta cũng có ngày hôm nay, hứ. Cái bộ dạng lấm la lấm lét đó tôi sớm đã không ưa mắt rồi, muốn y phải xin lỗi tôi, hôm nay cuối cùng cũng nở mặt mày rồi. Trung Nghĩa Bình vỗ vỗ vai Phương Cách, lời nói thành khẩn. Phương Cách, tôi rất khâm phục cái khôn vặt của cậu, nhưng có ít lời lại không nói không được, vừa làm hại đến bản thân lại gây ra hiểu lầm nữa. Phương Cách giận dữ.
Tôi vừa mới vui vẻ được một tí thì anh đã đả kích tôi rồi, thật không có nhân đạo. Chương 452, chuẩn bị phá cục. Lại nói, Hạ Tường thấy Mai Thái Bình xuất hiện bất ngờ vội đứng dậy nghênh tiếp, cười nói. Trưởng ban Mai đại giá đến chơi chắc chắn là có chỉ thị tinh thần quan trọng rồi. Mai Thái Bình không cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu Hạ, Hiểu Lâm có chuyện gì? Hạ Tường giật mình vội hỏi lại. Sao vậy à? Nó muốn về Bắc Kinh bằng được, tôi vốn muốn nhờ cậu khuyên bảo nó thì mới biết, cậu và nó đã liên lạc ổn hết rồi, còn giúp nó sắp xếp công việc ở Trung ương đoàn, rốt cuộc là thế nào hả? Sao nó đột nhiên muốn về Bắc Kinh? Vẻ mặt Mai Thái Bình rất không hài lòng. Lần này Hạ Tưởng giật mình. Cái gì à? Lúc đầu tiên khi nói chuyện điện thoại với cô ấy nói đã bàn với chú hết cả rồi, chú cũng đồng ý rồi, cô ấy muốn cháu tìm giúp một ban có công việc nhẹ nhàng một chút. Nên cháu mới giúp cô ấy đến Trung ương đoàn. Thì ra là cô ấy không lộ một chút gì với chú trước ạ. Mai Thái Bình hiểu rồi, hơi than thở. Cũng không phải không nói qua, mà là nói rồi nhưng tôi không đồng ý, nó cũng đồng ý là sau một thời gian nữa mới nói, trước mắt cứ để từ từ. Ai ngờ nó lại đi nhờ cậu, cậu lại tìm Khâu Tự Phong. Vừa rồi Hiểu Lâm mới nói cho tôi biết, thủ tục cũng gần xong hết rồi. Chỉ thiếu mỗi chỗ tôi đồng ý nữa là xong thì tôi mới biết là mình mắc bẫy của nó. Nó dùng kế hoãn binh với tôi. Thấy thời gian đã đến lúc hết giờ làm việc, Hạ Tưởng nói. Cháu mời chú dùng cơm trưa, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện. Mai Thái Bình gật đầu, không phản đối. Mai Thái Bình chẳng có mấy tâm trí ăn cơm nữa, nên tìm một quán thanh tịnh gần với chỗ tỉnh ủy, gọi vài món rồi nói chuyện với Hạ Tưởng. Có lẽ là vừa giận, vừa tức. Vừa thương Mai Hiểu Lâm, ông ta bắt đầu kể chuyện Mai Hiểu Lâm từ lúc còn rất nhỏ, cho tới sự ngang bướng của cô ấy khi đã lớn. Đầu tiên là cùng bạn trai đến Sơn Lâm cùng cốc làm công việc địa chất, sau đó chia tay, quay về Bắc Kinh dưỡng bệnh. Khỏi bệnh xong thì vào làm ở Ủy ban Trung ương, sau khi thăng lên chức phó cục thì tìm cơ hội đến huyện An. Đang làm rất tốt tại huyện An, giờ đã làm đến chức chủ tịch huyện rồi, lý lịch cũng đẹp rồi, nếu đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ bí thư nữa. Bước tiếp theo cất nhắc lên chức phó giám đốc sở sẽ không vấn đề gì thì lại đột nhiên muốn về Bắc Kinh, còn làm hết phần công việc giai đoạn trước, rất quyết tâm, khiến cho Mai Thái Bình tức không được mà mắng cũng không xong. Trong lòng Hạ Tưởng giờ mới biết mình cũng mắc bẫy Mai Hiểu Lâm. Cũng tại gần đây hắn bận quá, không có thời gian gặp Mai Thái Bình nói chuyện, tạo điều kiện Mai Hiểu Lâm giấu được cả hai, được chuyện từ cả đôi bên, thành công hoàn thành kế hoạch của chính mình. Chỉ là Hạ Tưởng không đoán nổi lý do vì sao Mai Hiểu Lâm lại vội vàng phải về Bắc Kinh bằng được. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều vô ích, hắn chỉ còn cách khuyên Mai Thái Bình. Trưởng ban Mai, Hiểu Lâm không còn nhỏ nữa, làm việc gì chắc cũng có suy nghĩ riêng của mình. Mỗi người đều có chí hướng khác nhau không thể gượng ép được. Cô ấy mà không muốn ở cơ sở nữa, cho dù chú lát sẵn đường, xây sẵn cầu, cô ấy không muốn đi cũng không có tác dụng. Thôi thì cô ấy đã muốn về Bắc Kinh lại rồi thì để cô ấy về. Mai Thái Bình gật đầu bất lực. Chủ yếu là nó không chịu nói nguyên nhân khiến tôi khó chịu không chịu nổi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ nói với cậu, không ngờ đến cậu cũng chẳng hay biết gì. Thôi đành kệ nó vậy, không phải ai cũng muốn tốn công phí sức chịu đựng trong chính trường, chỉ là đáng tiếc khi lãng phí một cơ hội tốt lớn. Nhưng nói đi nói lại, cậu từ huyện An nhảy đến tỉnh ủy cũng là lỡ qua cơ hội tốt. Có thể nói là nếu như Hạ Tưởng có thể ở huyện An thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ làm thêm một nhiệm kỳ chủ tịch huyện, để có được cơ bản vững chắc trước, nhưng mỗi cái đều có mặt lợi, mặt hại riêng. Ở huyện An làm chủ tịch huyện, nhìn vào lý lịch sẽ rất mượt mà, nhưng bây giờ đến tỉnh ủy làm, không những được lên cao nhìn xa, gia nhập vào công tác tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, và còn tiến thêm một bước lọt vào tầm mắt của tầng cao hơn. Chủ yếu là nâng cao cơ sở lý luận của bản thân. Hiểu sâu sắc hơn về phương châm chính sách quốc gia, so với điểm khởi đầu thì cao hơn mấy phần. Hơn nữa vì việc mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sẽ mang đến tỉnh Yên không khí mới. Tổng thể mà nói, so với sự hạn chế của cục diện ở huyện An thì tầm nhìn ở tỉnh Yên sẽ lớn hơn rất nhiều, những cống hiến bỏ ra cũng không thể so sánh nổi. Trong khi nói chuyện lại nhắc tới chuyện của ban tuyên giáo. Mai Thái Bình cũng có biết đôi chút chuyện Mã Tiêu ở ban tuyên giáo gây khó dễ cho công việc tổ lãnh đạo, cách nghĩ của ông ta là. Chính trị chính là đều có cách nghĩ và lợi ích của mỗi bên, Mã Tiêu ỷ thế có nhà họ Phó làm chỗ dựa, vươn tay hơi dài một chút.
Lần này thừa cơ Bí thư Diệp đi công cán nơi khác nên đột nhiên phất cờ tuyên chiến. Tuy rằng hắn ta có bên trên bầy mưu tính kế cho nhưng cũng quá là không coi Diệp Thạch Sinh ra gì. Đợi đến khi Diệp Thạch Sinh quay về, phỏng chừng sẽ có kịch hay để xem đây. Tâm trí Hạ Tưởng lóe lên. Trên hội nghị thường vụ, trong lúc quan trọng mời trưởng ban Mai phát biểu một chút về suy nghĩ của mình. Gần đây Bí thư Diệp rất ủng hộ tổ lãnh đạo, không nên đả kích tính tích cực đối với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của ông ấy. Mai Thái Bình không tỏ ý kiến mà hỏi lại. Cậu có lòng tin vào triển vọng của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp không? Từ khi đến tỉnh ủy làm, cháu có không ít thời gian rảnh rỗi nên cũng học hỏi được một chút lý luận, lại tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ngành kinh tế học. Hiện giờ trong cả nước các phương, khắp chốn đều không ngừng điều chỉnh thêm cải cách. Tuy điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sẽ gặp phải những trở ngại nhất định nhưng cháu khẳng định sẽ tiếp tục kiên định tiến hành. Mai Thái Bình khẽ gật đầu. Tôi không dành về kinh tế, có điều cũng hiểu cậu làm việc rất có chừng mực, hơn nữa chuyện thuyết phục cô đắc đầu tư cũng là sự kiện rất lớn, rất giỏi giang khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Tiếp đó ông ta lại chuyển đề tài. Hiểu Lâm đi rồi, chức chủ tịch huyện An sẽ bị trống ra, nghe nói bí thư cũng sắp đến kỳ rồi, có thể nói huyện An đang trống nhiều vị trí. Cậu có ý tưởng gì không? Vừa đúng lúc Hạ Tưởng có ý tưởng, lại gặp dịp Mai Thái Bình đề cập tới liền nói. Chức bí thư có lẽ sẽ điều người từ nơi khác đến, chức chủ tịch huyện thì cất nhắc người địa phương lên, lại gây ra sự chú ý của các nơi rồi. Hiểu Lâm có tiến cử ai với thành ủy không ạ? Nó để tôi tham vấn ý kiến của cậu. Trương Kiện. Hạ Tưởng không chút do dự nói. Phó bí thư Trương Kiện là người của thị trưởng Hồ. Lai lịch kinh nghiệm của anh ta cũng đủ rồi, cũng vững vàng, thành thục hơn rồi. Khi cháu còn ở huyện An, anh ta hết sức phối hợp với chủ tịch huyện Mai. Hiểu Lâm nói, cậu chắc chắn sẽ đề cử Trương Kiệt, ha ha, người nó tiến cử cũng là Trương Kiệt. Hai cậu đúng là không cùng hẹn mà trùng ý. Mai Thái Bình cười. Với những người khác, người thì Hạ Tưởng không yên tâm, người thì không đủ tư cách, chỉ có Trương Kiệt là ứng cử viên thích hợp nhất mà hắn nhận thấy. Tuy nhiên việc bổ nhiệm chủ tịch huyện vẫn chưa lọt vào mắt Mai Thái Bình, nếu như không phải Mai Hiểu Lâm ở huyện An, có lẽ đến Trương Kiện là ai ông ta cũng không biết rõ, chỉ là nhắc qua một chút. Mai Thái Bình quay trở lại vấn đề điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Buổi chiều không có mấy việc, Hạ Tưởng vốn định hỏi bao giờ Diệp Thạch Sinh quay về, nghĩ tới Tiền Cẩm Tùng cũng hộ tống Diệp Thạch Sinh đi thăm nơi khác, mơ hồ nhớ ra Tống Triều Độ nói qua 2 ngày sau sẽ về. Hắn liền biết là trước khi bí thư Diệp quay về thì tổ lãnh đạo sẽ vẫn bình yên. Cục thế tỉnh Yến cũng vẫn là thế cục sắp vỡ nhưng chưa vỡ nên cũng sắp xếp công việc của Cổ Ngọc và mấy người khác xong xuôi, hắn lái xe đến thành ủy. Hạ Tưởng trực tiếp đến văn phòng làm việc của Trần Phong, gõ cửa bước vào. Trần Phong đang ngồi uống trà, vừa thấy Hạ Tưởng bước vào liền tươi cười nói. Hạ Tưởng đến, việc tốt theo. Tiểu Hạ, tôi trông mòn con mắt vì cậu đấy. Trần Phong vẫn yêu thích kiểu khoa trương, và diễn. Hạ Tưởng đã quen với kiểu nhiệt tình thật thật, giả giả ấy rồi nên cười. Bí thư Trần, sao tôi nghe như trong lời ngài còn có hàm ý khác vậy, giống như có ý đồ gì với tôi không bằng. Có chuyện gì ngài cứ chỉ bảo trực tiếp, không biết chuyện gì nên tôi hơi sợ. Trần Phong cười ha hả, đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Tưởng. Từ lần trước sau khi tôi nói với cậu muốn có một miếng ngọc cầm tay, thì cậu luôn không chủ động lộ mặt ra với tôi, từ đó thấy được hôm nay cậu tới chắc chắn là có ngọc rồi, đúng không? Hạ Tưởng vốn định giấu thêm một lúc nữa thì lại bị Trần Phong bóc trần, chỉ còn cách cười bất đắc dĩ, lấy miếng ngọc ra, nói. Con mắt của bí thư Trần quả là tinh nhạy, đứng trước ngài, tôi chẳng giấu nổi một chút riêng gì. Trần Phong không thèm để ý đến Hạ Tưởng đang trách cứ, đưa tay đỡ lấy miếng ngọc, hai tay lần lượt vuốt phẳng một cái, khen. Ngọc tốt, thế nước cực tốt, phẩm hạng thượng đẳng, chất lượng hảo hạng. Tiểu Hạ, thể diện cậu hơi bị lớn đấy, miếng ngọc này không nói giá trị xa xỉ của nó, chỉ sợ người bán ngọc cũng không nỡ bán đi. Ngọc này tuyệt đối không phải hạng tầm thường, rất đáng giá để cất giấu. Trần Phong thích đến nỗi không buông tay, vội trở lại chỗ ngồi, bộ dạng vội vàng như thể sợ Hạ Tưởng đổi ý đòi lại không bằng. Trần Phong nghịch miếng ngọc một chốc mới cẩn thận cất kỹ đi. Trong lòng cảm thấy mỹ mãn nói. Được, quen biết cậu lâu rồi, đây là lần đầu tiên nhận quà từ cậu. Nói đi Tiểu Hạ, có chuyện gì muốn tôi giúp cứ nói. Lời của Trần Phong nửa đùa nửa thật, Hạ Tưởng cũng biết chính vì từ trước tới nay hắn chưa bao giờ cầu Trần Phong giúp cho điều gì,
nên Trần Phong mới cố ra vẻ hào phóng mở miệng nói. Có điều giữa hắn và Trần Phong đã có sự ăn ý rồi, nhiều sự việc đều có chung lợi ích và cách nhìn nhận giống nhau, không thể nói là hắn cầu cứu Trần Phong giúp đỡ, mà nên nói là ăn nhịp với nhau mới đúng lý hơn. Nào có chuyện vừa mới tặng quà xong đã đòi người ta giúp đỡ đâu ạ? Bí thư Trần, hình như tôi đâu có thực dụng như vậy đâu, phải không ạ? Tuy nói như thế thôi, Hạ Tưởng vẫn là chuyển qua đề tài khác, hỏi. Chủ tịch huyện An Mai Hiểu Lâm sắp điều về Bắc Kinh, sau khi cô ấy đi, ngài có sắp xếp thế nào về cục diện huyện An? Trần Phong khẽ gật đầu. Tôi biết cậu không yên tâm cục diện huyện An, chắc chắn cũng có người để đề cử. Vừa rồi mở cuộc họp hội ý nghiên cứu vấn đề huyện An, Tăng Chu, Tiên Phong và Tiến Giang đều tham gia, cậu thử nói xem thái độ bọn họ thế nào. Thử nghiệm của Trần Phong đối với Hạ Tưởng không khó gì, hắn cười cười. Phó Bí Thư Phó chắc chắn là có ứng cử rồi, nếu ông ta ra sức ủng hộ Phó Chủ tịch Thường trực huyện lên tiếp nhận chức Chủ tịch huyện, chắc chắn sẽ cùng lúc đề bạt Bí Thư Đảng ủy Phòng Ngọc Huy xã Đán Bảo lên làm Phó Thường vụ. Thị trưởng Hồ có lẽ sẽ chủ trương để Trương Kiện giữ chức Chủ tịch huyện, còn những ứng cử viên khác ông ấy không để tâm đến. Ở huyện An trưởng Ban Phương có ít lợi ích, cơ bản sẽ phụ họa ý kiến của ngài. Trần Phong không tỏ ý kiến trước dự đoán của Hạ Tưởng mà lại hỏi. Vậy cậu nghĩ tôi sẽ sắp xếp thế cục huyện An thế nào? Bắt lớn thả nhỏ. Ít nhiều thì Hạ Tưởng cũng đoán được suy nghĩ của Trần Phong. Ông ta hiện là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thế cục trong huyện thế nào không thể không để tâm tới, nhưng chắc chắn ít suy xét, chú ý hơn ngày xưa nhiều, cơ bản chỉ quan tâm ứng cử viên cho chức vụ bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, cũng vì nhiều chuyện quá không để tâm hết được nên chỉ có thể bắt lớn thả nhỏ. Bí thư huyện ủy cũng đến lúc về hưu. Chỉ cần ngài sắp xếp người đáng tin cậy đảm nhận chức bí thư là được rồi, những chức vụ khác ngài cũng không cần để tâm đến. Vậy cậu nói xem, ai thích hợp lên đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy? Giang Thiên. Lời của Trần Phong đã mang rõ sự ám chỉ mạnh mẽ, Hạ Tưởng chả lẽ lại không nghe ra. Hơn nữa, suy nghĩ ban đầu của hắn cũng cảm thấy Giang Thiên đảm nhận chức bí thư là thích hợp nhất rồi. Trần Phong gật đầu vừa ý. Không sai, cậu cũng thông minh lắm. Đã đoán được ý của tôi. Phó Bí Thư Phó đúng là muốn đề bạt Phòng Ngọc Huy, có điều y lại đề bạt Phòng Ngọc Huy làm ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch huyện. Tôi và Tiến Giang đều không biểu hiện thái độ gì cả. Tiến Giang nói riêng với tôi là, e là Hạ Tưởng cũng có chút ý tưởng, đợi xem cậu ta nghĩ thế nào. Cảm ơn sự yêu mến của trưởng Ban Phương. Hạ Tưởng vội vàng biểu lộ thái độ cảm ơn nên có. Chỉ cảm ơn Tiến Giang mà không cảm ơn tôi, cậu thiên vị. Lệch phương hướng quá rồi, tôi có ý kiến. Trần Phong giả bộ không vui. Bí thư Trần, nhưng trưởng Ban Phương đâu có miếng ngọc quý trong tay đâu ạ. Ha ha. Trần Phong tự đắc cười, lại lôi miếng ngọc cầm trong tay, nói. Cậu định xếp ai đi? Trung Nghĩa Bình. Hạ Tưởng nói thật mục đích của hắn. Cậu ta từng làm việc ở tổ cải tạo thôn nội đô, năng lực làm việc nổi bật, con người đáng tin cậy, hiện giờ đang là cấp phòng. Nếu như cậu ta đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy xã Đán Bảo, thêm chức ủy viên thường vụ thì cũng có thể hô ứng với Giang Thiên trên hội nghị thường vụ. Nếu lỡ như có ngày Trương Kiện và Giang Thiên chia rẽ thì Giang Thiên không đến nỗi bị cô lập. Trung Nghĩa Bình. Trần Phong cúi đầu suy nghĩ mới nhớ ra y là ai. Cũng không tệ, người mà cậu chấm thì có thể tin được. Như vậy, khi nào phó bí thư phó để bạt ai làm phó chủ tịch huyện thì ta phải nhượng bộ một chút rồi. Sau khi đã bàn định quan điểm cơ bản xong, Trần Phong đột nhiên chuyển đề tài, nói. Mô hình bất động sản Giang Sơn cũng được, Tiểu Hạ, cậu thông minh lắm, trốn đằng sau rèm đến nỗi đến Đàm Long cũng không thể tra ra ai là người đứng sau làm chủ. Trong lòng Hạ Tưởng cả kinh, Trần Phong đúng là kinh khủng, dù sao cũng là lão làng trong chốn chính trị, không những biết hắn là người đứng sau, y còn có thể nhìn một cái là biết được đấy là mô thức của hắn. Nghĩ như vậy rồi hắn thấy đấy là chuyện tự nhiên, với năng lực của Trần Phong lẫn mối quan hệ hiện giờ của y và Phương Tiến Giang, không khó để biết được một số nội tình câu chuyện. Với lại, bản thân hắn cũng không có ý định giấu giếm Trần Phong. Lúc ấy khi thành lập, tôi cũng định báo cáo qua với ngài, có điều vẫn do dự mấy lần, không đủ dũng khí để nói. Hạ Tưởng nói thật lòng, khi đó đúng là hắn không dám đề xuất với Trần Phong chuyện cổ phần. Cậu không đề nghị là đúng đó, nói ra rồi không cẩn thận tôi lại phê bình cậu một trận rồi. Vẻ mặt Trần Phong nghiêm túc nói. Tiểu Hạ,
nói thật là, tôi không có yêu cầu gì khác đối với cậu, chỉ một điểm duy nhất là, đợi sau khi Trần Công tốt nghiệp đại học xong, tôi sẽ để nó theo cạnh cậu, cậu phụ trách dạy bảo nó nên người nhé. Hạ Tường vẻ mặt đau khổ. Hay là tôi tặng ngài thêm một miếng ngọc nữa nhé? Trần Phong cười ha hả. Khỏi giờ chiêu này với tôi, chuyện của Trần Công chắc chắn sẽ phải cậu phụ trách rồi, không thì tôi sẽ cho cậu biết tay. Con trai lãnh đạo theo sau mình không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu như tính tình giống như Phương Cách thì còn dễ xử, nếu là kiểu con ông cháu cha thì phiền phức to. Hạ Tường có tiếp xúc qua với Trần Công, là một kiểu mọt sách, nhưng Trần Phong lại một lòng muốn cậu ta theo nghiệp chính trị, e là sẽ khó ăn lắm. Hạ Tường tình nguyện thà cho Trần Phong 10% cổ phần bất động sản Giang Sơn cũng không muốn cho Trần Công theo cạnh mình. Nhưng Trần Phong đã mở miệng rồi thì phiền phức, đau đầu đến mấy hắn cũng phải đồng ý. Hắn chỉ còn nước phải nói. Vậy được ạ, nhưng tôi phải nói rõ trước là nếu Trần Công bị tôi mắng hoặc bị giáo huấn đến nỗi khóc, cậu ta có về nhà kể lể thì ngài cũng không được tính sổ với tôi đâu nhé. Trần Phong giả vờ giận. Câu nói này xem tôi có phải người nhỏ nhen như vậy không? Tôi không hiểu chuyện như vậy không? Được, cậu cũng đừng dài dòng nữa, phải đi tìm ai thì đi tìm đi, tôi còn bận việc khác, không giữ cậu lâu thêm. Còn nữa, việc cậu ở bất động sản Giang Sơn phải bí mật hơn, gần đây Đàm Long đang điều tra người thân trực hệ của các cán bộ lãnh đạo có tham gia kinh doanh, đừng để hắn tóm được đuôi là ổn. Trần Phong càng không khách khí với hắn thì nói chuyện càng tùy ý hơn, càng không coi hắn là người ngoài. Hạ Tưởng đứng dậy định đi thì quay người lại, tự rót lấy một cốc trà, uống một hơi. Nói chuyện nửa ngày trời, tôi khát quá mượn chút nước của bí thư Trần để uống. Trần Phong trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Tôi cũng biết công ty thiết kế của Tào Thù Lê nhà cậu, nghe nói là bên ủy ban kỷ luật có người ra mặt tìm đến. Tôi còn chưa kịp hỏi Thác Phu, cậu tự đi hỏi cậu ta xem. Sau này những chuyện nhỏ này cậu giải quyết tốt hơn, đứng để người khác bới được lỗi sai. Tuy là không phải chuyện lớn gì, nhưng cứ khiến người ta lo lắng thì cũng phiền hà có phải không? Trong lời nói nghe có vẻ đang oán giận nhưng thực tế lại chứa đầy sự quan tâm, trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy ấm áp, đáp lại một tiếng, gật đầu cung kính đi ra ngoài. Hạ Tưởng vừa đi Trần Phong liền cười, lắc lắc đầu, tự nói với mình. Cái cậu tiểu Hạ này, đúng là khiến người khác yêu mến, hy vọng Trần Công có thể đi theo cậu ta học được nhiều thứ khác, tăng thêm sự từng trải. Còn chuyện trước mắt, tin chắc cậu ta có thể tự giải quyết ổn. Hạ Tưởng đến văn phòng của Hồ Tăng Chu, hàn huyên vài câu thì chuyển qua bàn về chuyện biến động nhân sự ở huyện An. Hạ Tưởng cũng biết việc hợp tác giữa Trần Phong và Hồ Tăng Chu hiện giờ phần nhiều là sự chia rẽ, cũng hiểu rõ vừa rồi Trần Phong đã nói ra ý đồ của ông ta, và không sợ hắn tiết lộ với Hồ Tăng Chu nên Hạ Tưởng đã tường thuật lại suy nghĩ của Trần Phong cho Hồ Tăng Chu nghe. Đương nhiên hắn không quên nhắc đến vấn đề của Trung Nghĩa Bình. Hồ Tăng Chu thì càng không có ấn tượng gì về Trung Nghĩa Bình, nhưng đã là người của Hạ Tưởng, hắn lại mở miệng giới thiệu thì vị trí ủy viên thường vụ vẫn là để ra cho hắn, nên Hồ Tăng Chu gật đầu. Tôi tán thành đề nghị của trưởng ban Phương là được. Điều kiện trước tiên là, bắt buộc phải thông qua ban tổ chức cán bộ đề bạt. Vấn đề đề bạt khó đó cũng chính là vấn đề của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười thể hiện lòng cảm ơn, để Phương Tiến Giang đề bạt thì chuyện Trung Nghĩa Bình càng không phải vấn đề nữa. Bây giờ bí thư và thị trưởng đều đồng ý rồi, nếu có thêm trưởng ban tổ chức đề bạt nữa thì sẽ thành kết cục đã được định, sẽ không có ai phản đối. Chuyện mà bí thư và thị trưởng bắt tay sắp xếp, đa số là mọi người giơ tay tán thành, không có ai là ngu ngốc đối nghịch lại với hai người họ. Trừ khi bí thư và thị trưởng chia rẽ mới xảy ra sự tranh luận nghiêm trọng. Điểm dừng của Hồ Tăng Chu và Trần Phong quả là không giống nhau. Nói chuyện với Hạ Tưởng được vài câu thì chuyển sang nhắc đến việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Vốn là muốn đợi thời cơ đến, và cũng muốn thành phố Yến trở thành thành phố thí điểm thứ hai, ai ngờ đột nhiên xuất hiện ở đâu ra tiếng phản đối kết cấu sản nghiệp. Đúng rồi Tiểu Hạ, cậu cũng viết bài phản bác lại Trình Hy Học trên báo Thanh Niên, rất có dũng khí, có điều có hơi liều lĩnh không? Tôi nghĩ ban tuyên giáo chắc chắn sẽ không hài lòng với chuyện này đâu. Hồ Tăng Chu là người thế nào chứ? Đối với việc trong chính trị vừa nhìn là biết ngay. Khi nhìn thấy bài viết trên nhật báo tỉnh Yến biểu thị sự hoài nghi về việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thì ông ta liền lập tức cảnh giác, nghĩ tới việc Trình Hy Học sớm một bước viết bài trên nhật báo quốc gia, trong lòng liền nổi lên sự so đo. Theo sau đó lại thấy Hạ Tưởng và Cốc Nho cùng lúc đăng bài phản bác trên báo Thanh Niên và báo Kinh Tế, Hồ Tăng Chu liền âm thầm lắc đầu cảm than,
tiểu hạ còn trẻ quá, nông nổi, bị người ta biến thành tay súng rồi. Chương 453, ý đồ thật sự của Hạ Tường. Đương nhiên là Hồ Tăng Chu cho rằng, với thân phận của Trình Hy Học mà dám ngang nhiên công khai hoài nghi việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, chắc chắn là có cấp trên bày mưu tính kế cho. Tầng trên có người bất mãn với việc điều chỉnh kết cấu này, với sự bảo thủ của Tỉnh Yến, tất nhiên sẽ lập tức đình chỉ các bước đi của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, thậm chí còn có khả năng sẽ giải tán tổ lãnh đạo, cho dù không giải tán thì cũng để cho rảnh rỗi không có việc để làm. Y lại nhìn về phía Hạ Tưởng, trong ánh mắt đầy lên sự thương tiếc. Hạ Tưởng cũng nhìn ra sự nuối tiếc của Hồ Tăng Chu, y là cho rằng mình bị người khác lợi dụng, phải lo lắng về tiền đồ, hay là vì thành phố Yến không cho cơ hội tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mà cảm thấy bất lực, nên vẻ mặt hắn nhẹ nhàng, cười. Cảm ơn thị trưởng Hồ đã quan tâm, thật ra tôi viết bài phản bác lại Trình Hy Học cũng không phải nhất thời kích động, càng không phải bị người khác lợi dụng, mà là lấy lại tên tuổi cho việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Với lại, tôi cũng là vì hô ứng với thầy giáo hướng dẫn của mình, lấy tiếng nói có sức mạnh phản kích lại ngôn luận của Trình Hy Học. Thầy giáo hướng dẫn của cậu là ai thế? Hồ Tăng Chu kinh ngạc hỏi. Cốc Nho. Hạ Tưởng liền kể lại chuyến lên Bắc Kinh bái Cốc Nho làm sư phụ, cũng không giấu giếm cảnh Trình Hy Học xuất hiện ở Bộ Ngoại Thương, và lập trường của Dịch Hướng Sư, cuối cùng hắn chần chừ một chút, rồi cũng thuật lại cảnh Phó Thủ tướng Hà bất ngờ đứng đằng sau màn xem kịch. Vẻ mặt Hồ Tăng Chu ngưng lại, nửa buổi cũng không nói thêm tiếng nào. Tính cách Hồ Tăng Chu là trong nhu có cương, cũng có mặt cứng cỏi. Sau khi y đến thành phố Yến, không chỉ vì gốc rễ ở tỉnh của y không vững chắc, mà cũng là vì y ở thành phố Chương Trình mấy năm, cảm nhận sâu sắc sự lạc hậu và nghèo túng ở nơi đó. Đến thành phố Yến rồi, bị nhiễm bởi sức sống mạnh mẽ của thành phố Yến, cảm thấy thời cơ của mình ở đây, nếu trong nhiệm kỳ của mình mà không có kế hoạch có ích gì cho thành phố Yến thì là không có trách nhiệm với bản thân, vô trách nhiệm với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, không có trách nhiệm với người dân nơi đây. Hồ Tăng Chu có tâm tư muốn tạo ra thành tựu còn mạnh mẽ hơn cả Trần Phong rất nhiều. Thành phố Yến vừa là thủ phủ của tỉnh, lại vừa là thành phố mới xây dựng, muốn cải tạo, xây dựng rộng thêm thì sẽ dễ dàng hơn so với thành phố lâu năm, không có nhiều vấn đề bị sót lại phải suy nghĩ. Nhưng cũng chính bởi vì là thủ phủ của tỉnh, nằm dưới mắt của tỉnh, nhất cử nhất động đều phải chịu sự chú ý của tỉnh, rất khó để tiến hành bất kỳ cái sự mới mẻ nào cả. Việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là cơ hội hiếm có gặp được của thành phố Yến. Hồ Tăng Chu luôn chờ đợi đợt thành phố thí điểm đầu tiên thành công rồi, kiểu gì cũng phải thuyết phục được tỉnh cho phép thành phố Yến trở thành thành phố thí điểm lần hai. Ai nghĩ được rằng vừa mới có được chút thành tích thì lại nhảy ra chuyện Trình Hy Học. Trình Hy Học được lắm, sớm không nói, muộn không nói, lại cứ cố tình đợi cho tỉnh Yến vừa có chút thành tích, khi nào việc cô đắc đầu tư được chắc chắn rồi hãy nói. Ngoài mặt là chỉ điểm điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cho mấy tỉnh thành trong nước, trên thực tế là cho tỉnh Yến hay thế nào là biết mặt. Bởi tỉnh Yến đang trong giai đoạn xông lên, đúng lúc là một trong những tỉnh giai đoạn hiện thời điều chỉnh kết cấu sản nghiệp có được thành tích sáng chói. Trong lòng Hồ Tăng Chu biết rõ, việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp do Phó Thủ tướng Hà chỉ đạo đã chạm vào lợi ích của bè phái bảo thủ lớn nhất trong nước, bọn họ bắt đầu phải kích lại rồi. Nhưng bởi tầng trên, số người ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cũng không phải ít, phái phản đối không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, nên chỉ còn cách sử dụng cách đánh mép chống, nói bóng nói gió phản kích lại, xuống tay từ ban tuyên giáo đầu tiên, tạo thế trước, gây áp lực cho các tỉnh, rồi tiêu diệt từng bộ phận. Tỉnh Yến nghe tin lập tức hành động, ban tuyên giáo tỉnh ủy lại rất biết phối hợp cấp trên tạo thế, khiến cho Hồ Tăng Chu cả kinh, trong lòng nghĩ tên Mã Tiêu này là kẻ rất am hiểu đạo đầu cơ chính trị. Hoặc chính bản thân y là đại diện phái bảo thủ tỉnh Yến, dám thừa cơ Diệp Thạch Sinh đi vắng, tổ chức chuyên gia hô ứng với Trình Hy Học trên những tờ báo quan trọng của tỉnh. Cho dù việc này nằm trong quyền hạn của y, nhưng có ai là không biết thái độ Diệp Thạch Sinh đối với điều chỉnh kết cấu sản nghiệp như thế nào. Hành động này của Mã Tiêu chẳng khác gì là đối nghịch với Diệp Thạch Sinh. Dám đối nghịch với bí thư tỉnh ủy thì không phải là bắt nạt Diệp Thạch Sinh tính cách mềm yếu sao? Không phải ỷ vào có Thôi Hướng chống lưng sao, chứ trong khối ủy viên thường vụ tỉnh ủy có mấy ai là đồng minh bền chắc. Sau khi Hồ Tăng Chu bàn bạc khẩn cấp với Trần Phong xong, sẽ do Trần Phong ra mặt lấy danh nghĩa thành ủy truyền đạt ý kiến của thành ủy tới ban tuyên giáo, liên quan đến những tranh luận, và thảo luận vấn đề điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Tất cả báo chí, truyền thông của thành phố Yến không được tham dự, nếu không, nếu bị phát hiện thì xét xử nghiêm khắc.
Sau khi sắp đặt xong tư tưởng chính ở thành phố Yến, Hồ Tăng Chu vẫn thấy trong lòng không được yên tâm. Y cũng hiểu tính khí Diệp Thạch Sinh, lo lắng ông ta không chịu được áp lực đến từ tầng trên và từ tỉnh Yến, sẽ hoãn chậm việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp lại, thậm chí có khả năng sẽ tạm ngừng tổ lãnh đạo. Cái mà Hồ Tăng Chu không muốn nhất là nhìn tổ lãnh đạo rảnh rang, nếu tổ lãnh đạo có bất kỳ biến động nhỏ nào thì có nghĩa chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến xảy ra đại biến. Y rất kỳ vọng vào Hạ Tưởng có thể lập được thành tích cực lớn khi tham gia tổ lãnh đạo, kéo động cao trào việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ở tỉnh Yến, từ đó có thể giúp cho thành phố Yến cũng mượn được cơ hội tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Y có niềm tin thi triển được kế hoạch lớn ở thành phố Yến, thực hiện lý tưởng ấp ủ trong lòng. Thành phố Yến là thành phố mới xây dựng, bất kể là khu vực xây dựng mở rộng hay là phát triển bất động sản, hoặc là thu hút các xí nghiệp tinh tú đều có rất nhiều điểm để thi triển thực thi. Nhưng tình hình trước mắt với chính sách bảo thủ hiện nay, cùng với trên tỉnh có quá nhiều động thái cấm đoán, đặt ra đủ loại quy định, điều kiện khuôn sáo phát triển thành phố mới khiến cho thành phố Yến dậm chân tại chỗ. Đứng xếp hạng trong số mười mấy tỉnh thành cả nước gần như cuối cùng, thậm chí còn không bằng mấy thành phố cấp thị xã của nhiều tỉnh phát đạt khác. Đương nhiên là có thể lý giải suy nghĩ trên tỉnh, làm tỉnh lỵ, thành phố Yến là tấm gương cho 11 thị xã khác noi theo, nên không thể để có chút sai sót nào. Nếu không thành phố Yến sẽ có vấn đề, không chỉ làm mất mặt thành phố Yến mà còn làm mất mặt cả tỉnh Yến. Hiện phải đối mặt với thế cục rắc rối phức tạp giữa tỉnh và tầng trên, Hồ Tăng Chu khó tránh khỏi đau đầu, lại sau khi thấy Hạ Tưởng cũng tham gia vào cuộc chiến ngôn luận kia, nên cũng có chút phê bình cách làm của hắn. Mặc dù y biết người đứng đằng sau việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là Hà Thần Đông, nhưng Hồ Tăng Chu lại không xem trọng triển vọng của ông ta. Cho rằng Hà Thần Đông có là thủ tướng kỳ tiếp theo đi nữa cũng khó tạo ra thành tích gì. Bởi tình thế hiện nay còn phức tạp hơn cả trước kia, cứ theo đà đi sâu vào cải cách thì càng chạm gần vào điểm đáy của thế lực bảo thủ lớn nhất rồi, muốn rút lui thì lại không có đường lùi, cuối cùng tuy là có khả năng phải mở một con đường máu để tiến vào, nhưng nếu người nào đứng hàng đầu tiên thì trở thành kẻ chịu liên lụy và xung kích, thậm chí còn có khả năng bị ép đến nỗi tan xương nát thịt khi hai thế lực va chạm vào nhau. Xuất phát từ lòng yêu quý bảo vệ Hạ Tưởng, y vẫn hy vọng Hạ Tưởng có thể khiêm tốn bao nhiêu thì khiêm tốn bấy nhiêu, đợi đại chiến qua rồi mới xuất hiện thu gọn tàn thế thì sẽ tốt hơn, đó mới là lựa chọn thông minh ổn thỏa nhất. Hiện Hồ Tăng Chu cũng dần hiểu tính cách Hạ Tưởng rồi. Ngoài mặt hắn làm việc rất đàng hoàng, cực kỳ cẩn thận, thực tế lại mang tinh thần mạo hiểm từ trong tâm cốt đi ra, dù là từ huyện bá đến tổ cải tạo thôn nội đô. Cho đến từ huyện An đến tổ lãnh đạo đều thể hiện tính cách chơi với mạo hiểm trong đó. Tuy nói rằng kinh nghiệm trải qua ở tổ cải tạo thôn nội đô đã chôn vững cơ sở mạng lưới quan hệ cho hắn, nhưng nhảy từ huyện An đến tỉnh ủy, bề mặt rõ ràng là từ phó cục trưởng đề bạt lên cấp cục trưởng, nhưng lại bị cuốn vào tổ lãnh đạo, không thể tránh được đã trở thành chiến trường nơi hai thế lực lớn giao tranh. Đúng là thắng thì rực rỡ gấm hoa, bại thì một trời ảm đạm. Giữa thắng và bại là sự khác nhau một trời một vực, hơi có chút ham đánh cược trong đó. Hồ Tăng Chu cũng thừa nhận rằng, người làm chính trị chính là mỗi phút mỗi giây đều là đang đánh cược, nhưng phần mà Hạ Tưởng cược thì hơi lớn một chút, cứ như là cược cả tính mạng của mình. Hồ Tăng Chu không tránh được thở dài thay hắn, đúng là tuổi trẻ, mỗi bước chân nên bước vững một chút, cho dù là cải cách, thoáng cũng nên lần mò trước rồi hãy tiến tới, sao lại không lo nghĩ kỹ mà đã một lèo nhảy vào. Suy đi nghĩ lại Hồ Tăng Chu vẫn khuyên thêm. Tôi cũng nghĩ là cậu có suy nghĩ sâu sắc rồi mới quyết định, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu vài câu, tiểu hạ, tỉnh Yến không thể so với những tỉnh lỵ khác, nó quá gần Bắc Kinh, làm chính trị lại bảo thủ, Diệp Thạch Sinh lại không phải kiên định ủng hộ việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp lắm. Hiện giờ hai tờ báo cấp quốc gia và cấp tỉnh Yến đều đề ra nghi vấn liên quan điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Nếu nhỡ Diệp Thạch Sinh thay đổi ý định, từ thái độ ủng hộ chuyển sang nhập nhèm, thậm chí là trở về thái độ bảo thủ như trước. Trong mắt ông ta, tiếng cậu bảo vệ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sẽ trở thành âm thanh chói tai. Hạ Tưởng hiểu tâm ý của Hồ Tăng Chu, nếu Diệp Thạch Sinh vì sợ áp lực mà rút lui thì đúng là sẽ khiến cho công việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp ở tỉnh Yến sẽ càng khó tiến tới. Bức tường trước mặt đương nhiên sẽ không thể dùng một nét bút là có thể xóa mờ được, công việc tiếp theo không thể tiến hành. Đại cục là do bí thư tỉnh ủy chủ trì. Cho dù Phạm Duệ Hằng có kiên trì hơn, Diệp Thạch Sinh mà có thái độ tiêu cực thì nhiều việc cũng vẫn sẽ không thể mở rộng ra được. Chủ yếu là có Thôi Hướng đứng đầu một hội thế lực phản đối, trước mặt Diệp Thạch Sinh mà bọn họ châm thêm dầu vào lửa thì y cũng khó tránh khỏi lại nghiêng về hội đó.
Hạ Tưởng gật gật đầu. Thị trưởng Hồ nói rất có lý, có điều tôi không cho rằng bí thư Diệp sẽ thay đổi chủ ý. Ngược lại, ông ta cũng có khả năng vẫn ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp như trước, thậm chí còn kiên quyết, càng có niềm tin hơn xưa. Nói thế nào? Hồ Tăng Chu không hiểu hỏi. Bí thư Diệp đi thăm tỉnh Lĩnh Nam rồi, tỉnh Lĩnh Nam là tỉnh kinh tế lớn nhất cả nước, cũng là tỉnh tiên phong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, hiện tổng sản lượng kinh tế có thể tương đương với vài tỉnh Yến gộp lại, lần đi này chắc chắn bí thư Diệp sẽ phải chấn động lớn. Cộng thêm bí thư tỉnh Lĩnh Nam là Hải Đức Trường hiện có vị trí trong Trung ương, ông ta lại là người kiên định ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, nên Diệp Thạch Sinh sẽ chỉ tăng thêm niềm tin vào điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, sẽ không bất hiếu đi đâu. Hạ Tưởng đầy tự tin nói, thông qua một thời gian tiếp xúc, hắn tự nhận mình hiểu Diệp Thạch Sinh hơn cả Hồ Tăng Chu. Và sau khi bí thư Diệp trở về, biết được bài đăng trên báo chí mà không nổi giận mới là lạ. Trước tình trạng bức ép loạn trong giặc ngoài, lập trường bí thư Diệp sẽ càng kiên định hơn, bình tĩnh ứng chiến. Cho dù trong tỉnh Yến chỉ có một tờ báo Nhật báo tỉnh Yến đăng lên bài phát biểu hoài nghi, còn các tờ báo khác trong tỉnh đều giữ im lặng. Hiển nhiên là có người của Diệp Thạch Sinh gài trong đó ngăn cản rồi. Có điều, thân là bí thư tỉnh ủy mà bị phó bí thư Thôi Hướng và trưởng ban tuyên giáo Mã Tiêu hợp sức sắp đặt, khỏi cần tưởng tượng cũng biết sự tức giận của ông ta như thế nào. Diệp Thạch Sinh có mềm yếu hơn nữa thì cũng là nhân vật số một của tỉnh, huống chi hiện giờ có người cùng chung mối thù với ông ta càng đủ phần tức tối, chắc chắn sẽ lấy ban tuyên giáo ra trị đầu tiên. Hạ Tưởng có lý do để tin, trong chuyện này, Phạm Duệ Hằng sẽ rất kiên định đứng về phía Diệp Thạch Sinh. Cũng không thể nói Thôi Hướng và Mã Tiêu không có trí tuệ chính trị, một là hai người tự nhận có người tầng trên chống lưng cho, hai là, cũng là do có nhà họ phó đứng sau, thứ ba, vẫn là được tầng trên bày kế cho, bốn là, y cũng muốn thừa cơ hội vớt được ít điểm chính trị, điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, Thôi Hướng đang đặt cược hướng gió Diệp Thạch Sinh ở tầng trên có thay đổi. Trước cục thế tỉnh Yến gió cuộn mây bay thế này chắc chắn sẽ chọn lấy sự thỏa hiệp. Hạ Tưởng lại kiên định cho rằng Diệp Thạch Sinh sẽ lấy hết dũng khí, phản kích lại. Cậu khẳng định như vậy. Hồ Tăng Chu không tin lắm phán đoán của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cười. Không vội, hai ngày sau bí thư Diệp về rồi, đến lúc đó sẽ công bố đáp án. Thấy Hạ Tưởng không có chút gì lo lắng cả, mà bộ dạng lại ung dung tự tại, Hồ Tăng Chu vừa giận vừa cười. Tôi lo cho cậu, cậu lại như người không có chuyện gì vậy, lãng phí mất tình cảm của tôi. Hạ Tưởng vội cung kính, cười. Tôi đương nhiên là hiểu ngài quan tâm, yêu quý tôi cũng không phải là kẻ đầu cơ chính trị, đã chọn công việc tổ lãnh đạo rồi thì phải kiên định với lập trường đó mới có thể làm nên việc. Nếu một người mà cũng hai ba lòng đối với việc mình theo thì sao thành đại sự được ạ? Tôi nghĩ thị trưởng Hồ sau khi đến thành phố Yến cũng có lòng muốn thay đổi thành phố. Và chưa bao giờ ngừng ý muốn vẽ cho thành phố một bản kế hoạch tương lai tươi sáng, tôi cũng hy vọng công việc tiếp theo của tổ lãnh đạo có thể giúp một phần sức lực để thành phố Yến sớm trở thành phố thí điểm tiếp theo. Hồ Tăng Chu hơi hơi cảm động, muốn nói gì đó, môi nhấp nháy rồi lại cảm thấy không lời nào để nói. Hạ Tưởng nói không sai, nhưng lý tưởng và hiện thực luôn luôn chênh lệch. Thôi thì Hạ Tưởng đã có nhiệt huyết, và tài hoa thì cứ để cậu ấy hết sức thực hiện là được rồi. Mình cũng không cần tạt gáo nước lạnh vào cậu ta làm gì. Theo như cậu nói, nếu thành phố Yến trở thành phố thí điểm đợt 2, Tiểu Hạ, cậu cho thành phố Yến ý kiến, nên tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp như thế nào? Hồ Tăng Chu kịp thời chuyển đề tài, không thảo luận về việc phát triển luận chiến nữa, đi một bước xem một bước. Hạ Tưởng nói cũng đúng, nếu đối phương chủ động khiêu khích, phương mình lại không tỏ thái độ gì, không chủ động ra ứng chiến thì cũng quá kém cỏi rồi còn gì. Thành phố Yến cũng có một số doanh nghiệp nhà nước lâu, và già nhưng không nhiều bằng thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, so sánh với họ thì ta nhẹ nhàng hơn rồi. Tôi nghĩ trong lòng thị trưởng Hồ chắc là đã vẽ ra bản kế hoạch tương lai rồi. Tôi có suy nghĩ chưa được thành thục lắm cũng muốn báo cáo với ngài. Cứ nói đi. Phía bắc thành phố Yến có sông Hạ Mã, sông này vừa đúng ngăn thành phố Yến và huyện Thường Sơn ra. Giữa thành phố Yến và huyện Thường Sơn là vùng đất trũng và ruộng rộng lớn. Cũng có triển núi nhô lên không cao. Nếu như đưa tất cả những doanh nghiệp nhà nước cũ, già và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng rời đến đó, vạch ra vùng đất chuyên để bố trí các doanh nghiệp sản xuất lạc hậu đến đó, thậm chí thành phố có thể ra chính sách, trực tiếp ngăn ra giữa thành phố Yến và huyện Thường Sơn một khu vực riêng, xây dựng nên một quận mới của thành phố Yến.
Hồ Tăng Chu hơi hơi kinh sợ. Mấy doanh nghiệp cũ, giờ đó đáng để đóng cửa, nhưng vì là doanh nghiệp nhà nước, lại có rất nhiều công nhân viên chức cần bố trí nên không thể nói đóng là đóng được. Nhưng làm cho họ di rời ra khỏi thành phố, công việc rất khó thông được. Nếu như nghe theo kế hoạch của Hạ Tưởng, thì xây dựng một quận mới của thành phố ở phía bắc thành phố đó, không những có thể rời những doanh nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng ra khỏi thành phố, mà còn có thể dựa vào lý do xây dựng quận mới mà kéo động được nhiều công ăn việc làm, GDP tăng lên ít, nhiều. Chỉ là, ý tưởng tuy là tốt đấy, nhưng số lượng công trình hơi nhiều quá mức. Hơn nữa, việc xây dựng thêm một quận mới là chuyện trọng đại, nếu chỉ có thành phố tự bàn luận thì nửa năm cũng không ra được kết quả. Sau khi được thành phố phê chuẩn lại phải báo lên tỉnh ủy, lại phải thêm lần tranh luận không dứt nữa. Cuối cùng mà định ra được, nhanh thì cũng mất khoảng thời gian sau một năm. Sao Hạ Tưởng toàn nghĩ ra được những quy hoạch lâu dài? Và khi mở miệng nói thì luôn là khoản kinh phí lớn khiến cho Hồ Tăng Chu cười khóc không xong, vừa quý lại vừa giận. Hạ Tưởng toàn nghĩ ra những ý nghĩ kỳ lạ trên trời, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì rất thiết thực và tiến hành được. Khi thực hiện thì khó khăn trùng điệp nhưng cứ mang đến cho người ta sự cổ vũ và niềm tin tích cực, khiến cho người ta khó xử. Hồ Tăng Chu liền oán giận nói. Tiểu Hạ, cậu không thể nghĩ ra cái gì đơn giản, hiệu quả nhanh hộ tôi được à? Mở miệng là công trình lớn, toàn vẽ ra cho tôi lâu đài giữa trời không? Ý đồ thật sự của Hạ Tưởng đương nhiên là không thể tiết lộ ngay bây giờ được, hắn nghĩ xa hơn Hồ Tăng Chu rất nhiều. Xây dựng thêm quận mới, không những có thể kéo động kinh tế toàn thành phố Yến, mà có thể giúp khái niệm bất động sản thành đạt tài có thể được thực hiện thực sự. Chỉ cần thành phố thông qua, báo lại lên tỉnh, hắn chắc chắn rằng Diệp Thạch Sinh sẽ tán thành. Bởi hành động này cực có lợi cho tập đoàn đạt tài, Diệp Thạch Sinh nhất định ủng hộ. Và nữa, xây dựng thêm quận mới, tương đương cũng sẽ thêm ra một loạt bộ máy lãnh đạo đảng, chính quyền cấp phó giám đốc sở, đảm nhiệm chức vị lãnh đạo quận mới, cực dễ lập ra thành tích. Bởi dùng hết sức lực của thành phố đi xây dựng quận mới, mỗi ngày sẽ có cảm giác thay đổi từng ngày, thành tích là ai ai cũng thấy được. Bất kỳ chức vị chủ tịch quận và bí thư quận ủy đều là cái bánh thơm ngon và rất lớn, đây mới là ý đồ thực sự mà Hạ Tưởng đang nhòm ngó. Còn một điểm nữa, Hạ Tưởng tung ra miếng mồi lớn dẫn dụ Hồ Tăng Chu cũng là khiến cho ông ta tin tưởng, tiếp tục kiên định với thái độ ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Là thị trưởng thành phố Yến. Thái độ của Hồ Tăng Chu có tác dụng lớn, không thể coi thường của các thành thị khác. Thái độ của ông ta có thể ảnh hưởng đến việc lay động các vị lãnh đạo các khu thành thị khác. Có thể xây dựng quận mới hay không, toàn bộ sẽ quyết định việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến có thể tiếp tục tiến hành thuận lợi. Hạ Tưởng chính là muốn Hồ Tăng Chu thủy chung ủng hộ chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Không phải Hồ Tăng Chu muốn thực hiện ý đồ lớn ở thành phố Yến sao? Được. Vậy thì cứ vẽ ra kế hoạch khiến cho người ta phải cuộn lên cảm xúc, để xem y có gan, có dũng khí ra tay hay không. Hạ Tưởng cười ha ha. Thị trưởng Hồ, nếu việc xây dựng quận mới mà thuận lợi thông qua, ngài sẽ trở thành thị trưởng đầu tiên tiến bước quan trọng đầu tiên trong lịch sử thành phố Yến khi mà thành phố Yến đang trong quá trình hướng đến trở thành thành phố lớn. Chuyện chưa bao giờ xảy ra rơi vào hắn, tuy Hồ Tăng Chu chưa đến mức lâng lâng lắm, nhưng vẫn có chút chí khí. Nghe cậu nói như vậy, đúng là có chút thú vị. Nếu tôi đoán không sai, ý tưởng quận mới của cậu, hẳn là tiến hành cùng lúc với việc mở rộng sông Hạ Mã xây dựng thành hệ thống thủ lợi bao quanh thành phố phải không? Hạ Tưởng không để lỡ cơ hội biểu hiện ra thái độ cung kính, nói. Con mắt của ngài quả nhiên là nhạy bén, là thị trưởng đầu tiên vì thành phố Yến mà xây dựng quận mới, tất cả những cống hiến của thị trưởng Hồ vì thành phố không thể nói là có một không hai. Người đời sau cũng khó mà vượt qua được. Hồ Tăng Chu cười ha hả. Tiểu Hạ, cậu nịnh hót người ta trắng trợn quá, không tốt, cực không tốt. Ngoài miệng nói không tốt, nhưng nụ cười trên mặt thì lại phát ra sự vui sướng từ trong lòng. Chương 454, sách lược ứng phó. Rời khỏi văn phòng làm việc của Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng liền chạy đến văn phòng của Tần Thác Phu, nhiệm vụ đến thị ủy coi như đã xong, tặng ngọc cho Trần Phong chỉ là cái cớ. Sắp xếp Trung Nghĩa Bình đi cũng là việc chính, nhưng việc tìm Trần Phong không phải trọng điểm hôm nay. Lần này hắn đến thành ủy thực chất chính là thảo luận với Phương Tiến Giang và Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu là thị trưởng, nắm quyền hành chính và kinh tế, và Trần Phong mà không nằm ngoài dự đoán thì 2 năm sau sẽ được thăng lên tỉnh làm, chính trị thành phố Yến sẽ do Hồ Tăng Chu quản lý chính. Nếu nhìn xa,
việc liên quan đến vận mệnh thành phố Yến thì vẫn nên tìm đến bàn bạc với Hồ Tăng Chu thì hơn. Hạ Tưởng có đoạn thời gian không gặp Tần Thác Phu rồi, nhưng thường hay liên lạc qua điện thoại. Hắn vừa gõ cửa đã thấy y hút thuốc từng ngụm một, vẻ mặt sầu muộn. Đầu tiên là Hạ Tưởng cung kính hỏi thăm, sau đó lại cười. Chủ nhiệm Tần sao vậy? Có chuyện gì không xuôi à? Hay là công việc gặp khó khăn gì rồi? Tần Thác Phu ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống, lắc đầu, nói. Công việc cũng thuận lợi, nhưng thuận lợi quá, không có chuyện nào lớn cả để đích thân tôi ra tay cho nên hơi bực bội. Hạ Tưởng vui vẻ. Không có việc lớn là minh chứng chính trị rất trong sạch, chứng minh dưới sự lãnh đạo của chủ nhiệm Tần, công tác kiểm tra kỷ luật của thành phố Yến đã làm cực kỳ xuất sắc. Những chuyện vi phạm pháp luật, bậy bạ càng ít, thì tổn thất của đảng và nhà nước càng nhỏ, là chuyện tốt mà. Tần Thác Phu không cho là đúng quay qua nhìn Hạ Tưởng, nói giọng không vui. Bớt giả bộ ngớ ngẩn, nói lời hay ý đẹp đi. Những chuyện vi phạm pháp luật kỳ cương luôn luôn tồn tại ở bất kỳ thời điểm nào, sao lại có thể không có chứ? Cái tôi lo lắng không phải là không có chuyện đó, mà nếu thật không có thì tôi vui còn không kịp, nhưng chuyện khiến tôi lo nghĩ lại là có một số người cậu biết rõ là họ đang có vấn đề nhưng lại không tóm được chứng cứ để ra tay. Tiểu Hạ, gần đây cậu không giúp tôi phá vụ nào lớn đâu nhé, nếu không thì cậu lại ra tay thử xem. Lần trước thu hoạch được vụ Lệ Triều Sinh, giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác máu nóng đang sôi sục. Gần đây đều là vài chuyện cỡ tôm tép, tôi xem mà chẳng có hứng thú gì, cứ ngủ gà ngủ gật. Cũng vì Hạ Tưởng và Tần Thác Phu thân thiết rồi nên y mới nói chuyện kiểu vậy. Đổi sang người ngoài mà nghe đường đường là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố lại có niềm đam mê bắt người, chắc bọn họ cũng sẽ bị y dọa cho nhảy dựng lên. Nói thật, đối với chuyện phá án Hạ Tưởng không thạo nghề, cũng không có hứng thú lắm. Lần trước nếu không phải Lệ Triều Sinh hãm hại nông dân thì cũng không chọc hắn nổi lên lòng căm phẫn, muốn đem ông ta điều tra bằng được. Bây giờ tính chất công việc của hắn không giống xưa nữa, hàng ngày ở trong văn phòng khu tỉnh ủy, cũng không thể phát hiện ra bên trong đó có sâu mọt gì. Một là hắn chưa tiếp xúc với nội tình của người ta, dù gì thì người ta chức to hơn hắn. Hai là hắn cũng không phải nhân viên ủy ban kỷ luật, chuyện phá án không nằm trong chức trách công việc của hắn. Tần Thác Phu nói vậy chắc chỉ là thuận miệng nói chơi thôi. Hạ Tưởng liền cười. Đợi khi nào tôi phát hiện có manh mối nào, thì nhất định sẽ báo cáo lên ngài. Đừng chỉ nói tùy miệng như vậy, mà phải lưu ý vào. Tần Thác Phu cũng thú vị, chuyện ngẫu nhiên lần trước lại khiến y nghĩ rằng Hạ Tưởng cũng có năng lực phá án. Đúng rồi, cậu đến chỗ tôi chắc chắn là không chỉ đến thăm không đâu, nói đi, có chuyện gì vậy? Hạ Tưởng không ngại ngùng cười. Đem chuyện nhân viên ủy ban kỷ luật đến công ty Tào Thù Lê điều tra kể ngắn gọn cho y nghe. Tần Thác Phu nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc. Có chuyện này sao, tôi tuyệt không rõ, cũng khó trách, chuyện nhỏ như vậy thường thì không báo cáo lên tôi đâu. Có điều trong ủy ban kỷ luật có ai không biết mối quan hệ tốt giữa tôi và cậu, mà giấu tôi đến điều tra công ty vợ cậu là chứng minh một vấn đề. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, bất mãn nói. Chính là gần đây tôi không hành động. Không điều tra vụ án nào lớn, ở ủy ban kỷ luật có người chết rồi đây, muốn dở vài trò. Cũng may là cậu kịp thời cảnh tỉnh tôi, dù sao gần đây chẳng có việc gì lắm, tôi lại khởi động chiến dịch thu quyền nữa đây. Hạ Tưởng thẹn mướt mồ hôi, từ lúc nào mà Tần Thác Phu lại chỉ có hứng với vụ án lớn rồi, xem ra, y phá án thành nghiện mất rồi, làm gì mà nhiều án lớn đợi người ta đến phá chứ. Và lại, nếu nhỡ trên tỉnh mà có vụ lớn nào thì cũng chưa đến lượt Tần Thác Phu ra tay. Nói vài câu phiến xong, Hạ Tưởng liền chào tạm biệt Tần Thác Phu, thật ra chuyện công ty thiết kế của Tào Thù Lê rất nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng mượn cớ đến đi lại với Tần Thác Phu là chính. Hạ Tưởng chân bước không ngừng, lại đi đến văn phòng Phương Tiến Giang. Hàn huyên với Phương Tiến Giang vài câu, nói về biểu hiện gần đây của Phương Cách, sau đó Hạ Tưởng chuyển đề tài nhắc về Trung Nghĩa Bình. Phương Tiến Giang có ấn tượng với y, và cũng nghe Phương Cách nhắc qua, cảm giác người này cũng được, đáng tin. Lại nghe Trần Phong Mặc nhận và Hồ Tăng Chu biểu thị thái độ, y ở huyện An cũng không có nhu cầu lợi ích gì, tự nhiên vui vẻ coi như làm ơn mà không tốn sức. Với lại, dù Trần Phong có không gật đầu, nhưng có Hạ Tưởng mở miệng rồi thì y cũng sẽ đề bạt lên. Ở thành ủy Hạ Tưởng đi đủ một vòng tròn, chuyện coi như đã xong được phần cơ bản, lại điện thoại cho Lý Đinh Sơn, mời ông cùng Cao Hải buổi tối cùng nhau dùng cơm. Đúng lúc Lý Đinh Sơn và Cao Hải cũng không có chuyện gì nên vui vẻ đến hẹn.
Ba người cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, trao đổi cách nhìn nhận thế cục tỉnh thành và trong nước trong thời gian gần đây. Dạo này công việc của Cao Hải không thuận lợi lắm, tuy giờ là phó thị trưởng, quyền thế to hơn ngày xưa nhưng vẫn chỉ là cấp sở, cấp bậc chưa được thăng lên. Ở bộ máy chính phủ tuy có thân cận với Hồ Tăng Chu, nhưng lại chịu sự hạn chế bởi phó thị trưởng thường trực Đàm Long và phó thị trưởng Hà Giang Hoa nhiều hơn, luôn bị bó chân bó tay chưa lập được thành tích nào cả. Cao Hải có chút bất đắc dĩ, nói. Thị trưởng Hồ hơi yếu trong việc quản chế bộ máy chính phủ, trong mấy vị phó thị trưởng, ngoài tôi ra, mấy người khác đều hiện rõ có quan hệ rất gần với Đàm Long. Lý Ninh Sơn cũng nói. Cao Hải muốn bước cao hơn ở thành phố Yến thì hơi khó, dù sao cấp sở ở thành phố ít, không thì nghĩ thoáng ra, có cơ hội thì năng động một tí, đến tỉnh nhậm chức cũng coi như là thay đổi lối suy nghĩ rồi, có lẽ sẽ có vùng trời rộng lớn hơn. Cao Hải gật đầu ảm đạm. Với Cao Hải, Hạ Tưởng cũng biết rõ con người ông ta. Năng lực có hạn, phù hợp với công việc phụ trợ hơn, trong môi trường hung hiểm thiếu hẳn sự quyết đoán, có thể nói là Cao Hải không thích hợp với việc tranh đấu, không hợp làm công việc có tính mở mang, chỉ thích hợp với công việc được chỉ định sẵn. Hai ngày sau, Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng kết thúc chuyến thăm và trở về. Trước khi Diệp Thạch Sinh về đến tỉnh Yến thì đã biết được tất cả chuyện xảy ra. Khi còn ở tỉnh Lĩnh Nam, y phát hiện bài đăng trên Nhật Báo Quốc gia, bởi vì sớm có được số điện thoại của Phó Thủ tướng Hà nên y đã có đủ tâm lý để chuẩn bị. Nhưng giây phút nhìn thấy tên Trình Hy Học, trong lòng không tự chủ vẫn giật mình. Đến cả Trình Hy Học đích thân ra mặt rồi, có thể thấy có người đang rất sốt ruột. Trong phút chốc, Diệp Thạch Sinh đúng là bị dao động, vì y biết rõ vị trí của Trình Hy Học, biết người đứng sau lưng ông ta là nhân vật quyền cao chức trọng thế nào. Có điều sau khi Hải Đức Trường nói với y một hồi liền lập tức kiên định lòng tin, tiếp tục đẩy mạnh tiến hành việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Hải Đức Trường bàn bạc với Diệp Thạch Sinh ở trong văn phòng làm việc, không khí thoải mái, nhẹ nhàng. Trong tay Hải Đức Trường cầm tờ Nhật Báo như đang cầm một văn kiện của đảng trịnh trọng, lời nói ra giọng điệu nhẹ nhàng. Thạch Sinh, Nhật Báo Quốc gia là bộ máy tuyên truyền của quốc gia, là văn kiện không có đóng dấu của đảng. Nếu anh coi là thật, dù không có đóng dấu thì cũng có uy lực. Nhưng nếu anh không coi là thật, thì nó chỉ là một tờ báo bình thường mà thôi, lượng phát hành lớn mới là không giả. Nhưng không có ảnh hưởng mấy đến người dân thường vì không ai chú ý đến báo mang tính chính trị cả. Y cười hi hi đặt tờ báo qua một bên. Anh là bí thư tỉnh ủy, có thể quyết định chính sách hướng đi của cả một tỉnh, và anh làm một nhiệm kỳ, không là lùi thì là tiến, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là cơ hội một lần gặp được. Nếu thua, anh cũng không mất mát gì, vẫn được nhận đãi ngộ cán bộ cấp tỉnh khi về hưu. Nếu thắng, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, cho dù là với cấp bậc phó thủ tướng về dưỡng lão cũng là một vinh quang phải không? Diệp Thạch Sinh cảm nhận sâu sắc chấp nhận. Anh nói đúng, tôi là vì quá sợ được cái này mất cái kia, chỉ là cảm thấy thân phận của Trình Hy Học hơi mẫn cảm. Ha ha! Hải Đức Trường lắc đầu cười lớn, không chút hoang mang nói. Trình Hy Học là nhà kinh tế học, bài phát biểu ngôn luận của ông ta cứ cho là đại diện người đứng đằng sau đi, nhưng nếu anh chỉ coi ông ta chỉ là một nhà kinh tế học thì hắn ta chỉ là nhà kinh tế học. Cho dù người đứng sau lưng có đứng nơi nào đó phát biểu bất lợi cho việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cũng chỉ coi là không nghe thấy. Làm bí thư tỉnh ủy cần phải vận dụng được hết quyền tự chủ trong tay. Nhất là trong hoàn cảnh của anh hiện tại, trước khi có bất kỳ văn kiện đóng dấu đảng nào đến thì cũng không cần quan tâm. Mặc kệ đó là Nhật Báo Quốc gia hay là tài liệu tham khảo nội bộ đều không thèm để ý, cứ kiên định tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cho dù có điện thoại gọi đến gây áp lực thì cũng không để tâm. Hải Đức Trường là ủy viên Bộ Chính trị, đương nhiên là tự tin và có sức lực hơn y rồi. Diệp Thạch Sinh tự nhận mình không có mắt nhìn và nhân tố như Hải Đức Trường, nhưng lời của ông ta nói đúng là có lý. Diệp Thạch Sinh làm quan ở tỉnh Yến lâu quá rồi, quá lo lắng đến biến động nhỏ ở Bắc Kinh. Nhiều tỉnh lớn phía Nam, đừng nói đến bị báo quốc gia chỉ tên phê bình, dù là bị lãnh đạo nhà nước không nặng không nhẹ nói vài câu cũng chưa chắc nghiêm chỉnh chấp hành. Mệnh danh đại quan bí thư tỉnh ủy không phải là không có nguồn gốc. Đúng là trong một tỉnh, bí thư có quyền tự chủ và quyền quyết định rất lớn. Trên cơ bản chỉ cần không làm trái với chính sách, phương châm nhà nước đề ra, trừ những việc trọng đại thì thường những chính sách mà tỉnh tự quyết định, trung ương sẽ không can thiệp vào. Sau khi Diệp Thạch Sinh suy nghĩ thông suốt, lại có Hải Đức Trường cổ vũ nên an tâm lên nhiều, cũng kiên định,
quyết tâm tiếp tục tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Đã có người chỉ chọn đăng bài trên Nhật báo quốc gia phát biểu hoài nghi việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, chứng minh lực lượng bọn họ còn chưa đủ để khiêu động chiến lược kinh tế trước mắt. Có điều là, muốn nghe, nhìn lẫn lộn cũng được, nhưng cũng phải quan sát các tỉnh trong nước có bao nhiêu thế lực bảo thủ. Thạch Sinh, nghe tôi khuyên một câu, hiện tỉnh Yến đang ở tình thế mà trước nay chưa bao giờ tốt được như vậy, tiếp tục vùi đầu chịu khó làm, chắc chắn sẽ có thành tích lớn. Sau khi Diệp Thạch Sinh kết thúc chuyến thăm tỉnh Lĩnh Nam quay về tỉnh Yến, trước đêm về đến tỉnh lại thấy bài báo phản bác lại trình hy học của Hạ Tường và Cốc Nho phân biệt đăng trên tờ Thanh Niên và tờ Kinh tế, chưa kịp đọc kỹ lại nghe được một tin khác, Nhật báo tỉnh Yến cũng đăng bài phát biểu của chuyên gia, đề ra hoài nghi việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Tin tức liên hoàn bay đến khiến cho y phút chốc đáp ứng không xuể. Nếu Nhật báo quốc gia đăng bài của trình hy học là chỉ ra ẩn ý của nhà nước thì chuyên gia phát biểu trên Nhật báo tỉnh Yến rõ ràng là ám chỉ thế cục tỉnh Yến rồi, Diệp Thạch Sinh nổi trận lôi đình. Cái tên Mã Tiêu này được, cái tên Thôi Hướng cũng được lắm, dám trong thời gian y đi công tác tự tiện làm chủ tuyên chiến ngay tại tỉnh Yến, trắng trợn phản đối việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Cho dù là mời chuyên gia lấy quan điểm của học thuật phát biểu thì cũng là công khai khiêu khích Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh vốn khó chịu vì Hạ Tưởng chưa được cho phép đã đăng bài trên báo Thanh Niên rồi, còn đang định sau khi về sẽ mắng vài câu. Ai ngờ mấy người Mã Tiêu càng đáng ghét hơn, dám đứng trong địa bàn của y mà dám làm trái với ý của nhân vật số một này, là mối nhẫn nhục không thể nhẫn nhịn được. Ban đầu Diệp Thạch Sinh muốn vùi đầu chịu khổ để làm, không lớn tiếng, không khoa trương, chỉ nghĩ là làm ra thành tích rồi nói. Giờ nhìn thấy tay người khác đã vươn ra hẳn ngoài địa bàn của y. Còn muốn đặt cờ trong địa bàn đó, thân là bí thư tỉnh ủy mà không thể hiện thái độ gì thì quá là kém cỏi. Trên đường đi, Diệp Thạch Sinh để thư ký thông báo đến Phạm Duệ Hằng, Mai Thái Bình mấy người, đợi khi nào y về đến tỉnh Yến thì lập tức mở cuộc họp hội ý. Ma Thu nghĩ rằng Diệp Thạch Sinh quên mất Thôi Hướng nên cố ý hỏi một câu. Có thông báo đến Phó Bí Thư Thôi Hướng không ạ? Phó Bí Thư Thôi. Vừa rồi cậu nói là thời gian họp hội ý và sắp xếp của Phó Bí Thư Thôi có xung đột. Diệp Thạch Sinh nói được nửa câu thì im lặng không nói nữa. Ma Thu rất thông minh liền lập tức ngậm miệng lại. Về đến tỉnh Yến, Diệp Thạch Sinh khẩn trương mở cuộc họp hội ý. Khi Hạ Tưởng biết được tin Diệp Thạch Sinh về rồi là do lúc đó đang ở văn phòng báo cáo với Tống Triều Độ, trong lúc nói chuyện thì phong thanh nghe được, chỉ một tiếng gõ ở cửa vang lên, người gõ cửa không cần mời mà tự bước vào luôn. Nói mọt câu. Triều Độ, tôi đi dự cuộc họp hội ý, liên quan về việc thành phố bảo xin chính phủ một chính sách chuyên nghiệp, cụ thể thì anh và Vạn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Mã Vạn Chính, bàn bạc với nhau tiếp. Là Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng nói xong một câu mới để ý Hạ Tưởng cũng ở đó, nên hơi hơi gật đầu nói. Tiểu Hạ cũng ở đây à, vừa đúng lúc có chuyện muốn nói với cậu, tuần tới là sinh nhật của Phạm Tranh, nó muốn mở bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Đến lúc đó cậu cũng đến nhé, nó hay nhắc đến cậu lắm. Đúng rồi, nếu Triều Độ cũng không bận thì cũng đến cho thêm vui. Chúng nó Thanh Niên có chuyện để kể, chúng ta cũng có lời để nói. Được, tôi nhất định sẽ tới. Tống Triều Độ cười tủm tỉm trả lời. Hạ Tưởng vội đứng lên cung kính cười. Cháu biết rồi ạ, thưa Chủ tịch tỉnh Phạm, đàn anh khóa trên tổ chức sinh nhật, cháu là đàn em khóa sau mà không đến thì không được rồi. Sinh nhật Phạm Tranh thì không cần phải Phạm Duệ Hằng đứng ra mời, và mời ngay trước mặt Tống Triều Độ nữa. Hạ Tưởng và Tống Triều Độ cùng nhau tiễn Phạm Duệ Hằng đi xong, Tống Triều Độ nói. Đến cả Chủ tịch tỉnh Phạm cũng đề cao cậu ngay trước mặt tôi, thể diện của cậu cũng đáng gườm ghê. Hạ Tưởng vội xua tay, khiêm tốn nói. Chủ tịch tỉnh Phạm là vì cháu giúp chú ấy lập được thành tích, còn ra mặt giúp chú ấy chặn áp lực nên chú ấy đương nhiên cổ vũ cháu một chút thôi. Hy vọng cháu không ngừng cố gắng, tiếp tục ra mặt tranh luận với trình hy học. Cháu đoán việc phản bác các chuyên gia tỉnh Yến sắp tới, Chủ tịch tỉnh Phạm sẽ lại để cháu ra mặt. Không phải cậu đã nghĩ ra đối sách rồi sao? Tống Triều Độ rất vừa ý với câu trả lời của Hạ Tưởng. Vâng, cháu đã sắp xếp An Giật Hưng và Bành Mộng Phàm viết bài rồi. Có điều lời văn phản bác của họ chưa đủ sắc bén, hơi mềm một chút, cháu không vừa ý lắm. Tạm thời thì chưa có người nào phù hợp hơn cả. Cậu cũng có thể ra mặt, còn một người nữa mà cậu đừng quên, đó là Phạm Tranh. Ánh mắt Hạ Tưởng bừng sáng, lập tức lắc đầu. Chỉ sợ là Chủ tịch tỉnh Phạm không cho Phạm Tranh ra mặt ạ. Chưa chắc.
Tống Triều Độ nói rất chắc chắn. Chủ tịch Tỉnh Phạm đã nhìn thấy triển vọng của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tiền đồ chính trị của ông ta cũng sẽ gửi thác vào đó. Luận chiến lần này là một cơ hội, nếu biết vận dụng thích hợp thì Phạm Tranh có thể nhân cơ hội một bước thành danh. Tiểu Hạ à, lời Tống Triều Độ nói cũng không phải vô lý, Hạ Tưởng quay về văn phòng, vẫn đang cân nhắc tính khả thi khi mời Phạm Tranh ra mặt tham gia luận chiến. Nếu hắn và Phạm Tranh cùng nhau ra mặt, làm đệ tử của Cốc Nho cùng lúc ra ứng chiến cũng có thể thu hút được sự chú ý lớn của giới học thuật trong nước. Đang trong lúc suy nghĩ, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến, nghe tiếng cười thật thân quen, có điều Hạ Tưởng đang suy nghĩ, nên phút chốc không nghĩ ra là ai được. Đợi người ta đi vào phòng làm việc rồi hắn mới không kìm nổi cười, không ngờ đến tiếng cười của Tiểu thì cũng không nghe ra, đúng là thất bại. Tuy nhiên khiến cho hắn phải kinh ngạc chính là, Nghiêm Tiểu thì đang cười duyên dáng đi cùng Cổ Ngọc, hai người người nói người cười như kiểu những người bạn đã quen biết từ rất lâu rồi. Hạ Tưởng kinh ngạc hỏi. Hai người quen nhau. Cổ Ngọc thản nhiên cười. Quen nhau, vừa mới quen nhau. Sao vậy, không cho chúng tôi mới quen đã thân sao? Hạ Tưởng đứng dậy, không tiếp lời Cổ Ngọc mà nói với Nghiêm Tiểu thì. Hoan nghênh Tổng Giám Đốc Nghiêm. Nghiêm Tiểu thì cũng nghiêm trang nói. Xin chào trưởng phòng Hạ, hôm nay tôi đến tổ lãnh đạo là có việc muốn nhờ, xin trưởng phòng Hạ giúp cho. Cổ Ngọc đứng một bên nhìn Hạ Tưởng, rồi lại dò đoán Nghiêm Tiểu thì, thử xem có phát hiện ra cái gì không, kết quả khiến cô phải thất vọng là, bộ dạng của Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì đều rất nghiêm túc, không có gì kỳ lạ cả. Nghiêm Tiểu thì không đến tay không, trong tay cầm một giỏ hoa quả, nhiệt tình mời mọi người. Trung Nghĩa Bình còn khách sáo thoái thác vài câu. Phương Cách thì không từ chối mà cầm lên ăn luôn, vừa ăn vừa nói. Có lãnh đạo tốt là may mắn, có lãnh đạo có duyên với người đẹp thì đúng là có phúc. Cổ Ngọc tức giận nói một câu. Nếu anh là người đẹp, gặp phải một lãnh đạo háo sắc thì xem anh còn coi là có phúc nữa hay không? Phương Cách cười ha ha. Người đẹp mà gặp phải lãnh đạo háo sắc, với được đến lãnh đạo thì đó gọi là thần rồi. Cổ Ngọc tức quá rồi. Hứ, logic gì chứ? Cũng may anh không phải con gái, nếu không thì làm mất mặt giới phụ nữ. Phương Cách cứ kêu oan. Tôi thấy tôi mà là phụ nữ thì cũng là nguyên tắc lắm. Nguyên tắc của tôi là, chỉ bám vào lãnh đạo trẻ tuổi, đẹp trai. Còn với những ông dê già thì không cần biết ông ta làm quan to thế nào đều tuyệt đối giữ khoảng cách xa. Càng nói càng không ra gì, Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Phương Cách, rồi cùng Nghiêm Tiểu thì ra khỏi phòng làm việc, đi ra bên ngoài. Văn phòng Ủy ban Nhân dân là nhà mới xây, hai đầu hành lang mỗi nơi đều có ban công lộ thiên có thể nghỉ ngơi một chút. Hai người đi đến ban công lộ thiên, Hạ Tưởng liền hỏi. Tiểu thì, em có chuyện gì cứ nói đi. Cũng không chuyện gì cả. Nghiêm Tiểu thì chần chừ một lát, như là ngại ngùng không nói ra được. Nghĩ ngợi một lúc, vẫn nói thật lòng. Dưỡng bất công, căn bản không nhắc chuyện em bái Cốc lão làm thầy. Bây giờ anh là đệ tử đắc ý của ông ấy rồi, em thì sao đây? Em là thật lòng muốn học hỏi, cũng không phải vì bằng cấp, vì bình chức danh, thực sự là một lòng khiêm tốn hiếu học, muốn có nhiều kiến thức lý luận hơn, cũng muốn vận dụng vào thực tiễn nữa. Chương 455, tiếp tục chiến đấu. Suy nghĩ của em thì anh rất hiểu, tuy nhiên, tính tình của Cốc lão có chút cổ quái, xuất thân của em bình thường, các thành tựu trong tương lai thì cũng không rõ ràng lắm. Chỉ sợ là kể cả anh mở miệng cầu xin ông ta thu nhận em thì ông ta cũng từ chối. Vừa lúc Hạ Tưởng nhìn thấy trong tay Nghiêm Tiểu thì đang cầm tờ báo tin tức hàng ngày của tỉnh Yến, bên trên tờ báo có bài viết của một nhóm chuyên gia đang hoài nghi đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, linh cơ Hạ Tưởng chợt lóe lên, hắn hỏi. Có phải sở trường của em là viết văn, có đúng không vậy? Nghiêm Tiểu thì cũng là một người thông minh, sắc sảo, nghe vậy cô liền hiểu ngay. Đúng vậy. Không phải em tự khoác lác về bản thân mình nhưng sở trường nhất của em là viết bài biện luận. Có phải anh muốn em viết một bài để phản bác lại phải không? Khi đọc quan điểm của nhóm chuyên gia này thì em thấy rất tức giận, cảm thấy chẳng những bọn họ đã xuyên tạc toàn bộ, mà hơn nữa luận điệu rất quái lạ. Em chỉ mong có một lần gặp mặt tranh luận với bọn họ một phen, chắc chắn em sẽ làm cho bọn họ nghẹn họng không nói được nữa. Hạ Tưởng mỉm cười. Nếu đúng là em có bổn sự như vậy thì hãy viết một bài để phản bác, càng sắc bén càng tốt, viết xong đưa cho anh, thế nào? Vâng, xin tuân mệnh. Vẻ mặt của Nghiêm Tiểu thì tỏ ra nghiêm túc đáp ứng, lại còn vòng tay làm ra động tác cảm tạ,
Trưởng phòng Hạ, toàn bộ tương lai hạnh phúc của em đều giao cho anh, nhất định anh phải nói tốt mấy câu trước mặt Cốc lão. Dượng em thì đã không đáng tin rồi, hy vọng anh có thể đáng tin được. Nếu không, trong mắt em thì trên thế giới vốn không có người đàn ông nào đáng tin cậy. Hạ Tưởng đối với sự cảm tạ miễn phí của Nghiêm Tiểu thì không dám nhận, hắn dặn dò. Nhớ phải chú ý, bài viết đầu tiên của em phải vượt qua được cửa ải của anh đã, nếu tốt thì anh sẽ nộp lên trên. Mà hơn nữa, cũng khó nói tốt về em, cho dù có nói nhưng tạo ra sự chú ý của Cốc lão hay không thì cũng chưa biết. Vì thế, em phải cực kỳ cố gắng, chỉ cần Cốc lão có ấn tượng đối với em thì mới tốt cho việc anh mở miệng. Vâng, em xin lãnh giáo, em cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý để viết cho tốt. Tiễn bước Nghiêm Tiểu thì rời đi, Hạ Tưởng cũng không để ý tới việc Cổ Ngọc hỏi bóng hỏi gió về quan hệ giữa hắn và Nghiêm Tiểu thì, suy nghĩ của hắn lại đắm chìm vào trong cuộc họp hội ý. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng cũng không biết Bí Thư Diệp có thái độ như thế nào. Nếu Hạ Tưởng biết rằng trong thành phần dự họp hội ý đã lờ đi không mời Thôi Hướng thì hắn không cần lo lắng để suy đoán thái độ của Diệp Thạch Sinh nữa. Trong văn phòng của Bí Thư Tỉnh ủy, vẻ mặt của Diệp Thạch Sinh rất nghiêm túc, đang nghe Tiền Cẩm Tùng báo cáo lại tỉ mỉ các bài viết đã đăng trên tờ tin tức hàng ngày quốc gia và tin tức hàng ngày tỉnh Yến, cùng với các phản ứng khắp nơi và các nhận xét tổng kết. Nghe xong, vẻ mặt của Diệp Thạch Sinh cực kỳ bất mãn nói với Phạm Duệ Hằng. Duệ Hằng, Hạ Tưởng phát biểu trên báo Thanh Niên là vì ủng hộ thầy giáo Cốc Nho của cậu ta, đây là vấn đề tranh luận trong học thuật, điều này không tính đến làm gì. Nhưng trên tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến lại có bài viết phát biểu sự hoài nghi đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, anh là phó bí thư thứ nhất tỉnh ủy, chẳng lẽ trước đó không nghe được tin tức gì? Phạm Duệ Hằng đối với sự bất mãn của Diệp Thạch Sinh thì cũng không phản bác lại, ông ta với vẻ mặt không vui trả lời. Nếu lúc đó phó bí thư Thôi và trưởng ban Mã đều không xin chỉ thị từ ngài, nói như vậy thì bọn họ lại càng không cho rằng cần thiết phải xin chỉ thị từ tôi. Tôi cũng chỉ đến khi đọc trên báo thì mới biết được sự việc xảy ra. Việc này có ảnh hưởng rất mạnh, hiện mọi người trong tỉnh ủy đang bàn luận để đoán xem rốt cuộc là tỉnh ủy có thái độ gì trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Ngay cả đồng chí Hạ Tưởng cũng tỏ vẻ oán giận tôi, người ta vừa mới vì tỉnh Yến kéo về một nguồn đầu tư lớn, kết quả thì đúng làm cho người ta buồn bã, đã không có lời khen thưởng cậu ta thì thôi, trái lại dội vào đầu cậu ta một chậu nước lạnh. Về bài viết phản bác trên báo Thanh Niên thì trước đó cậu ta đã tới chỗ tôi để xin chỉ thị, tôi nói rằng cậu ta là cán bộ của tỉnh Yến, nếu tại tỉnh Yến mà muốn phát biểu ngôn luận của mình thì phải có sự đồng ý của Bí Thư Diệp mới được. Còn khi cậu ta đang ở Bắc Kinh, là học trò của giáo sư Cốc Nho, lúc đó lại khác, tất cả mọi việc phải nghe theo lời của thầy giáo. Lời nói của Phạm Duệ Hằng đâm vào trúng nỗi đau trong tim của Diệp Thạch Sinh, làm Diệp Thạch Sinh không ngớt gật đầu liên tục. Ông ta cảm thấy đúng là trước kia không phát hiện ra cách đối nhân xử thế của Phạm Duệ Hằng cũng rất được, so với người khẩu Phật tâm xà như Thôi Hướng thì mạnh hơn rất nhiều. Đối với cuộc chiến tuyên truyền này thì Mai Thái Bình cũng có nghe qua, chỉ có điều thái độ của ông ta vẫn luôn nhất quán, đó là không liên quan tới mình, đứng ngoài xem là được. Tuy nhiên, khi biết sự tình có liên quan đến Hạ Tưởng, trong lòng ông ta liền cân nhắc việc hôm nay nếu Diệp Thạch Sinh đã gọi ông ta đến thì chắc chắn sẽ phải đề cập đến vấn đề nhân sự. Chẳng lẽ phải động đến Hạ Tưởng? Tuy rằng trong lòng có sự nghi vấn nhưng Mai Thái Bình luôn giữ thái độ không chủ động đặt câu hỏi mà ngồi lù lù bất động ở một bên để xem mọi người biểu diễn. Phạm Duệ Hằng xem ra đã biết đại khái thái độ của Diệp Thạch Sinh, đó là Diệp Thạch Sinh đang tức giận và muốn phản kích. Vì thế ông ta còn có ý đổ thêm dầu vào lửa. Đừng nhìn Hạ Tưởng năm nay 27 tuổi nhưng cách làm việc của cậu ta rất điềm đạm, lại không kêu ca. Chỉ cắm đầu vào công việc và làm ra những thành tích thật đáng nể. Vậy mà bọn họ cũng đang còn chỉ trích được. Triều Độ cũng nói với tôi, tuy rằng tổ lãnh đạo là do bên phía ủy ban làm chủ đạo nhưng vẫn luôn có sự ủng hộ mạnh mẽ của Bí Thư Diệp, vì thế chúng ta cần phải tăng mạnh thêm sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Tôi rất tán thành với việc này, nếu không sẽ làm cho người của hai bên có cảm giác tách rời. Tuy nhiên, dường như Vạn Chính không có cùng chung thái độ. Vạn Chính như thế nào? Diệp Thạch Sinh sửng sốt, bộ máy ủy ban cũng đã xuất hiện các âm thanh bất đồng. Xem ra thế cục đúng là càng ngày càng phức tạp. Không phải ông ta vẫn luôn xem trọng triển vọng của việc điều chỉnh kết cấu sản xuất hay sao? Gần đây thì thái độ của Vạn Chính có chút buông lỏng, nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, sự chú ý đối với công tác của tổ lãnh đạo thì cũng giảm yếu đi.
đợt này thành phố Bảo đang xin Ủy ban Nhân dân tỉnh các chính sách ủng hộ nhưng dường như ông ta cũng không quá tán thành, khả năng là có các suy xét khác. Phạm Duệ Hằng đối với sự chuyển biến thái độ của Mã Vạn Chính thì trong lòng biết rất rõ ràng, nhưng trước mặt Diệp Thạch Sinh thì không thể vạch thẳng ra được. Ông ta cũng tin rằng Diệp Thạch Sinh nghĩ ra được điều này. Vẻ mặt Diệp Thạch Sinh hơi trầm ngâm, lập tức hiểu được nguyên nhân để Mã Vạn Chính chuyển biến thái độ. Ông ta cũng không nói ra, quay đầu nói với Tiền Cẩm Tùng. Cẩm Tùng, anh nghĩ sao về việc Duệ Hằng đề nghị tăng mạnh tính chỉ đạo ở trong công tác của tổ lãnh đạo? Tiền Cẩm Tùng là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, chính là cái loa của Diệp Thạch Sinh, là đại quản gia của tỉnh ủy. Trên cơ bản thì những tâm tư và tính tình của mấy nhân vật có số má của tỉnh ủy thì ông ta nắm rất rõ ràng. Vừa rồi nhân vật số 1 và số 2 đối thoại với nhau, tất cả đều xoay xung quanh các chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất đang được triển khai, mà người để thực thi các công việc cụ thể chính là tổ lãnh đạo. Hiện tại xuất hiện việc các cơ quan tuyên truyền đang bóp méo sự kiện, lại đúng lúc này Phạm Duệ Hằng có đề xuất tăng mạnh tính chỉ đạo của tỉnh ủy trong lực lượng của tổ lãnh đạo. Với diễn biến như vậy, làm sao một người như ông ta lại không hiểu ra? Thật ra cả hai người cũng đều rõ ràng cái gọi là tăng mạnh thêm lực lượng của tỉnh ủy tại tổ lãnh đạo là sắp xếp lại điều gì nhưng không ai nói ra, lúc này tầm quan trọng của trưởng ban thư ký lập tức được biểu lộ ra. Tiền Cẩm Tùng liền theo thứ tự ra hiệu gật đầu xin phép với Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng và Mai Thái Bình để tỏ vẻ tôn kính, sau đó mới nói. Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm chỉ thị tinh thần rất đúng lúc, và rất thiết thực với thực tế. Sau khi lĩnh hội tư tưởng của hai vị lãnh đạo, tôi có một chút ý tưởng muốn báo cáo với các lãnh đạo đang ngồi đây một chút. Ánh mắt của Diệp Thạch Sinh và ánh mắt của Tiền Cẩm Tùng lập tức chạm vào nhau một cái, sau đó lại tách ra. Tiền Cẩm Tùng tiếp tục nói. Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ đạo để tổ lãnh đạo khai triển các công tác phát triển kinh tế, chỉ đạo cách thực hiện điều chỉnh kết cấu sản xuất tại hai thành phố thí điểm, phụ trách các công việc mang tính cụ thể. Nhưng hiện tại cũng có rất nhiều người có cái nhìn nhận không đúng về các nội dung công việc và quyết tâm của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Tôi đề nghị đề cử đồng chí Cát Sơn, Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổ trưởng Tổ lãnh đạo, công việc chủ yếu của đồng chí này là phụ trách công tác tuyên truyền đối ngoại. Đến tận lúc này Mai Thái Bình mới minh bạch dụng ý của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng trong buổi họp hội ý ngày hôm nay, để Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy kiêm nhiệm Phó Tổ trưởng Tổ lãnh đạo. Phụ trách công tác tuyên truyền. Việc này hiển nhiên là để ứng đối với các vấn đề tuyên truyền đã xảy ra trong trước mắt, và cũng làm tốt sự chuẩn bị cho bước phản kích tiếp theo. Diệp Thạch Sinh hơi suy tư một chút rồi gật đầu nói. Đồng chí Cát Sơn có kinh nghiệm phong phú trong công tác tuyên truyền, cũng có mối quan hệ rộng rãi với các phương tiện truyền thông tỉnh Yên. Để đồng chí Cát Sơn kiêm nhiệm vị trí phó tổ trưởng tổ lãnh đạo là rất thích hợp. Phạm Duệ Hằng cũng không có ý kiến phản đối. Ông ta cũng biết Cát Sơn trước kia đã làm trưởng ban tuyên giáo thành ủy, hơn nữa cũng xuất thân từ phóng viên, nghe nói kinh nghiệm đấu tranh trong tuyên truyền rất phong phú. Vì thế ông ta liền tỏ vẻ gật đầu đồng ý. Đồng chí Cát Sơn rất phù hợp, có thể đảm nhiệm công tác phó tổ trưởng. Tiền Cẩm Tùng liền vừa cười vừa nhìn về phía Mai Thái Bình. Từ trước đến nay Mai Thái Bình đối với việc điều động cán bộ kiêm nhiệm trong nội bộ thì xem là việc nhỏ, không để trong lòng. Hơn nữa trong việc này lại không có lợi ích gì của ông ta trong đó. Vì thế ông ta cũng tỏ thái độ đồng ý. Tôi tán thành. Bí thư và chủ tịch tỉnh đều đã gật đầu, hơn nữa đây chỉ là điều thêm một người nữa tới tổ lãnh đạo, không tạo sự thay đổi lớn nào cả, vì thế nên không ai dại gì lại đi phản đối. Tiền Cẩm Tùng thấy sự tình được tiến hành cực kỳ thuận lợi nên còn nói thêm. Tôi còn có một đề nghị nữa, muốn xin báo cáo các lãnh đạo ngồi đây một chút. Diệp Thạch Sinh nói, thời gian cho phép, có việc gì thì cứ nói. Đồng chí Phong Lợi đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã một thời gian dài, công tác cũng được thực hiện rất tốt, biểu hiện rất năng động. Do đó tôi cũng muốn xin các lãnh đạo suy xét một chút, có phải là nên sắp xếp đồng chí này đến một vị trí công tác trọng yếu hơn không? Tiền Cẩm Tùng cười ra vẻ xin lỗi với Mai Thái Bình, ý tứ rằng thật là có lỗi vì đã vượt quyền. Vốn đây là công tác của ban tổ chức cán bộ nhưng ông ta lại mở miệng đề nghị. Đương nhiên Mai Thái Bình biết rằng Tiền Cẩm Tùng nói những lời này là đã được Diệp Thạch Sinh bày mưu đặt kế, ông ta cũng biết Phong Lợi này đã chèn ép Hạ Tưởng hai lần mà trong đó có một lần vừa lúc ông ta bắt gặp được. Mai Thái Bình đối với Phong Lợi thì không có ấn tượng gì, nhưng nếu Phong Lợi đã không khách khí với Hạ Tưởng,
lại thêm có ánh mắt của bí thư tỉnh ủy thì không dùng y để khai đao thì chém ai bây giờ. Vì vậy ông ta nói, giám đốc Sở đo vẽ bản đồ cũng chuẩn bị về hưu rồi. Phạm Duệ Hằng cũng với vẻ mặt thân thiết nói, đồng chí Phong Lợi đã có tuổi tác, đến công tác tại Sở đo vẽ bản đồ thì sợ rằng thân thể không đảm bảo sức khỏe. Cục trưởng cục cán bộ kỳ cựu tỉnh ủy vẫn đang nghỉ bệnh một thời gian, hiện tại vẫn là do phó cục trưởng chủ trì các công tác hàng ngày. Đồng chí Phong Lợi có tác phong cẩn thận, tin rằng đồng chí này có thể làm tốt công tác tại cục cán bộ kỳ cựu. Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy là cán bộ cấp giám đốc sở, cục trưởng cục cán bộ kỳ cựu tỉnh ủy cũng là cấp giám đốc sở, điều động như thế này xem như là điều chuyển ngang. Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì xem ra được điều chuyển sang một vị trí là số một của một cục, so với vị trí phó trưởng ban thường trực của ban tuyên giáo thì có vẻ chức vụ to và nhiều quyền lực hơn, nhưng thực tế là điều sang một vị trí hoàn toàn xếp xó. Trong lúc vô ý Mai Thái Bình liếc mắt nhìn Phạm Duệ Hằng một cái, nghĩ thầm rằng đúng là cũng không thấy được mặt này của Phạm Duệ Hằng. Bình thường thì ông ta đối xử với người khác cũng không hay làm vẻ, nhưng sửa trị người thì đúng là lợi hại, so với mình thì còn độc hơn. Tốt xấu gì khi Phong Lợi đi đến sở đo vẽ bản đồ thì còn có việc để làm, vậy mà Phạm Duệ Hằng lại muốn điều y đến cục cán bộ kỳ cựu, đây chính là để y tiếp đón một đám cán bộ về hưu, suốt ngày chỉ chơi cờ và uống trà. Cũng là bất việc, đầu tiên là gia nhập vào trạng thái về hưu, đồng chí Phong Lợi sau khi quen thuộc công tác trong cục cán bộ kỳ cựu, sau này về hưu thì cũng có thể dung nhập nhanh chóng vào trong đám cán bộ hưu trí này. Ý kiến của Chủ tịch tỉnh Phạm rất thích hợp, tôi tán thành. Mai Thái Bình mặc kệ việc Phong Lợi là tay đấm của ai, cứ để mặc cho Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh an bài là được. Tôi cũng tán thành. Vẻ mặt Tiền Cẩm Tùng mỉm cười. Nếu mọi người đều đồng ý thì quyết định vậy đi. Rốt cuộc trên mặt Diệp Thạch Sinh lộ ra vẻ tươi cười, lại nói với Mai Thái Bình. Thái Bình, về việc chọn người vào đảm nhiệm vị trí phó trưởng ban thường trực thì ban tổ chức cán bộ tuyển người rồi báo lại cho tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ mở một cuộc hội ý để nghiên cứu một chút. Sau khi tan họp, Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng quay trở lại văn phòng của Diệp Thạch Sinh, lúc này chợt nghe thấy thư ký báo cáo nói là phó bí thư Thôi có việc muốn báo cáo. Diệp Thạch Sinh hơi chút chần chừ rồi nói. Mời phó bí thư Thôi vào. Vẻ mặt Thôi Hướng không vui đẩy cửa bước vào, vừa bước vào văn phòng y đã nói. Bí thư Diệp, vì sao ngài mở cuộc họp hội ý mà không thông báo cho tôi biết vậy? Không phải là anh đang đi xuống cơ sở thị sát sao? Mà thù báo cho tôi như vậy, do thời gian xung đột nên không thông báo cho anh. Diệp Thạch Sinh bất động thanh sắc nói, đồng thời gọi to ra bên ngoài. Mà thù, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mà thù vội vàng bước vào, thần sắc khẩn trương nói. Bí thư Diệp, phó bí thư Thôi, tôi tra xét lại, có thể là tôi đã nhầm về thời gian. Tôi tưởng rằng thời gian cuộc họp hội ý lại đúng vào lúc xung đột với thời gian của phó bí thư Thôi. Vì thế tôi đã không thông báo cho phó bí thư Thôi biết. Ma Thu, sao cậu lại có thể phạm loại sai lầm cấp thấp như thế này được? Uổng công cậu theo tôi nhiều năm như vậy, không ngờ ngay cả thời gian làm việc của phó bí thư Thôi mà cũng không nắm rõ. Diệp Thạch Sinh không kìm nổi giận dữ nói. Về phòng viết một bản kiểm điểm, thật sâu sắc vào. Lần sau còn tái phạm sai lầm như vậy thì không cần tôi nhắc nhở thì cậu cũng đừng có hy vọng tiếp tục làm việc được nữa. Vẻ mặt Ma Thu sợ hãi, liên tục nhận sai. Thôi Hướng sao có thể không nhìn ra Diệp Thạch Sinh đang diễn kịch. Vì thế y liền phất phất tay rồi nói. Không cần trách thư ký Ma, có thể là thư ký của tôi báo sai thời gian. Thôi Hướng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, y không nghĩ tới đường đường là một bí thư tỉnh ủy như Diệp Thạch Sinh mà cũng sử dụng một thủ pháp vô lại đến vậy, việc này cũng làm hắn phải bó tay không trách móc được. Cũng may là trước lúc đến đây thì y đã chuẩn bị tốt tâm lý, cũng biết chưa chắc mình ở trước mặt Diệp Thạch Sinh có được kết quả tốt. Thôi Hướng và Mã Tiêu cho đăng bài viết phát biểu sự hoài nghi về việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, việc này cũng không phải hoàn toàn bọn họ muốn cùng đối nghịch với Diệp Thạch Sinh. Thật ra ý tưởng của Thôi Hướng là không nên bức bách Diệp Thạch Sinh quá nhanh, mà chỉ thực hiện một cách từ từ là tốt nhất. Nhưng Mã Tiêu và Phó Tiên Phong lại kiên trì đề nghị phải làm như vậy, bởi vì Bắc Kinh có người đã ám chỉ. Cho rằng chỉ đốt lửa ở mỗi Bắc Kinh thì không đủ độ, mà phải thả lửa vào trong tỉnh Yến thì mới đủ náo nhiệt. Thôi Hướng khuyên Mã Tiêu và Phó Tiên Phong không được, bởi vì y cũng biết Phó Gia và hậu trường của Trình Hy học giao tình rất tâm đầu ý hợp,
có thể nói là trong tầng lớp cao tầng thì bọn họ đứng cùng trên một trận địa. Nếu Mã Tiêu là người của Phó gia, đương nhiên cũng muốn để Tỉnh Yến phối hợp thế tấn công trong mảng tuyên truyền. Hơn nữa, hậu trường của Diệp Thạch Sinh ở Bắc Kinh cũng không cứng rắn và mạnh mẽ, tính cách của Diệp Thạch Sinh lại khá mềm yếu, vì thế y cảm thấy dễ dàng bắt nạt. Nhưng Thôi Hướng đã suy nghĩ rất kỹ việc này, y cảm thấy rằng mặc dù tính tình của Diệp Thạch Sinh đúng thật là nhu nhược, nhưng dù sao ông ta cũng là nhân vật số một của Tỉnh Yến, quyền uy của nhân vật số một thì không thể để xâm phạm được. Hơn nữa, hiện tại thì Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng có xu thế đến gần nhau hơn, nếu bí thư và chủ tịch tỉnh liên kết lại với nhau thì các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác sẽ rất khó để phát ra tiếng nói của mình. Vì thế, giai đoạn hiện tại thì nên lấy việc lôi kéo Diệp Thạch Sinh làm chính, không nên ép buộc để ông ta càng ngày chạy càng gần tới Phạm Duệ Hằng. Hiện tại thì ba ủy viên thường vụ của bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh gần như là có chung một tiếng nói. Một khi Diệp Thạch Sinh thực sự đạt được một nhận thức chung với Phạm Duệ Hằng, có Phạm Duệ Hằng ủng hộ liền có nghĩa tương đương với có sự ủng hộ của Mã Vạn Chính và Tống Chiêu Độ, như vậy trong bộ máy đảng thì Diệp Thạch Sinh sẽ có quyền uy tuyệt đối. Thôi Hướng tính toán một chút thế lực của chính mình thì thấy hoàn toàn không có cách nào chống trả lại Diệp Thạch Sinh. Y và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Lý Bình Văn, lại còn có trưởng ban tuyên giáo Mã Tiêu, nếu cả ba liên hợp lại một chỗ thì còn có chút phân lượng nhất định. Còn chính ủy quân khu Trương Kiến Quốc thì trong hội nghị thường vụ thì cũng có một phiếu, nhưng quyền lên tiếng thì rất yếu. Điểm mấu chốt chính là y không có lực lượng trong bộ máy của ủy ban nên tiếng nói trong hội nghị thường vụ suy giảm mạnh. Chương 456, hai quân giao chiến, người dũng cảm hơn thì chiến thắng. Chỉ có điều đột nhiên Thôi Hướng nghe nói rằng tiếng nói trong ủy ban nhân dân tỉnh lúc này đã có chút không đồng nhất. Thái độ của Mã Vạn Chính đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất có chút dao động, từ việc ủng hộ mạnh mẽ lúc trước đã biến thành ủng hộ một cách cẩn thận, thậm chí trong một số trường hợp còn bộc lộ ra giọng điệu không quá vừa lòng. Mã Vạn Chính là phó chủ tịch thường trực của tỉnh, chẳng những có trọng lượng rất nặng trong bộ máy của ủy ban, gần bằng với Phạm Duệ Hằng, mà ở trong hội nghị thường vụ cũng xếp vào loại rất uy tín. Nếu phe cánh của mình ở hội nghị thường vụ chiếm được sự hưởng ứng của Mã Vạn Chính thì thực lực sẽ tăng rất lớn. Vô hình chung lúc này sẽ tạo ra một áp lực rất lớn cho Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Thôi Hướng trải qua một thời gian suy nghĩ cặn kẽ, lại có thêm sự bày mưu tính kế của Mã Tiêu, Phó Tiên Phong nên rốt cuộc đã hạ quyết tâm đánh cược một lần, vì thế đã quyết định cho đăng bài ủng hộ quan điểm của Trình Hy Học trên tờ tin tức hàng ngày Tỉnh Yến để tạo thế, chẳng những có thể gây ra một áp lực thật lớn cho Diệp Thạch Sinh mà còn có thể có được sự tán thưởng của bậc thượng tầng. Vừa lại được phó gia thưởng thức, cùng đó lại là hậu trường của Trình Hy Học liếc mắt xem trọng. Nếu đạt được những điều này thì y cũng thu hoạch được một mẻ nặng trịch, đáng giá để thử một lần. Đương nhiên, Thôi Hướng còn có một tâm tư đó là y luôn cảm thấy Diệp Thạch Sinh ở trong thời khắc mấu chốt chưa chắc đã chịu được áp lực, với sự giáp công của tờ tin tức hàng ngày quốc gia và Tỉnh Yến thì ông ta sẽ lựa chọn phương án thỏa hiệp. Nếu Diệp Thạch Sinh lùi bước, khi đó sự hợp tác của ông ta với Phạm Duệ Hằng sẽ thất bại. Như vậy chẳng khác nào y đã đạt được một thắng lợi một cách toàn diện. Mặc dù phải mạo hiểm một cuộc phiêu lưu trong chính trị, nhưng người trong chốn quan trường thì mỗi một thời khắc sinh hoạt trong chính trị đều phải phiêu lưu, làm sao có thể nhìn trước ngó sau được. Thôi Hướng tự nhận là người làm việc lớn, mà tất cả các thành tựu lớn lao nào cũng tất phải có các hành động và cử chỉ không tầm thường. Y nhớ tới không ít các lý lịch của các bậc cao tầng thì đều có những thời khắc phải hành động để ngăn cơn sóng dữ. Hiện giờ thì thế cục của Tỉnh Yến đang như gió thổi mây phun, thượng tầng cũng có người muốn đảo loạn thế cục của Tỉnh Yến lên, muốn tiêu diệt việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của Tỉnh Yến, sao lúc này y không mượn cơ hội châm lửa, thổi gió để đạt được mục đích cuối cùng của chính mình. Chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất đối với Tỉnh Yến là có lợi, trong lòng Thôi Hướng cũng biết rất rõ ràng, nhưng đối với y thì không đạt được ích lợi gì. Bởi vậy y cũng hiểu rõ ràng nguyên nhân vì sao thái độ của Mã Vạn Chính đột nhiên biến đổi sau thời điểm đàm phán giữa Hạ Tưởng và tập đoàn Cô Đắc thành công. Là bởi vì Tống Chiêu Độ nổi bật quá mạnh, uy hiếp tới địa vị và uy vọng của ông ta. Mặc dù Thôi Hướng hiểu rằng Mã Vạn Chính cũng là người cạnh tranh nặng ký nhất cho sự đi lên ngai vàng chủ tịch tỉnh. Nhưng lúc này giống như Tam Quốc hỗn chiến, y, Mã Vạn Chính và Tống Chiêu Độ là ba người đang tranh nhau, đầu tiên là phải đánh một người rớt xuống đã. Vì thế, trước mắt hai người nên liên kết lại với nhau để đánh Tống Chiêu Độ phải rất ngựa, sau đó việc còn lại là bọn họ sẽ tiếp tục giải quyết lẫn nhau. Hiện tại thì điểm dựa chính duy nhất của Tống Chiêu Độ là vào thành công trong điều chỉnh kết cấu sản xuất, cũng chính là thành tích của tổ lãnh đạo,
chính là ủng hộ của Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh. Quan hệ giữa Tống Chiêu Độ và Phạm Duệ Hằng càng ngày càng có xu thế bền chắc, không tốt để đánh vỡ, nhưng quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng thì chỉ là tạm thời hợp tác do có việc thực thi các chính sách trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Xét cho đến cùng, chỉ cần chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất thất bại, chỉ cần có nhát đao chém nứt thành tích này, lúc đó chẳng những Tống Chiêu Độ không còn chiến tích mà sự liên hợp giữa Tống Chiêu Độ và Phạm Duệ Hằng cũng tan thành mây khói, hơn nữa sự chiếu cố của Phạm Duệ Hằng đối với Hạ Tưởng cũng sẽ tùy thời mà biến mất. Cái chính nữa là cơ sở hợp tác của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng mất đi. Tất cả những mối quan hệ này đều chỉ thẳng tới việc thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất. Chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất là chướng ngại vật lớn nhất cản trở đại kế của Thôi Hướng. Tuy rằng Thôi Hướng cũng hiểu được rằng thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Yến là có lợi rất lớn, thậm chí có thể mang đến cho tỉnh Yến một diện mạo mới. Hơn nữa, y cũng tán thưởng tài năng của Hạ Tưởng, nhận định rằng Hạ Tưởng là một cán bộ làm việc thật sự, nhưng điểm tiếc nuối đó là vì quan điểm chính trị khác biệt. Cái chính là ưu tiên lợi ích của mình, vì tiền đồ của bản thân mà hy sinh tiền đồ của người khác thì cũng là việc rất bình thường, thậm chí hy sinh cả đại cục của tỉnh Yến thì cũng không phải nuối tiếc. Trong trời đất bao la thì tiền đồ của con người là lớn nhất. Thôi Hướng cũng cảm thấy có một tia do dự, cảm thấy có phải mình quá so đo giữa cái lợi và cái hại mà mạo hiểm đắc tội một cách nguy hiểm với Diệp Thạch Sinh, mạo hiểm hy sinh làm tổn thất đại cục tỉnh Yến. Có phải vì điều này mà y muốn giở các thủ đoạn ở phía sau lưng để làm cho đối thủ thất bại? Chẳng lẽ là vì cái lợi ích cá nhân của bản thân mình? Tuy nhiên, y lại nghĩ rằng đợi sau khi y lên đài rồi thì lúc đó y sẽ tiến hành chính sách mới này một cách dứt khoát, một cách hẳn hoi, tự y chủ đạo đẩy mạnh việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, lúc đó việc triển khai công cuộc cải cách này chưa chắc đã kém hơn hiện tại, thậm chí còn tốt hơn nhiều. Chính bởi sự an ủi và tự tin của mình mà Thôi Hướng quyết định đánh bạc một lần, chỉ cần ngăn trở việc thi hành điều chỉnh kết cấu sản xuất tại thời điểm này lại thì lúc đó thế cục của tỉnh Yến sẽ trở lại trạng thái chia năm xẻ bảy. Lúc đó cực kỳ có lợi cho hắn đạt những thành công trong chỗ loạn lạc, thong dong an toàn để phát triển. Sau khi thực thi sách lược tuyên truyền xong, Thôi Hướng và Mã Tiêu liền thảo luận kế sách ứng đối. Y đánh giá rằng Diệp Thạch Sinh sẽ có ba dạng phản ứng. Dạng phản ứng đầu tiên chính là thỏa hiệp, độ ủng hộ đối với tổ lãnh đạo sẽ giảm bớt, kìm hãm bớt bước tiến của việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Ông ta sẽ quan sát một chút các phản ứng từ khắp nơi cùng với việc các phương tiện truyền thông lớn đối với bài viết của Trình Hy Học có nhiều người ủng hộ hơn hay phản đối hơn rồi lúc đó mới quyết định bước tiếp theo. Phản ứng thứ hai chính là sẽ làm việc một cách khiêm tốn, không tiếp tục tiến hành việc điều chỉnh kết cấu sản xuất nữa và sẽ không đưa bất cứ lời giải thích nào ra bên ngoài. Ai thích hiểu thế nào thì hiểu, hết thảy những việc có liên quan đến chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất sẽ tạm dừng triển khai, không đề cập công khai đến việc này nữa. Từ từ rồi việc điều chỉnh kết cấu sản xuất trong công chúng sẽ nhạt nhòa dần, như vậy các thành viên của tổ lãnh đạo trở thành một đám người hữu danh vô thực, chỉ còn trên danh nghĩa. Loại phản ứng thứ ba đó là Diệp Thạch Sinh sẽ bị sức ép lớn, bị thế lực phía sau lưng Trình Hy Học dọa triệt hạ, lập tức tuyên bố tạm dừng chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất, các thành viên trong tổ lãnh đạo quay trở về các cương vị cũ của mình, giải tán tổ lãnh đạo. Loại phản ứng thứ ba cũng là có xác suất thấp nhất. Phản ứng đầu tiên là cao nhất, còn loại thứ hai thì cũng có khả năng cao. Thôi Hướng và Mã Tiêu liền định hình ra các loại phản ứng của Diệp Thạch Sinh rồi từ đó ấn định ra các cách ứng đối phân biệt để đối phó. Mã Tiêu và Phó Tiên Phong cũng nhất trí cho rằng Diệp Thạch Sinh sẽ phải quan tâm đến mặt mũi của mình, chắc chắn sẽ áp dụng chính sách đứng ngoài quan sát rồi sau đó cố gắng làm nhạt đi chuyện này. Cuối cùng mấy người này đã định ra sách lược, đầu tiên phải làm cho Diệp Thạch Sinh yếu thế rồi sau đó mới báo cáo cho Thượng Tầng. Tiếp đó lại chuyển đạt các động thái của Thượng Tầng cho Diệp Thạch Sinh, nói là Thượng Tầng đã đưa ra một quyết định khá mạnh, quyết định tạo nên một làn sóng tuyên truyền trong cả nước, nếu tỉnh Yến lúc này không có phản ứng tích cực thì sau này sẽ không có kết quả tốt. Ba người cùng chung nhất trí, cái chính là muốn lợi dụng một Diệp Thạch Sinh mù mờ thông tin phía trên để lừa một cách liên tục, khiến Diệp Thạch Sinh lùi bước và chuyển hướng sang ủng hộ bọn họ. Chỉ có điều Thôi Hướng nghe nói Diệp Thạch Sinh mới tổ chức một cuộc họp hội ý nhưng lại không thông báo cho y, điều này làm cho lòng y có chút kinh hoàng, có một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là Diệp Thạch Sinh sẽ lựa chọn phản ứng thứ tư? Bởi vì trải qua cuộc thảo luận rất lâu thì bọn họ cũng đều đồng ý rằng với tính cách của Diệp Thạch Sinh thì tuyệt đối sẽ không có khả năng lựa chọn phản ứng thứ tư là sẽ thêm kiên định để thi hành việc điều chỉnh kết cấu sản xuất.
Loại khả năng thứ tư là do Phó Tiên Phong đề xuất nhưng Thôi Hướng và Mã Tiêu lại cùng nhất trí cho rằng không thể xảy ra. Diệp Thạch Sinh cũng không phải là người mạnh mẽ quyết đoán, dứt khoát. Ông ta làm quan tại tỉnh Yến nhiều năm nên đã dưỡng thành thói quen bảo thủ. Bởi vì nguyên nhân là tỉnh Yến quá gần Bắc Kinh nên gần như toàn bộ cán bộ tỉnh Yến, không có ngoại lệ, tất cả đều chặt chẽ, cẩn thận, chăm chú quan sát hơi thở của Bắc Kinh. Nếu Bắc Kinh có một làn gió thổi làm cỏ lay thì tất cả đều xốc lại một thái độ hoàn toàn quan vọng. Cơ bản là chỉ cần quốc gia đưa chính sách gì ra sân khấu thì tỉnh đầu tiên nghiêm khắc chấp hành nhất định sẽ là tỉnh Yến. Tỉnh Yến, thời cổ còn có tên là Trực Lệ, ý tứ của từ Trực Lệ này chính là lệ thuộc một cách trực tiếp vào Bắc Kinh. Thời Triều Thanh, Tổng đốc Trực Lệ so với các Tổng đốc tỉnh khác đều cao hơn nửa cấp, vị trí cực kỳ trọng yếu. Hiện tại tuy rằng cấp bậc tỉnh Yến chỉ duy trì mức ngang bằng với tỉnh khác nhưng trong chính trị thì tỉnh Yến vẫn giữ vai trò trọng yếu, là tỉnh duy nhất ở vị trí cửa ngõ thủ đô, là lá chắn cuối cùng của thủ đô. Trong các thành thị của cả nước thì thành phố Yến cũng là thành phố sát gần Bắc Kinh nhất. Bởi vậy, nhất cử nhất động của tỉnh Yến cũng đều được Bắc Kinh theo dõi. Trong lòng tất cả các cán bộ lớn nhỏ của tỉnh Yến đều giữ thái độ là phải bước đúng hướng đi của Bắc Kinh. Nhất là Diệp Thạch Sinh là bí thư tỉnh ủy, sao dám không có sự lo lắng để phòng đối với việc điểm danh phê bình của tờ tin tức hàng ngày quốc gia. Căn cứ và tính cách lúc trước của ông ta để suy tính, Phó Tiên Phong đưa ra giả thuyết là Diệp Thạch Sinh thẹn quá hóa thành giận, từ đó thêm kiên định ủng hộ điều chỉnh kết cấu sản xuất. Nhưng ý kiến này đã bị Thôi Hướng và Mã Tiêu đồng thanh phản đối, tỏ vẻ rằng không có khả năng như vậy. Hơn nữa Thôi Hướng còn tìm cơ hội và đã một lần tiếp xúc nói chuyện với Mã Vạn Chính. Tuy rằng bọn họ nói chuyện không nhiều lắm nhưng Mã Vạn Chính cũng mơ hồ toát ra vẻ buồn lo với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, nói ra một cách hàm xúc là vì tính cách của Diệp Thạch Sinh có chỗ thiếu hụt, không đủ để chống đỡ với quy mô thực hiện việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Hiện nay trên thượng tầng đã có thanh âm phản đối, có lẽ Diệp Thạch Sinh sẽ sinh ra suy nghĩ thoái lui. Tuy nhiên, Mã Vạn Chính cũng tỏ vẻ bất mãn với cách thực hiện của Mã Tiêu, ám chỉ rằng sự kiện tờ báo tin tức hàng ngày tỉnh Yến dù có thể làm cho Diệp Thạch Sinh co người lại. Mã Vạn Chính còn ám chỉ rằng Hạ Tưởng là một đồng chí tốt, tranh đấu thượng tầng chính trị thì dù như thế nào thì cũng không nên đề cập tới cậu ta, bất kể triển vọng của việc điều chỉnh kết cấu sản xuất như thế nào thì ông ta cũng không hy vọng có người nào lấy tiền đồ của Hạ Tưởng để mua bút. Nếu có người muốn chỉnh Hạ Tưởng thì dù như thế nào ông ta cũng là người đầu tiên không đồng ý. Mặt ngoài thì Thôi Hướng không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng Mã Vạn Chính này đúng thật là người quân tử, chỉ nói về sự việc chứ không nên đề cập đến con người, mục đích chỉ nhằm vào việc điều chỉnh kết cấu sản xuất mà không nhằm vào con người Hạ Tưởng. Thôi Hướng cũng rất khó hiểu, bởi vì Hạ Tưởng đã đứng ở phía lập trường đối lập với Mã Vạn Chính, trợ giúp Tống Chiêu Độ bước tiến lên ngai vàng chủ tịch tỉnh, chẳng khác nào là đi ngược con đường với Mã Vạn Chính. Thế mà tại sao Mã Vạn Chính còn giữ gìn Hạ Tưởng đến như vậy? Thật sự Hạ Tưởng tốt đến vậy sao? Hạ Tưởng dựa vào cái gì? Có điểm nào đáng giá mà khiến đường đường một phó chủ tịch thường trực tỉnh như Mã Vạn Chính lại tự miệng mình nói ra không được có người khác động chạm vào? Rốt cuộc Hạ Tưởng có chỗ dựa nào? Thôi Hướng cũng không có cách nào khác bởi y cực kỳ hận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng càng được mọi người giữ gìn thì lại càng là chướng ngại vật lớn nhất của y, bởi vì căn cơ Hạ Tưởng càng ổn định mà y lại càng cố hết sức để trù dập Hạ Tưởng. Như vậy lại càng rơi vào tình thế dùng chân đá vào bức tường bằng thép vững chắc. Phó Tiên Phong muốn lợi dụng việc Liên Nhược Hạm để sửa trị Hạ Tưởng nhưng hiện tại cũng chưa có tin tức gì xác thực. Bởi vì Liên Nhược Hạm ở nước ngoài nên chuyện của cô ta cũng khó biết rõ ràng, tỉ mỉ. Tuy nhiên, y cũng nghe nói Liên Nhược Hạm đã sinh cho Hạ Tưởng một đứa con, việc này đang trong bước xác minh là thật hay là giả. Nếu quả thật Liên Nhược Hạm sinh con thì có thể đây là sản phẩm của Hạ Tưởng. Đến lúc đó chỉ cần đem sự tình của Liên Nhược Hạm báo cho bố cô ta, tiếp đó lại dùng con đường khác để việc này rơi vào trong tai của ông cụ Ngô gia. Nếu vậy thì Hạ Tưởng chắc chắn là phải chết không nghi ngờ gì nữa. Chỉ mong đứa bé đó đúng là con của Hạ Tưởng, thậm chí Thôi Hướng đang âm thầm chờ mong. Nghe ý tứ từ Phó Tiên Phong thì ngoại trừ sức mạnh của ông cụ Ngô gia không phải bàn đến nữa, ngay ba của Liên Nhược Hạm là Ngô Tài Dương cũng là người rất có tính cách, hơn nữa là người có thủ đoạn cực cao. Ông ta đang là quan to nhất của một tỉnh, sao có thể lại dễ dàng tha thứ cho việc con gái mình không danh không phận đi theo Hạ Tưởng. Lại còn sinh cho Hạ Tưởng một đứa con, ông ta không giận tím mặt thì mới là lạ. Thôi Hướng làm đủ các công tác chuẩn bị trước, vì thế lúc này mới tràn đầy tin tưởng đi đến gặp Diệp Thạch Sinh.
y thật không ngờ mình vừa gặp mặt Diệp Thạch Sinh đã bị Diệp Thạch Sinh chỉ tay mắng thư ký xối xả. Ông ta mặt ngoài thì mắng Ma Thu làm việc không tốt, nhưng ẩn ý thì đang mắng y và Mã Tiêu làm sự tình trên báo tin tức hàng ngày tỉnh Yến ở sau lưng ông ta. Thôi Hướng cũng nghĩ tới việc mở miệng giải thích sự kiện trên tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến, nhưng thấy Tiền Cẩm Tùng đang có mặt ở đây nên lời nói ra đến cổ lại phải cố nuốt vào. Y nói, Cẩm Tùng đang ở đây à? Có việc báo cáo bí thư Diệp hay sao? Tiền Cẩm Tùng liền nghe ra ngay ý tứ của Thôi Hướng, việc có mặt của ông ta ở đây không tiện cho việc báo cáo công tác của phó bí thư Thôi với bí thư Diệp. Vì thế, ông ta liền gật khẽ đầu với Thôi Hướng rồi nói với Diệp Thạch Sinh. Bí thư Diệp, tôi về trước đây. Diệp Thạch Sinh đang suy nghĩ nên cũng không nói ra lời, chỉ gật gật cái đầu. Lúc Tiền Cẩm Tùng đi đến trước cửa thì bỗng nhiên Diệp Thạch Sinh lại nói ra một câu. Cẩm Tùng, nghe nói khách sạn Xâm Lâm cư ở công viên rừng rậm rất được, cũng vừa lúc tối nay tôi không có việc. Nếu cậu rảnh thì tối nay ngồi chung một lúc, thế nào? Tiền Cẩm Tùng hơi sửng sốt rồi như minh bạch cái gì đó, lập tức cười nói. Nếu bí thư Diệp có nhã hứng thì không thành vấn đề, nhất định tôi sẽ hầu tiếp. Để tôi đi sắp xếp việc này. Sắc mặt của Thôi Hướng hơi biến đổi, trong bụng hiểu được ngụ ý của Diệp Thạch Sinh. Thứ nhất là nói cho y biết quan hệ giữa ông ta và Tiền Cẩm Tùng là không tồi, thứ hai là ám chỉ rằng ông ta muốn đi tới Xâm Lâm cư ở công viên rừng rậm để ăn cơm. Mà công viên rừng rậm là sản nghiệp của tập đoàn Viễn Cảnh và tập đoàn này thì ai cũng biết là có quan hệ với Hạ Tường. Lời nói của lãnh đạo đúng là làm cho những người khác phải liên tưởng rất phong phú, càng phải hình dung để lý giải càng rõ ý đồ của lãnh đạo càng tốt. Tâm trạng của Thôi Hướng từ từ trầm xuống, dự cảm của y cho thấy cuộc nói chuyện ngày hôm nay với Diệp Thạch Sinh có lẽ là sẽ rất phức tạp. Quả nhiên, Tiền Cẩm Tùng vừa đi khỏi thì Diệp Thạch Sinh liền đưa ngay tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến đưa trước mặt Thôi Hướng, giọng điệu cực kỳ khó chịu nói. Phó bí thư Thôi, có chuyện gì xảy ra với Mã Tiêu vậy? Cậu ta làm trưởng ban tuyên giáo có vẻ là rất tự do tự tại, có còn tính tổ chức và kỷ luật nữa không? Thôi Hướng bị khí thế của Diệp Thạch Sinh nhất thời đè xuống, không tự chủ được trong lòng trở nên sợ sệt. Y nghĩ thầm rằng quả nhiên ở lâu trên địa vị cao nên khí chất rất thay đổi, một khi phát tác lên thì đúng là tràn ra một sự uy nghiêm vô hình. Y vội vàng với vẻ mặt ngưng trọng nói. Là do tôi sai, bí thư Diệp, tôi xin kiểm điểm với ngài, đây vốn là công tác của tôi có sai lầm. Thực ra đồng chí Mã Tiêu cũng đã gặp tôi để thảo luận việc này, cũng bởi vì Ban tuyên giáo Trung ương và Thủ trưởng Trung ương thông qua những con đường khác nhau để tỏ vẻ sự chú ý đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất tỉnh Yến, dường như đối với việc các phương tiện truyền thông ra mặt ủng hộ cho việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì cấp trên rất bất mãn. Bọn họ cho rằng chân lý càng phân tích sẽ càng tỏ tường, vì thế chúng ta nên lấy Trung ương làm chuẩn. Ngay cả tin tức hàng ngày quốc gia cũng đã đăng bài viết của học giả Trình Hy Học. Hơn nữa thành viên của tổ lãnh đạo tỉnh Yến là Hạ Tường cũng đã phát biểu bằng một bài viết phản bác lại trên tờ Thanh Niên. Trong khi đó các phương tiện truyền thông của tỉnh Yến mà lại không có chút động tĩnh nào thì cũng không thể chấp nhận được. Ý kiến của đồng chí Mã Tiêu là hiện tại công việc điều chỉnh kết cấu sản xuất đã đạt được một số thành công, tuy nhiên chúng ta lại rất gần với Bắc Kinh nên một khi thủ trưởng đã tỏ vẻ chú ý thì các phát triển truyền thông của tỉnh Yến chúng ta không tổ chức cuộc thảo luận thì cũng không được. Với lại cần phải tỏ vẻ nhất trí cao độ với Trung ương thì mới tốt. Diệp Thạch Sinh mặt mày lạnh tanh nghe Thôi Hướng giải thích, chậm rãi hút một hơi thuốc, ánh mắt nheo lại, tỏ vẻ đầy vững chắc với bộ dạng đầy tự tin. Thôi Hướng giật mình, từ biểu hiện của Diệp Thạch Sinh mà xem ra thì vừa rồi mình nâng độ quan trọng lên đến tầm thủ trưởng Trung ương và tờ tin tức hàng ngày quốc gia mà hiển nhiên không gây sự xúc động nào cho ông ta cả. Lúc ấy tôi và đồng chí Mã Tiêu thương lượng với nhau. Chúng tôi đã bàn rằng việc này trước hết phải báo cáo với bí thư Diệp. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với ngài nhưng không được, hơn nữa bài viết đăng trên báo tin tức hàng ngày quốc gia cũng đã làm cho nhiều tỉnh đồng thanh hưởng ứng. Lời nói của Thôi Hướng còn chưa dứt thì đã bị Diệp Thạch Sinh cắt ngang giữa chừng. Diệp Thạch Sinh thả ra hơi khói thuốc, trong ánh mắt toát ra một sự uy nghiêm bình thản. Liên hệ không được tôi. Xem ra công tác của Ma Thu gần đây rất hay phạm lỗi. Tôi có nên đổi một thư ký khác hay không vậy? Thôi Hướng không nghĩ tới việc Diệp Thạch Sinh cố tình chọc vào sơ hở của chính mình, một câu mình nói ra lại thành tội của Ma Thu. Tuy rằng Ma Thu đối nhân xử thế đối với mình không tốt lắm, nhưng y là người mà Diệp Thạch Sinh tín nhiệm nhất. Mình nói ra câu này ông ta lại quy tội về Ma Thu, sau này Ma Thu không tính toán hận thù với mình thì không phải là người nữa.
thật ra việc này cũng không liên quan đến thư ký ma, có thể là điện thoại của tôi có vấn đề. Thôi Hướng bất đắc dĩ phải tự vả vào miệng mình, y tiếp tục nói. Chủ yếu là lúc đó tình thế cấp bách, Thủ trưởng Trung ương đã có lời, tin tức hàng ngày của quốc gia cũng đã đăng, lại còn có các tờ báo khác cũng lục đục đăng những bài trình bày quan điểm của mình đối việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Nếu Tỉnh Yến chậm chân thì hậu quả không thể nào lường nổi. Thứ nhất là sức ép từ làn sóng thủy triều tạo ra bởi truyền thông của quốc gia, thứ hai là sức ép của làn sóng trên áp phương tiện truyền thông của các tỉnh, mà Tỉnh Yến lại là tỉnh sát bên cạnh thủ đô, lại đang ở trong giai đoạn thi hành chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất một cách mạnh mẽ. Nếu không có bài báo đăng lên ủng hộ quan điểm của Trung ương thì chắc chắn tỉnh ta sẽ trở thành tỉnh đứng mũi chịu sào cho các tỉnh khác. Thủ trưởng Trung ương, là thủ trưởng nào vậy? Đây là ông ta lấy danh nghĩa cá nhân hay là lấy danh nghĩa khác? Diệp Thạch Sinh đem điếu thuốc rúi vào cái gạt tàn thuốc lá, vẻ mặt như cười như không nhìn Thôi Hướng. Vốn Thôi Hướng nghĩ rằng chỉ cần nhắc một cách hàm hồ là thủ trưởng Trung ương thì lập trường của Diệp Thạch Sinh sẽ trở nên mềm xuống, sẽ không cố tình truy vấn đề này nữa. Không nghĩ tới việc ông ta chẳng những không toát ra ý kính sợ mà còn muốn truy vấn ra tên của vị thủ trưởng này. Thôi Hướng không khỏi nghĩ thầm trong đầu rằng Diệp Thạch Sinh khi nào thì trở nên tính cách như vậy. Không phải chứ, từ trước đến nay ông ta là vị bí thư tỉnh ủy nghe lời Bắc Kinh nhất cơ mà. Thôi Hướng nhất thời do dự, cân nhắc có nên nói ra hậu trường của phó gia và người đứng phía sau Trình Hy học gia hay không. Nhưng lúc này Diệp Thạch Sinh đúng lúc di rời đề tài đi. Nếu việc đã xảy ra thì truy cứu lại trách nhiệm cũng không giải quyết được gì cả, như vậy lại sẽ càng thêm căng thẳng. Trong lòng Thôi Hướng vui vẻ, Diệp Thạch Sinh đã mềm dịu xuống. Quả nhiên vào thời khắc mấu chốt ông ta cũng không dám động vào, xem ra sự kiện tờ tin tức hàng ngày Tỉnh Yến sẽ kết thúc ở đây. Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Chỉ cần Diệp Thạch Sinh không tỏ vẻ gì thì sẽ tạo ra nhận thức chung trong tỉnh ủy rằng bí thư Diệp tuy là nhân vật số một nhưng không khống chế được lĩnh vực tuyên truyền, không nắm giữ được đại cục. Nếu như vậy, từ nay những người dựa vào phó bí thư như y sẽ tăng lên rất nhiều. Ai cũng đều muốn tìm một chỗ dựa vững chắc có đủ sức mạnh. Làm thế nào để lập uy trong tỉnh ủy? Đó chính là các sự kiện tích lũy ở bên trong, ai tỏ vẻ được độ phân nặng hơn thì người đó sẽ thu hút được nhiều người hơn. Nếu tờ tin tức hàng ngày Tỉnh Yến đã có bài viết phát biểu sự hoài nghi đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì chắc chắn cũng phải có những tiếng nói tán thành. Tôi, Duệ Hằng, Mai Thái Bình và Cẩm Tùng vừa mở một cuộc họp hội ý, xác định thêm chút về trọng điểm sau này trong công tác của tổ lãnh đạo. Chúng tôi quyết định để đồng chí Cát Sơn kiêm nhiệm vị trí phó tổ trưởng tổ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền của tổ lãnh đạo. Trong phương diện tuyên truyền thì đúng thật tổ lãnh đạo rất còn khuyết thiếu. Đồng chí Cát Sơn có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vì thế cậu ta rất phù hợp để ứng đối với các mặt xung kích trong vấn đề báo chí. Diệp Thạch Sinh nói đầy khí phách, cánh tay vung lên, sử dụng một bộ dạng khí thế ngất trời làm cho Thôi Hướng trở nên hết hồn. Thôi Hướng lúc này mới hiểu được không phải là Diệp Thạch Sinh bỏ qua chuyện cũ trên tờ tin tức hàng ngày Tỉnh Yến, mà là đặt một cách nhẹ nhàng sự kiện cũ này sang một bên, tiếp đó tung ra các hành động của ông ta. Ý tứ là chỉ cần Thôi Hướng phản đối thì ông ta sẽ nhắc lại sự kiện này, xem đây chính là một điều kiện giao dịch. Diệp Thạch Sinh muốn tổ chức lực lượng phản bác lại bài viết vừa rồi, muốn noi theo gương hành động của Hạ Tưởng và Cốc Nho, muốn tại Tỉnh Yến cũng phải mở một cuộc chiến tuyên truyền. Từ lúc nào thì Diệp Thạch Sinh trở nên thông minh và có đủ dũng khí đến như vậy? Ông ta không sợ nếu cuộc chiến tuyên truyền này thất bại thì cũng đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến danh vọng và quyền uy của ông ta hay sao? Do từ đâu mà Diệp Thạch Sinh trở nên tự tin như vậy? Trong lòng Thôi Hướng nghi hoặc, không khỏi có chút chần chừ, rơi vào trạng thái hoang mang. Diệp Thạch Sinh cũng không chờ y suy nghĩ đủ, ông ta còn nói. Đồng chí Cát Sơn đến tổ lãnh đạo, đây chỉ là việc điều động cán bộ nội bộ, không phải vấn đề gì to tát, xem như đã quyết định. Còn có một việc tôi cũng muốn trưng cầu ý kiến của cậu một chút. Tôi, Duệ Hằng, Thái Bình và Cẩm Tùng đều nhất trí cho rằng đồng chí Phong Lợi không phù hợp để đảm nhiệm vị trí phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo. Sau khi qua quá trình nghiên cứu thì chúng tôi đã quyết định để đồng chí này đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục cán bộ kỳ cựu tỉnh ủy. Vốn Thôi Hướng vẫn đang đứng nói chuyện, đột nhiên nghe được lời này của Diệp Thạch Sinh thì lập tức kinh hoàng, không ngờ đứng không vững nữa, ngồi phịch xuống cái ghế sofa ở phía sau. Rốt cuộc Diệp Thạch Sinh gặp cảnh Thôi Hướng không thể trấn tĩnh được nữa phải thể hiện ra sự kinh hoàng trước mặt mình thì không khỏi ngấm ngầm đắc ý, ông ta khẽ mỉm cười nói.
Nói cả buổi rồi mà tôi mới phát hiện ra Phó Bí Thư Thôi vẫn đang đứng, sao cậu lại khách khí đến như vậy? Thôi Hướng ngồi trên ghế sofa nhưng nhịp tim trong lồng ngực đập trong lòng không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Thủ đoạn Diệp Thạch Sinh thật tốt, đầu tiên là loại bỏ y ra rồi họp hội ý, trong cuộc hội ý này quyết định ra hai việc đại sự, cả hai việc này đều nhằm thẳng đến sự kiện tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến. Đầu tiên là Cát Sơn kiêm nhiệm phó tổ trưởng tổ lãnh đạo, đây rõ ràng là muốn chiếm lĩnh trận địa truyền thông, đoạt lấy quyền lên tiếng. Thứ hai là đem Phong Lợi từ ban tuyên giáo tỉnh ủy ra chém, hiển nhiên là nhằm trả thù Mã Tiêu, tiếp tới rồi sẽ bố trí người thân cận của ông ta vào trong ban tuyên giáo. Hay cho một thủ đoạn di hoa tiếp mộc. Chỉ trong chốc lát Thôi Hướng cảm giác được mồ hôi phía sau lưng mình ướt đẫm. Tuy nhiên, trong nháy mắt y tỉnh táo trở lại, suy nghĩ một lát rồi nói. Đồng chí Phong Lợi cũng đã công tác một thời gian dài ở ban tuyên giáo tỉnh ủy, đột nhiên lại điều đồng chí ấy về cục cán bộ kỳ cựu tỉnh ủy, về mặt tình hay lý thì cũng không dễ để giải thích cho đồng chí ấy. Tôi sợ rằng đồng chí Phong Lợi sẽ có cảm nhận không tốt, nếu vậy thì không bằng chúng ta hoãn việc đó lại rồi từ từ tính sau. Thôi Hướng lập tức đưa ra kế hoãn binh. Vốn ý tứ của tôi chính là cảm thấy đồng chí Phong Lợi có tài năng, vì vậy đồng chí ấy cũng nên đảm trọng trách một phương. Qua quá trình hội ý, tất cả các đồng chí khác đều cho rằng đồng chí Phong Lợi có cái nhìn đại cục, luôn luôn phục tùng quyết định của tổ chức, chính vì thế đã đưa ra quyết định trên. Việc này cũng phải trưng cầu ý kiến của cậu một chút, nếu cậu cũng đồng ý thì xem như chúng ta thông báo tại hội nghị thường vụ là được, còn nếu không thì để thảo luận tại hội nghị thường vụ vậy. Diệp Thạch Sinh thản nhiên nói, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Vừa lúc tôi cũng có một vấn đề về điều chỉnh tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến, hiện tại thì suy nghĩ này cũng chưa kỹ càng lắm. Nếu trên hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề về đồng chí Phong Lợi thì có lẽ tôi cũng sẽ đưa ra một số đề nghị về tờ báo tin tức hàng ngày tỉnh Yến, như vậy cũng tốt để hội nghị thường vụ thảo luận luôn. Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhìn như không có gì nhưng trên thực tế là nói rõ với Thôi Hướng rằng, nếu mày đồng ý thì tất cả mọi việc dàn xếp xong, sự kiện tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến xem như bỏ qua một bên. Nếu mày phản đối thì cũng tốt thôi, cả hai chuyện này sẽ cùng được thảo luận trên hội nghị thường vụ. Thôi Hướng không có biện pháp nào để đối phó lại. Chương 457, lấy lùi làm tiến. Hiện tại sự mạnh mẽ, cứng rắn của Diệp Thạch Sinh đã vượt qua trí tưởng tượng của hắn, chẳng những không có chút ý tứ nhượng bộ nào mà ngược lại có vẻ rất hăng hái. Có ý không đạt được mục đích sẽ không tha. Hơn nữa trí tuệ chính trị của ông ta thuần thục, thái độ trấn tĩnh một cách tự nhiên, hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của Thôi Hướng, phá bỏ hoàn toàn các bố trí trước đó của y. Liên tưởng tới sự có mặt của Tiền Cẩm Tùng tại đây khi y bắt đầu tiến vào thì Thôi Hướng minh bạch được điều rằng hiện tại Tiền Cẩm Tùng đã trở thành mưu sĩ cho Diệp Thạch Sinh, nhưng vấn đề là trước kia y cũng chưa bao giờ phát hiện ra Tiền Cẩm Tùng có trí tuệ chính trị cao siêu đến như vậy. Ông ta tới tỉnh Yến đã 2-3 năm rồi, vẫn luôn tỏ vẻ bình thường, như thế nào đột nhiên lại trở nên cao minh đến như vậy. Nếu thực sự việc này đệ trình lên thảo luận tại hội nghị thường vụ, từ tư thái của Diệp Thạch Sinh, lại nhìn thấy điệu bộ của mưu sĩ Tiền Cẩm Tùng, chưa kể chuyện này đã được Phạm Duệ Hằng và Mai Thái Bình gật đầu thì không cần phải đoán đến khả năng được thông qua hay không nữa. Thua cuộc, Thôi Hướng rất uể oải. Tờ tin tức hàng ngày quốc gia cho đăng bài viết của Trình Hy Học cùng với tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến tạo thế, lại còn nêu rõ ra đây là chủ ý của thủ trưởng, vậy sao mà không đè được bước tiến của Diệp Thạch Sinh? Vì sao một Diệp Thạch Sinh luôn yếu đuối, bảo thủ lại đột nhiên cứng rắn, mạnh mẽ đến như vậy? Chẳng lẽ ông ta có cái gì đó để dựa vào? Tâm tư Thôi Hướng không ngừng sao động, đứng trước cảnh tượng chân thật trước mắt thì lúc này y mới phát hiện ra được rằng mặc dù Diệp Thạch Sinh có yếu đuối lại như cũ, có nhu nhược như cũ thì ông ta cũng danh chính ngôn thuận là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một. Lời nói của ông ta mọi thời khắc đều có thể gây ra một áp lực uy nghiêm vô hình, làm cho người khác không thể không thoái nhượng. Làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời Thôi Hướng rơi vào tình thế khó xử. Nếu nhận thua như vậy thì sau này làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt Diệp Thạch Sinh. Về sau làm sao lập uy trong tỉnh ủy. Điều chính yếu chính là lúc này mà nhận thua thì chẳng khác nào buông tha cho ưu thế mà thật vất vả mới lập nên được. Nhưng không nhận thua thì việc này sẽ được đệ trình lên hội nghị thường vụ, sau một phen giơ gươm múa kiếm, đối mặt với sự nhất trí cao của bí thư và chủ tịch tỉnh thì chắc chắn các ủy viên thường vụ đang đứng trung gian sẽ ủng hộ cho bí thư và chủ tịch tỉnh, cuối cùng cũng là kết cục thất bại. Nhận thua và không chịu nhận thua thì kết quả như vậy, cũng đều làm y không cam lòng.
Thôi Hướng cắn răng một cái, cuối cùng đưa ra một quyết định. Tôi cũng đã suy nghĩ lại một cách thận trọng thì thấy rằng đồng chí Phong Lợi đảm nhận chức vụ cục trưởng cục cựu cán bộ kỳ cựu là thích hợp. Tôi tán thành việc này, tôi đề nghị đồng chí Trịnh Quan Quần là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Yến tiếp nhận chức vụ phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trịnh Quan Quần. Diệp Thạch Sinh đúng là không có ấn tượng với Trịnh Quan Quần, nhưng ông ta rất rõ ràng rằng Trịnh Quan Quần là người của Thôi Hướng. Đây là Thôi Hướng đang muốn lấy lùi làm tiến, đồng ý khai đao Phong Lợi nhưng lại muốn sắp xếp người của y vào tiếp nhận chức vụ này, điều này tương đương với việc là tất cả mọi người đều phải cùng lùi một bước. Cậu báo danh đồng chí này với ban tổ chức cán bộ, sau đó đồng chí Thái Bình sẽ dựa theo trình tự tiến hành khảo tra xét duyệt, nếu phù hợp điều kiện thì sẽ từ ban tổ chức cán bộ đề cử. Để cho Mai Thái Bình đồng ý đề cử chắc chắn là sẽ khó khăn, tuy nhiên Thôi Hướng sẽ nghĩ ra biện pháp để thỏa hiệp cùng với Mai Thái Bình. Chỉ cần Mai Thái Bình bỏ tay buông tha, lại có Mã Tiêu kiên quyết ủng hộ cùng với sự đề cử mạnh mẽ của y thì cũng có thể Diệp Thạch Sinh phải chiếu cố một chút, lùi đi một chút. Chính trị là phải cân bằng và thỏa hiệp các vấn đề mới có thể giữ gìn cục diện an toàn đoàn kết, Diệp Thạch Sinh nâng cao sự việc của tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, đây không phải là một thỏa hiệp hay sao? Tuy nhiên, Thôi Hướng cũng rõ ràng rằng thật ra cuộc đấu tranh bây giờ mới là lúc bắt đầu, trọng điểm của bước tiếp theo nằm ở cuộc chiến tuyên truyền trên tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến, để xem ai đưa ra đủ lý lẽ chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh lý luận này không phải là trò chơi cân bằng chính trị mà là một cuộc chiến tranh bằng ngòi bút không thấy khói thuốc súng, không thấy ánh đao bóng kiếm, nhưng độ tàn khốc chắc chắn không thua kém cuộc chiến đấu đối mặt dương thương múa kiếm chút nào. Hơn nữa còn phải xem thử ai có tài viết lách, có đủ lý luận hơn để thuyết phục được người khác. Thôi Hướng cũng không phải không tự tin với việc ra mặt cho Trình Hy học. Có Mã Tiêu đã mời các chuyên gia học giả hạng nhất soạn bài, toàn bộ các giáo sư tiến sĩ tại các trường đại học tỉnh Yến thì đã bị bọn họ thu nạp vào cùng chiến tuyến. Cho dù Diệp Thạch Sinh là bí thư tỉnh ủy thì cũng không mời được học giả số 1. Ông ta nghĩ muốn thắng lợi trong cuộc chiến tuyên truyền này thì cũng chỉ sợ là nằm mơ nói hão mà thôi. Thôi Hướng cáo từ rời đi. Y không biết chính là việc y vừa mới rời khỏi văn phòng của Diệp Thạch Sinh thì vẻ mặt Diệp Thạch Sinh liền trở nên trắng bệch, ngồi bệt trên ghế, không còn chút tinh lực nào nữa, cả nửa ngày cũng không thấy động đậy. Sau một thời gian, ông ta mới khôi phục được một chút tinh thần, khẽ lắc lắc đầu nói. Làm bí thư tỉnh ủy cũng không dễ dàng, nếu không cứng rắn một chút đúng là không thể trụ vững. Diệp Thạch Sinh một mực kiên cường duy trì thái độ cứng đối cứng với Thôi Hướng là đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Không thể tiếp tục yếu đuối được nữa. Bởi vì ông ta cũng biết lần va chạm này rất quan trọng trong kế lớn lập uy tại tỉnh ủy từ nay về sau, không thể nhượng bộ được. Hơn nữa, ông ta cũng biết nhược điểm của mình, chỉ cần lộ ra chút yếu đuối thì lập tức sẽ bị Thôi Hướng xỏ dây vào mũi kéo đi. Cuối cùng thì Thôi Hướng chịu lui bước, ông ta cũng thắng hiểm được một ván. Nhưng sau trận chiến này thì cũng làm cho Diệp Thạch Sinh tự tin hơn với cục diện mà ông ta nắm trong tay từ nay về sau. Tuy nhiên, Diệp Thạch Sinh cũng rất tinh tường nhận thức được rằng sự thắng lợi này được xây dựng trên cơ sở hai nhân vật lớn có thực quyền là Phạm Duệ Hằng và Mai Thái Bình ủng hộ. Nếu hai người bọn họ và ông ta đứng chung một chỗ thì trên cơ bản cục diện đã được ấn định. Tâm tình Diệp Thạch Sinh bình tĩnh lại một chút, hít sâu mấy hơi rồi nói vọng ra bên ngoài. Ma Thu, điện thoại báo cho Cẩm Tùng một chút, bảo cậu ta sắp xếp ăn cơm chiều nay đi. Ma Thu gõ cửa tiến vào, cung kính nói. Bí thư Diệp, vừa rồi trưởng ban thư ký đã điện thoại tới, nói là ông ta đã an bài tốt cả rồi. Tuy nhiên, ông ta lại hỏi rằng Hạ Tưởng rất quen thuộc với Sâm Lâm Cư, có nên gọi Hạ Tưởng cùng đi ăn không? Diệp Thạch Sinh hơi trầm ngâm rồi nói. Cũng được. Ma Thu gật đầu, tiếp đó đi ra gian phòng làm việc phía ngoài của mình, lúc này Diệp Thạch Sinh lại nói thêm một câu. Cậu cũng cùng đi đi. Ma Thu ngây người sửng sốt. Biết Diệp Thạch Sinh là vì chuyện vừa rồi mà chiếu cố y, trong lòng không khỏi nóng lên. Bởi sau sự kiện Cao Thành Tùng thì Trung ương yêu cầu các cấp lãnh đạo rất nghiêm khắc trong việc đối xử và sử dụng thư ký, vì thế Diệp Thạch Sinh và y cũng rất hiếm khi ra ngoài cùng với nhau. Vẻ bề ngoài là thư ký trực tiếp cho bí thư tỉnh ủy, nhưng trong lòng Ma Thu cực kỳ rõ ràng rằng giữa y và Diệp Thạch Sinh luôn duy trì khoảng cách không gần mà cũng không xa. Vẻ mặt Ma Thu cảm động gật gật đầu. Thấy sắc mặt Diệp Thạch Sinh không tốt lắm liền quay trở ra gian ngoài rót cho ông ta một chén trà rồi đưa đến. Hạ Tưởng còn tại văn phòng đang suy đoán thái độ của Diệp Thạch Sinh,
cũng đang cân nhắc việc sau khi tan tầm sẽ tranh thủ thời gian để gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạ một chút để thương lượng về vấn đề họ của đứa bé. Mắt hắn vừa nhìn thấy giờ tan tầm, đang muốn thu thập một lại tài liệu, vừa lúc ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt Tiền Cẩm Tùng tươi cười đứng ở cửa. Vẻ mặt Tiền Cẩm Tùng vui vẻ ôn hòa chào hỏi mọi người, sau đó lập tức đi đến trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cung kính chào hỏi một câu, còn chưa kịp nói thêm câu gì thì Tiền Cẩm Tùng đã nói. Cùng tôi đi ăn cơm đi. Đúng rồi, có phải xin phép vợ ở nhà không nhỉ? Cổ Ngọc ở một bên cười nói. Không để trưởng ban thư ký lo lắng, tôi đã giúp trưởng phòng Hạ gọi điện thoại để xin phép rồi ạ. Hạ Tưởng bất mãn trừng mắt liếc nhìn Cổ Ngọc một cái, ý bảo cô đừng có quấy rối. Tiền Cẩm Tùng cũng không khỏi phải liếc mắt nhìn Cổ Ngọc một cái, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, ông ta rất nhanh thu hồi ánh mắt lại, cười nói. Như thế nào vậy, đồng chí Tiểu Hạ lo rằng thù Lê ghen hay sao? Không cần quan tâm, đến lúc đó có tôi thay cậu làm chứng. Khó mấy khi được trưởng ban thư ký nói đùa như vậy, Hạ Tưởng liền rộng lượng nói. Thù Lê nhà tôi thông tình đạt lý, không bao giờ ăn giấm chua. So với Lam Miệt nhà Phương Cách thì tốt hơn rất nhiều, có phải vậy không Phương Cách? Phương Cách từ nhỏ là lớn lên trong gia đình quan chức, tuy rằng Tiền Cẩm Tùng là trưởng ban thư ký thì cũng không có chút nào khiếp đảm. Y cười hì hì nói. Đàn ông phải tôn trọng phụ nữ sẽ làm cho các cô ấy hài lòng. Lam Miệt nhà tôi cũng rất tín nhiệm tôi, nếu cô ấy không tín nhiệm thì sao hôm nào cô ấy không phải bỏ thêm tiền trong ví của tôi? Câu nói này làm ngay cả Tiền Cẩm Tùng cũng phải mỉm cười, ông ta cũng biết lai lịch của Phương Cách nên nói. Vợ chồng với nhau phải như lạt mềm buộc chặt, phải có độ co giãn nhất định thì mới tốt. Nếu mà quản nghiêm quá, cột chặt quá thì chín quá hóa nẫu, rất dễ bị gãy. Phương Cách dập chân làm bộ nghiêm túc. Trưởng ban thư ký thật là cao kiến, tôi xin thụ giáo. Lúc nữa quay về nhà tôi sẽ giáo dục Lam Miệt nhà tôi. Nói cho cô ấy biết phải biết nghe lời đảng thì mới không phạm phải sai lầm. Tiền Cẩm Tùng đối nhân xử thế cũng hòa nhã, không có chút trịch trượng quan cách gì, cùng mọi người cười nói mấy câu rồi mới cùng Hạ Tưởng rời ra khỏi văn phòng. Bọn họ vừa đi khỏi thì Trung Nghĩa Bình liền xúc động nói. Làm quan chức thì phải học tấm gương như trưởng ban thư ký Tiền Cẩm Tùng, học thức uyên thâm, nụ cười luôn nở rộ, làm cho người khác tràn đầy vui vẻ. Phương Cách liền tiến lên vỗ vào bả vai Trung Nghĩa Bình. Thực không phát hiện ra một người luôn luôn trung thực như cậu lại không ngờ cũng giấu tài, không để lộ ra mình là một cao thủ nịnh bợ. Đáng tiếc là mọi người đi rồi thì cậu mới chụp đuôi để nịnh, sao không nịnh sớm hơn đi. Cổ Ngọc dường như không bị câu nói của Phương Cách làm bật cười, cô ngoảnh mặt làm ngơ, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tiền Cẩm Tùng đang rời xa, bất giác nghĩ thầm trong đầu rằng hôm nay gặp mặt mà như thế nào lại cảm giác rằng Tiền Cẩm Tùng có vẻ khác với thường ngày. Hạ Tưởng xuống tầng. Nghe thấy Tiền Cẩm Tùng thông báo nguyên do cùng nhau đi ăn cơm. Tâm tư của Hạ Tưởng khẽ động, hắn nói. Tôi có suy nghĩ này muốn xin chỉ thị của trưởng ban thư ký. Có chuyện gì cứ nói, trước mặt tôi đừng dở giọng kiểu như vậy. Tiền Cẩm Tùng cười ha hả nói. Tôi nghĩ là nên mời thêm một người, chắc chắn ông ta là người mà Bí Thư Diệp muốn gặp. Là ai? Sao cậu lại biết Bí Thư Diệp muốn gặp người này? Tiền Cẩm Tùng có vẻ hứng thú hỏi han. Là Cao Lão, ông ta là ba của Phó Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu. Ông ta là chuyên gia thiết kế cực kỳ nổi danh trong cả nước, có thể nói là nhân vật đứng ở vị trí Thái Sơn bắt đầu trong ngành thiết kế. Hơn nữa, hiện tại ông ta còn là tổng công trình sư của tập đoàn Viễn Cảnh, cũng là cố vấn kinh tế của tập đoàn này. Đối với kết cấu kinh tế của nước ta trong thời điểm này và việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì chắc chắn ông ta cũng có những lý giải riêng. Tuy rằng Tiền Cẩm Tùng không lộ ra tin tức có liên quan đến việc họp hội ý, nhưng từ thái độ tươi cười của ông ta thì Hạ Tưởng có thể kết luận được rằng Diệp Thạch Sinh đã lựa chọn phương thức chiến đấu. Nếu lựa chọn phương thức chiến đấu thì tất nhiên cần các chuyên gia trên các phương diện. Tuy rằng Cao Lão không phải là học giả kinh tế, nhưng dựa vào danh vọng và tiếng tăm của ông ta thì cũng có đủ lực ảnh hưởng để kêu gọi. Tuy Hạ Tưởng không biết lập trường của Cao Lão, nhưng hắn tin tưởng với ánh mắt sáng như đuốc của mình thì Cao Lão chắc chắn có thái độ ủng hộ đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Tiền Cẩm Tùng có chút suy nghĩ rồi nói. Để tôi nói chuyện thử với Bí Thư Diệp một chút. Hạ Tưởng cũng không nhàn rỗi, vội chạy sang một bên để gọi điện thoại cho Cao Lão. Nếu Diệp Thạch Sinh đồng ý gặp Cao Lão thì cũng phải tạo cho Cao Lão có một khoảng thời gian chuẩn bị thì mới tốt. Tuy nhiên,
Hạ Tưởng cũng tin rằng Cao Lão sẽ nguyện ý muốn gặp mặt Diệp Thạch Sinh một lần, bởi Cao Tấn Chu đã đến tỉnh Yến một thời gian cũng không phải là ngắn nhưng trên cơ bản là vẫn chưa gia nhập vào được đội ngũ cốt cán. Có cơ hội đến gần Diệp Thạch Sinh, Cao Lão vì Cao Tấn Chu nên cũng phải vui mừng mà ra mặt. Quả nhiên, Cao Lão nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, nghe thấy Hạ Tưởng thuật lại thì ông ta rất cao hứng. Ông nói, chỉ cần bí thư Diệp có tiếng, lại có mặt mũi của Hạ Tưởng thì tất nhiên tôi sẽ hầu tiếp. Vừa buông điện thoại nói chuyện với Cao Lão xuống thì Thiền Cẩm Tùng chạy lại thông báo. Bí thư Diệp đồng ý. Hạ Tưởng nhanh chóng đi đến Xâm Lâm cư trước để chuẩn bị một chút. Tuy rằng Diệp Thạch Sinh muốn tới ăn cơm một cách kín đáo, nhưng dù sao bí thư tỉnh ủy cũng không phải là người thường, rất dễ bị người khác nhận diện. Sở Tử Cao nghe thông báo là bí thư tỉnh ủy tới ăn cơm thì rất hoảng sợ, quan to thì y gặp không ít nhưng với bí thư tỉnh ủy thì đúng đây là lần đầu tiên được gặp mặt. Hạ Tưởng chỉ yêu cầu 3 vấn đề. Thứ nhất là đồ ăn phải tự tay anh kiểm tra, thứ hai anh là người phụ trách đưa đồ ăn lên, thứ ba là tìm lấy một cánh cửa hông để đi lên trên tầng, đừng làm kinh động những người khách khác. Sở Tử Cao không ngừng đồng ý những điều kiện mà Hạ Tưởng đề ra, y vội vã chuẩn bị. Không bao lâu sau thì Cao Lão xuất hiện. Cao Lão ở ngay tại công trình Chân Quý Uyển và Điển Tàng Cư, rất gần với công viên rừng rậm. Ít nhất trong khoảng thời gian một tháng Hạ Tưởng và Cao Lão chưa gặp mặt nhau, một già một trẻ vừa thấy mặt đã ríu rít không ngừng nói chuyện. Công trình Chân Quý Uyển và Điển Tàng Cư đã tiến triển được 1/3, tiến độ công trình có chút chậm bởi vì Cao Lão muốn sản phẩm làm ra phải hoàn hảo nhất. Ý định của ông ta là thả chậm tiến độ một chút nhưng phải đưa ra được một sản phẩm hoàn hảo, ít nhất trong vòng 10 năm vẫn giữ vị trí lớn trong tỉnh Yến thì mới được. Cao Lão 10 phần tin tưởng nói. Thà rằng không có lợi nhuận thì cũng tạo ra danh tiếng cho tập đoàn Viễn Cảnh. Tôi tin tưởng rằng chỉ cần công trình Chân Quý Uyển và Điển Tàng Cư tung ra thị trường thì sẽ tiêu thụ rất nhanh. Tập đoàn Viễn Cảnh duy trì nguyên tắc là công trình chưa triển khai được một nửa khối lượng công việc xây dựng thì chưa đưa vào tiêu thụ. Tuy nhiên, điều này cũng đã động chạm đến nhu cầu của các khách hàng. Vốn ý định của tập đoàn Viễn Cảnh là thi công một cách tỉ mỉ, không đặt ra kỳ hạn, tiến độ để ảnh hưởng đến chất lượng của công trình. Nhưng rất nhiều nhà đầu tư khi đến nhìn thấy công trình thì nhận ra sản phẩm của tập đoàn Viễn Cảnh quá mức dễ bán, sợ không tranh đoạt được, do đó mọi người đều chủ động giao tiền đặt cọc mua nhà, kết quả là lại gây ra hiệu quả khan hiếm sản phẩm. Hạ Tưởng cảm thán trong lòng, bây giờ vào thời kỳ đầu của cơn sốt nhà đất, chỉ cần phê duyệt được đất thì chỉ trong một đêm có thể tạo ra một thương hiệu bất động sản. Có đất sẽ tìm được đội ngũ xây dựng mà hiện tại người xây dựng sản phẩm cũng là người xây dựng thị trường. Vì để nhận được công trình thì chủ yếu là bọn họ phải dựa vào các mối quan hệ. Ban đầu, bọn họ dựa vào quan hệ để có đất, sau đó lập nên một dự án nhà ở lừa ngân hàng cho vay để xây dựng, chỉ trong chốc lát là nổi lên thành chùm bất động sản. Thừa dịp Diệp Thạch Sinh còn chưa tới, Hạ Tưởng thuật lại sơ lược cuộc chiến đang diễn ra trong lĩnh vực tuyên truyền. Trình hy học này thì tôi cũng biết, cũng từng đã có quan hệ. Ánh mắt của Cao Lão nheo nheo lại. Dường như đang hồi tưởng lại một câu chuyện xảy ra rất lâu rồi. Lúc mà ông ta chưa thành danh, lúc đấy ông ta còn không chưa phải là giáo sư của trường Đại học Trung Sơn mà chỉ là thầy giáo bình thường tại trường này. Lúc đó ông ta ở một chỗ cách chỗ làm khoảng 30 phút đi bộ, nhưng để đi làm thì hàng ngày ông ta đều phải bắt taxi. Mỗi ngày ông ta phải đi khoảng 7 chuyến taxi, người khác thì không hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thì biết rất rõ. Bởi vì 7 chuyến taxi này là ông ta đều đi đến Quốc vụ viện, mỗi ngày ông ta không chỉ dạy ở trường mà còn chạy lên trên đó tìm quan hệ. Từ sau những chuyện này thì tôi cảm thấy ông ta rất thích hợp để đi làm chính trị mà không phải là con đường nghiên cứu học vấn. Tuy nhiên, không nghĩ tới sau này ông ta lại trở thành giáo sư của trường Đại học Trung Sơn, có thể là ông ta không tìm được cửa để bám vào nên đành phải lui lại để toan tính về sau. Sau một thời gian dài làm giảng viên thì thấy ông ta vẫn luôn yên lặng, ở trong nghiên cứu khoa học thì cũng không thấy có thành tựu gì, ở trong lĩnh vực giảng dạy thì cũng không gì nổi bật. Nếu không phải sau một lần có một sự kiện chính trị nổ ra, Trình Hy học liền bắt lấy cơ hội trời cho này, quyết đoán cho mọi người thấy lập trường của ông ta. Ông ta đã tung ra một bài viết dài để phát biểu lập trường của mình, từ đó chiếm được sự thưởng thức của thượng tầng bên trên. Từ đó về sau, Trình Hy học tiến một bước như lên mây. Sau khi tiếp cận với tầng lớp cao tầng lại phát biểu những luận giải phù hợp với tâm ý của các bậc bề trên, cuối cùng được các bậc bề trên tán thành và trở thành cố vấn kinh tế. Vì thế, thanh danh của ông ta mới quật khởi.
Hạ Tưởng hiểu được lịch sử quãng đường đi của Trình Hy học thì không khỏi phải nở nụ cười. Giáo sư Trình là một người cực kỳ thông minh, biết mượn các đỉnh núi cao để đi lối tắt làm quan. Chương 458, nghe tiếng đàn hiểu được nhã ý. Ông ta đúng thực rất thông minh, thật tinh mắt và cũng có can đảm. Cho dù nói là lúc đấy ông ta muốn đầu cơ, nhưng không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Cao lão đánh giá Trình Hy học rất khách quan. Tuy nhiên, ông ta nguyên là một học giả, sau đó lại say mê danh lợi, cũng viết ra mấy quyển sách, đọc cũng được nhưng sau đó trong nghiên cứu học thuật thì cũng không có thêm điểm gì, chỉ là hay tham gia các hoạt động giao lưu, vì thế danh khí càng ngày càng lớn. Hạ Tưởng gật gật đầu nói, người có học thức thì thường có sĩ diện, chẳng qua sau khi tiến vào con đường làm quan thì lại ném học vấn sang một bên. Cho dù học vấn vẫn còn nhưng bản tâm đã mất, không còn lập trường khách quan nữa, như vậy thì dù học vấn cao đến đâu cũng trở nên phí công. Giọng cao lão tràn đầy đồng cảm. Đây cũng là nguyên do mà các học giả của nước ta không đoạt được giải thưởng Nobel nào cả. Độc lập, khách quan, công chính, đây là con đường để nghiên cứu học vấn. Nói thì dễ, nhưng ở trong hoàn cảnh trong nước thì làm được rất khó. Trình Hy học lựa chọn như vậy thì cũng đúng thôi, trong nước có mấy người có thể kiên trì được lập trường khách quan của mình. Anh có thể kiên trì lập trường của anh, nhưng anh không nói ra được tiếng nói của chính mình thì cũng là vô dụng. Cả đời cao lão chỉ nghiên cứu học vấn, không theo đuổi chính trị nên đối với việc này tràn đầy nhận thức. Ông xúc động lại chuyện cũ, trong lòng không khỏi cảm thán. Khi hai người đang nói chuyện thì Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng đi tới. Hạ Tưởng vội vàng chạy lên phía trước để nghênh đón Diệp Thạch Sinh, hắn lại còn chủ động giới thiệu cao lão cho Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh cũng đã nghe qua tên của cao lão, biết rằng ông ta ở trong giới thiết kế là một nhân vật đức cao vọng trọng, là nhân vật Thái Sơn Bắc Đẩu nên Diệp Thạch Sinh cũng vô cùng khách khí. Tất cả các chính khách đối với sự khách khí của các học giả thì đều có chung một nhận thức, học giả chính là đại biểu cho một loại khí tiết, đại biểu cho một nền văn hóa, tôn kính học giả chính là tôn trọng văn hóa dân tộc. Hạ Tưởng hướng dẫn mọi người theo cửa hông nhà hàng để lên phòng ăn đã được sắp xếp. Mở cửa sổ phòng ăn, đối diện là công viên rừng rậm, cây cối tùm một màu xanh biếc. Tuy là ban đêm, bởi vì hiệu quả ánh sáng của hệ thống đèn được cố ý xây dựng của Sâm Lâm Cư, dưới ánh sáng ngọn đèn thì màu xanh của cây cối và ánh sáng xanh của bóng đèn như đan vào nhau, như lạc vào thế giới trong mộng, so với ánh sáng đèn của thành phố thì đẹp hơn không biết mấy lần. Vẻ mặt Diệp Thạch Sinh như có một niềm vui bất ngờ, ông ta đi đến trước cửa sổ, hít sâu một luồng không khí mới lạ, tươi mát rồi khen. Tôi bây giờ mới biết thành phố Yến cũng có một nơi đẹp như vậy. Trong sự náo nhiệt tách ra được sự tĩnh lặng, Hạ Tưởng, vậy mà cậu không sớm nói cho tôi biết có một chốn đẹp như công viên rừng rậm này mà lại cố tình cất giấu, có phải là đã hơi ích kỷ không? Lời nói nửa giận dỗi, nửa trêu đùa đã kéo khoảng cách lại gần hơn, Hạ Tưởng cung kính đáp. Bí thư Diệp, cũng không phải là tôi không báo với ngài, mà do đúng là ngài trăm công ngàn việc, suốt ngày bận rộn, làm việc quá vất vả. Tuy nhiên, nếu ngài để ý thì phong cảnh thì cũng phụ thuộc vào trạng thái của con người. Ngài là bí thư tỉnh ủy, tâm tư như thế nào thì phong cảnh sẽ hiện ra trước mắt ngài như vậy. Lời nói của Hạ Tưởng mang hai ý nghĩa, ám chỉ Diệp Thạch Sinh tự mình làm chủ mọi việc, không cần phải bị động đi theo người khác. Diệp Thạch Sinh quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, trong mắt toát ra vẻ tán thưởng. Ông ta nghĩ thầm rằng trước kia vì sao lại không phát hiện ra ánh mắt sắc sảo của Hạ Tưởng. Có thể nói đây là một người rất thông minh. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tưởng ngồi ở ghế đối diện, cao lão và Tiền Cẩm Tùng chia nhau ngồi bên phải và trái của Diệp Thạch Sinh. Chỉ chốc lát sau, Sở Tử Cao tự mình bưng đồ ăn đi lên. Cặp mắt của Diệp Thạch Sinh rất sắc, liếc qua một cái là biết Sở Tử Cao không phải là người tầm thường, ông ta liền hỏi. Anh không phải là nhân viên phục vụ, đúng không? Vẻ mặt Sở Tử Cao tươi cười đáp. Kính chào bí thư Diệp ạ. Tôi là ông chủ của Sâm Lâm Cư, nghe nói ngài đại giá tới đây, sợ nhân viên phục vụ tay chân lóng ngóng nên tự mình đưa đồ ăn lên đây ạ. Diệp Thạch Sinh bất mãn chừng ánh mắt liếc Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng, không phải là đã nói với cậu không nên gây phiền toái cho người khác rồi sao? Hạ Tưởng vội giải thích. Có thể bí thư Diệp không biết, Sở Tử Cao là bạn tốt của tôi. Ông ta đưa đồ ăn tới đây, ngược lại thì rất an toàn. Nếu để nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vào thì chắc chắn sẽ có người nhận ra ngài, lúc đó truyền tin tức ra bên ngoài đại sảnh,
mọi người xuất phát từ sự tôn kính và yêu mến ngài mà nhiệt tình tìm cách để đến vấn an ngài thì lúc đó lại càng rối loạn. Cậu nói cũng đúng, được rồi, lúc nào đó cậu tìm cách cảm ơn sở tử cao hộ tôi chút. Diệp Thạch Sinh cười mắng một câu. Không khí trong phòng diễn ra rất tốt, Hạ Tường âm thầm mừng rỡ, có một khởi đầu tốt đẹp thì mọi chuyện kế tiếp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Sở tử cao sắp xếp mọi thứ chu đáo rồi liền thức thời nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại mấy người, Diệp Thạch Sinh lên tiếng khởi động, lúc này mọi người mới bắt đầu cầm đũa. Bởi vì không biết thói quen của Diệp Thạch Sinh nên Hạ Tưởng cũng không dám chủ động kính rượu. Trong chốc lát, Tiền Cẩm Tùng chủ động kính rượu Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh cũng không cự tuyệt. Vì thế, Hạ Tưởng mới đánh bạo kính mời Diệp Thạch Sinh một chén, Diệp Thạch Sinh không uống, cứ bưng chén rượu nhìn vào hai mắt Hạ Tưởng rồi nói. Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu, trả lời mà tốt thì tôi mới uống chén rượu mời này của cậu. Hạ Tưởng kính cẩn cười đáp. Xin bí thư Diệp cứ nói. Bài viết phản bác lại trình hy học của cậu ở trên báo Thanh Niên là do chính cậu viết. Đúng như vậy, là do tôi tự mình viết ra. Hạ Tưởng đáp. Đã như vậy, nếu tôi cho cậu tổ chức lực lượng truyền thông ở trong tỉnh phát biểu phản bác lại bài viết của chuyên gia đăng trên tờ tin tức hàng ngày tỉnh Yến thì cậu có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này không? Hạ Tưởng còn chưa kịp trả lời thì Tiền Cẩm Tùng cài cắm một câu. Bí thư Diệp đã quyết định đồng chí Cát Sơn là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy kiêm nhiệm chức vụ phó tổ trưởng tổ lãnh đạo, phụ trách công tác phát ngôn, tuyên truyền của tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng lập tức hiểu ra vấn đề, hắn nói ngay tức khắc. Chỉ cần có thủ lĩnh phụ trách công tác phát ngôn và truyền thông thì tôi sẽ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ phụ trách việc tổ chức lực lượng viết bài phản bác. Có tự tin quá không? Diệp Thạch Sinh như vô tình liếc mắt nhìn Cao Lão một cái, ông ta còn nói. Không chỉ là có bài viết, mà phải viết thật hay để làm cho đối phương im miệng không trả lời được. Phải làm cho đối phương từ bỏ việc luận bàn quan điểm này và chịu thua, cậu có thực hiện được việc này không? Hạ Tưởng nói. Bí thư Diệp, ở trước mặt ngài thì tôi ăn ngay nói thật, trong các cuộc tranh luận trong học thuật thì từ trước đến nay không bao giờ phân ra cao thấp và thắng bại. Cho dù đối phương đối lý thì đối phương cũng tìm cách nào đó để nói ba xạo cho qua chuyện. Diệp Thạch Sinh sửng sốt. Các cán bộ khác từ trước đến nay, nếu trong trường hợp này sẽ lập tức vỗ ngực mạnh ở trước mặt ông ta, mồm sẽ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan làm cho lãnh đạo vừa lòng. Vậy mà câu đầu tiên của Hạ Tưởng lại nói rằng kết quả thắng bại sẽ không phân biệt được, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ông ta lập tức có chút bất mãn nói. Mọi việc khó khăn muốn thành công đều bắt nguồn từ sự cố gắng, ý của cậu là cậu không có năng lực đảm nhiệm công tác này. Câu nói này rất nặng nề làm sắc mặt Tiền Cẩm Tùng hơi thay đổi. Hạ Tưởng vẫn như cũ, vẻ mặt không thay đổi gì, ngược lại còn cười nói. Xin bí thư Diệp đừng nóng giận, dưới sự phân công công tác của ngài thì chắc chắn tôi sẽ toàn tâm toàn ý để hoàn thành nhiệm vụ. Ý tứ của tôi là thật ra chúng ta và đối phương tranh đấu lý luận với nhau là vì tranh thủ dư luận của nhân dân ủng hộ, chỉ cần duy trì cục diện rằng co là tốt rồi, chỉ cần ảnh hưởng càng lớn. Bên cạnh đó tạo ra những hiệu quả chấn động thì sẽ đạt được mục đích của chúng ta. Hạ Tưởng còn chưa nói xong thì Diệp Thạch Sinh không kiềm chế được, chen vào hỏi. Mục đích là gì? Tôi muốn cuộc tranh tài trong tuyên truyền này phải thắng lợi toàn diện, không phải làm ra một cục diện lúng ta lúng túng hoặc là thế hòa. Bí thư Diệp, cho dù chỉ đơn thuần sử dụng lý luận suông để giành chiến thắng thì cũng không giải quyết được vấn đề. Trong việc này, không phải đối phương tự chủ động khơi mào sự việc. Chủ động khởi xướng cuộc chiến tuyên truyền này hay sao? Nếu vậy thì chúng ta sẽ ứng chiến, sẽ cùng bọn họ tranh luận trên báo chí. Càng tranh luận thì người chú ý đến điều chỉnh kết cấu sản xuất lại càng nhiều người chú ý thì tác dụng thúc đẩy việc điều chỉnh kết cấu sản xuất lại càng lớn. Bởi vì việc điều chỉnh kết cấu sản xuất chính là đánh vỡ thành trì quan điểm lỗi thời và thay bằng ý thức cạnh tranh, tạo ra một thị trường công chính, vì dân chúng mà đưa đến những phúc lợi cho họ. Chắc chắn điều này sẽ làm cho càng nhiều người dân ủng hộ chúng ta. Nếu không có bọn họ chủ động khơi mào cuộc chiến tuyên truyền thì cho dù dân chúng có nghe nói qua việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì cũng chỉ biết thoáng qua, không hiểu được việc này có quan hệ, liên quan gì đến chính mình, từ đó sẽ không có sự chủ động trong công việc. Hạ Tưởng chậm rãi nói, vẻ mặt vẫn duy trì nụ cười. Ngược lại thì Diệp Thạch Sinh lại với vẻ mặt khó hiểu, chờ đợi câu nói tiếp theo của Hạ Tưởng. Chân lý càng biện càng minh, nhưng chân lý lại thường không có định nghĩa cụ thể, trên thực tế thì lý luận không thể nói rõ hết được.
Chúng ta sẽ tổ chức lực lượng, một mặt cùng tranh luận với bọn họ để mở rộng sự ảnh hưởng, một mặt tiếp tục triển khai nhanh hơn các bước điều chỉnh kết cấu sản xuất. Cái gọi là sự thực sẽ đánh ngã mọi sự hùng biện, đối phương càng nói mạnh, quan điểm càng cấp tiến thì lại càng tốt. Mỗi lần sự nghiệp điều chỉnh kết cấu sản xuất của chúng ta thêm một thành công thì tương đương với việc vạch rõ thêm lộ bộ mặt của bọn họ ra. Vì thế, nếu chúng ta tổ chức lực lượng phản kích cực kỳ mãnh liệt, trong mấy bước đi đã đánh cho đối phương lặng lẽ rút lui thì như vậy mỗi một thành công trong việc thi hành điều chỉnh kết cấu sản xuất đều không làm dậy được sự chú ý của dân chúng, nhất là sự chú ý của đối phương. Có đối phương kêu gào vì chúng ta mà đóng vai phản diện thì thắng lợi của chúng ta càng thêm cảm giác thành tựu. Cuối cùng Hạ Tưởng đã đưa ra một lời tổng kết. Tôi đã suy nghĩ rồi, thời điểm ban đầu khi tranh luận, bất kể thời điểm lợi hại như thế nào thì cũng không phải lấy mục tiêu số một là phải đánh bại đối phương, mà là phải đạt được một cục diện cân bằng. Anh nói đi, tôi nói lại, như vậy mới tạo ra sự náo nhiệt, chờ lúc đã hấp dẫn đủ những ánh mắt chú ý, lúc đó chúng ta sẽ tung ra những thành công trong việc thi hành điều chỉnh kết cấu sản xuất để cho đối phương xem. Thành công một lần thì đánh một lần. Phải đánh cho đến khi bọn họ thấy sợ thì mới thôi. Vẻ mặt Diệp Thạch Sinh kinh ngạc, nhìn Hạ Tưởng một hồi lâu mà không thốt ra một lời nào. Ý tưởng của Diệp Thạch Sinh là nếu đối phương đưa tay duỗi sang phần đất nhà ông ta, không coi ông ta vào đâu thì ông ta sẽ đánh cho đối phương tới đầu rơi máu chảy, nếu không vậy sẽ không biểu hiện ra quyền uy của ông ta, quyền uy của một bí thư tỉnh ủy. Không nghĩ tới, ý tưởng Hạ Tưởng lại càng tuyệt vời hơn. Không phải là lấy mục tiêu đánh bại hoàn toàn đối phương mà muốn lợi dụng ý tưởng đối phương để làm loạn, lửa đang cháy mạnh lại thêm củi vào để lửa càng cháy to hơn. Đến khi thế của lửa lớn đến mức không thể vãn hồi thì mới châm ngòi để đổi gió, làm cho ngọn lửa lúc này chuyển phương hướng, đốt trên người đối phương. Đây chính là muốn để cho đối phương tự đốt lửa rồi lại tự nhảy vào như con thiêu thân vậy. Đây đúng là kế sách tương kế tự kế. Diệp Thạch Sinh cẩn thận quan sát Hạ Tưởng mấy lần. Hạ Tưởng còn rất trẻ mà không ngờ có thủ đoạn cao như vậy, đúng là hậu sinh khảo ý. May mắn là cậu ta là người dưới trướng mình, nếu đổi lại để Hạ Tưởng ở phía đối thủ của ông ta thì biết không chừng những người chìm nổi bao lâu trong chốn quan trường như ông ta cũng phải thất bại trong tay hắn. Trách không được là tại sao Thôi Hướng phải tìm trăm phương ngàn kế để triệt hạ Hạ Tưởng. Chỉ bằng những lời nói vừa rồi, nếu Hạ Tưởng ở phía đối địch với ông ta thì ông ta cũng sẽ tận hết sức lực để chèn ép. Hạ Tưởng từ những ánh mắt lóe ra trong đôi mắt của Diệp Thạch Sinh mà đoán ra sự nghi ngờ trong lòng ông ta. Nếu hắn đã giáp mặt với Diệp Thạch Sinh thì sẽ không sợ những ngờ vực vô căn cứ của ông ta đối với mình. Vì thế Hạ Tưởng nói, trong việc đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu sản xuất thì tôi kiên quyết đi theo quyết định của Bí Thư Diệp, theo sát bước chân của Bí Thư. Tôi cũng hy vọng với sự cố gắng lớn nhất của tôi sẽ hoàn thành được sứ mệnh thần thánh mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã giao phó. Vì trăn trở của Bí Thư Diệp, vì tương lai của tỉnh Yến, tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức lực của chính mình. Hạ Tưởng đã biểu thị ra lòng trung thành, Diệp Thạch Sinh rất yên tâm, ông ta gật đầu nói. Chủ ý vừa rồi của cậu đúng là rất tốt, tuy rằng cũng phải nói là hơi chút âm hiểm, tuy nhiên đối phó với những người sử dụng thủ đoạn không bình thường thì cũng phải sử dụng những thủ đoạn như vậy. Hạ Tưởng nở nụ cười khiêm tốn. Bí Thư Diệp. Tôi cũng không phải là ức hiếp bọn họ mà là bọn họ ức hiếp mọi người trước. Đừng xem con hổ già giống như một con mèo bệnh mà mấy con chó nhỏ cũng có thể nạt tới nạt lui, một con hổ chẳng lẽ lại có thể để bọn họ ức hiếp hay sao? Nói đùa một câu, Hạ Tưởng lại liếc mắt nhìn Cao Lão một cái rồi nói. Thật ra chủ ý vừa rồi là do Cao Lão giúp tôi. Tôi cũng không có ánh mắt lâu dài đến vậy, là do những chỉ dẫn của Cao Lão đã vạch trần được thiên cơ. Mới khiến đầu óc của tôi thêm phần mở rộng. Chủ ý vừa rồi thật ra là do Hạ Tưởng tự suy nghĩ, không quan hệ tới Cao Lão. Tuy nhiên, hắn thấy sự nghi ngờ của Diệp Thạch Sinh chưa hết nên đã nâng Cao Lão ra để đánh mất tâm bệnh của Diệp Thạch Sinh. Cao Lão là người ra sao? Ông ta cũng là người đã thành tinh, thấy Hạ Tưởng liếc mắt một cái là tỏ tường tâm ý của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa nói xong câu thì ông ta liền cười ha hả rồi nói. Hay cho tiểu Hạ thông minh. Chỉ một chút lời nói mà đã thấu hiểu được. Tất nhiên là tôi cũng chỉ nhắc lại chút chuyện xưa, thuận miệng nói mấy câu, nhưng chàng trai này với linh cảm của mình đã tự suy ngẫm và đưa ra được giải pháp. Chàng trai trẻ này đúng là người rất thông minh. Diệp Thạch Sinh nghe xong điều này thì tâm tình hoàn toàn thả lỏng ra, tán thưởng Hạ Tưởng mấy câu. Ngay cả Cao Lão cũng khen cậu đúng thật là có quyền để kiêu ngạo.
Hạ Tưởng cười khiêm tốn nói ra vài câu rồi bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, hắn hỏi Cao Lão. Cao Lão, hình như Phó Chủ tịch tỉnh Cao đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì có thái độ cực kỳ ủng hộ. Tôi nhớ ông ta xuất thân là nhà kinh tế học. Đúng vậy, năm đó Tấn Chu theo học chính là ngành kinh tế, đã có được học vị thạc sĩ. Chủ ý ban đầu của tôi là muốn nó đi theo nghiên cứu học vấn, ai mà biết được nó lại đi theo con đường chính trị. Trước kia thì nó cũng đã viết được mấy quyển sách, sau này đi theo chính trị thì cũng ít viết hơn. Trong lòng Cao Lão biết rõ Hạ Tưởng cố ý hỏi nên trả lời một cách tỉ mỉ. Diệp Thạch Sinh cúi đầu suy nghĩ, ông ta lúc này mới nhớ tới bên trong mấy người làm phó chủ tịch tỉnh thì Cao Tấn Chu đúng là người trẻ tuổi nhất, bằng cấp cao nhất nhưng thái độ khiêm tốn nhất. Bình thường thì khiêm tốn chia làm hai loại, một loại là bất đắc dĩ khiêm tốn, một loại là giả bộ khiêm tốn. Cao Tấn Chu chắc hẳn là người thuộc loại trước, bởi vì ông ta ở trong bộ máy của ủy ban thì ông ta không được coi trọng lắm, được xếp hạng gần cuối. Nếu đã có người quen ở bên trong bộ máy ủy ban thì nên gặp gỡ một chút, tâm niệm của Diệp Thạch Sinh vừa động liền liếc mắt nhìn Tiền Cẩm Tùng một cái. Tiền Cẩm Tùng gần đây đi lại rất gần với Diệp Thạch Sinh, đối với nhất cử nhất động của Diệp Thạch Sinh thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Một ánh mắt của Diệp Thạch Sinh là ông ta hiểu rõ Diệp Thạch Sinh muốn nói cái gì. Vì thế, Tiền Cẩm Tùng giả bộ như trong lúc vô ý hỏi. Hôm nay là cuối tuần, buổi tối chắc Tấn Chu cũng không có gì bận. Nếu cậu ta rảnh thì mời cậu ta tới ngồi với nhau một chút. Hạ Tưởng liền hướng ánh mắt tỏ vẻ cảm kích với Tiền Cẩm Tùng. Tiền Cẩm Tùng nghe tiếng đàn hiểu được nhã ý bên trong, cố ý để cho Cao Tấn Chu gia nhập vào trong tầm mắt của Diệp Thạch Sinh. Hành động vừa rồi của Hạ Tưởng mới nhìn thì giống như không có chủ định, nhưng thật ra mọi người đều có ý này. Tiền Cẩm Tùng thuận thế đề xuất ý kiến trên là do có cùng chung nhận thức với Hạ Tưởng. Lời này chính là hợp với tâm ý của Diệp Thạch Sinh, ông ta liền nhìn Cao Lão rồi mới nói. Xin Cao Lão cho ý kiến. Tất nhiên Cao Lão rất nguyện ý, vội đứng dậy khỏi ghế, đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Sau một lát, ông ta quay vào rồi nói. 10 phút nữa nó đến. Mọi người liền lại tiếp tục nói tiếp chủ đề vừa rồi. Hạ Tưởng nhận định được suy nghĩ của Diệp Thạch Sinh nên hắn lớn mật nói. Không dối gạt bí thư Diệp, tôi đã tìm được mấy người để viết bài phản hồi rồi ạ. Diệp Thạch Sinh ban đầu là sửng sốt, sau đó lập tức mừng rỡ nói. Tốt, Hạ Tưởng làm rất tốt, hành động rất nhanh. Cậu nói đi, là những ai? Hạ Tưởng nói ra tên An Giật Hưng, Bành Mộng Phàm và Nghiêm Tiểu Thì rồi giải thích. Đầu tiên là để mấy người này viết mấy bài đã. Để thăm dò phản ứng của đối phương, sau đó từ phản ứng của đối phương rồi chuyên gia của chúng ta sẽ tham gia viết bài, như vậy sẽ là bắn tên có mục đích. Hai cái tên An Giật Hưng, Bành Mộng Phàm thì Diệp Thạch Sinh đã có nghe qua, nhưng Nghiêm Tiểu thì là ai thì lại chưa từng nghe tới. Vì thế, ông ta liền hỏi. Nghiêm Tiểu thì là ai? Nghiêm Tiểu thì là nhà đầu tư mảng du lịch văn hóa tại thành phố Đan Thành. Cô ta có thân thích với chủ tịch tỉnh Phạm. Hạ Tưởng liền cường điệu thêm một câu, đây là muốn đưa cho Diệp Thạch Sinh viên thuốc an thần. Quả nhiên, khuôn mặt của Diệp Thạch Sinh rất vui vẻ. Tôi còn đang tính toán để thuyết phục Phạm Tranh cũng tham gia cuộc chiến lý luận này. Cậu ta và tôi đều là học trò của Cốc Lão, hai người cùng tham gia vào cuộc tranh luận thì như vậy xem như đã hưởng ứng với cuộc tranh luận của Cốc Lão tại Bắc Kinh. Phạm Tranh là con của Phạm Duệ Hằng, đương nhiên Diệp Thạch Sinh biết rất rõ điều này. Hơn nữa, thân phận của Phạm Tranh không những là con của chủ tịch tỉnh mà còn là học giả của Viện Khoa học Xã hội tỉnh, hơn nữa lại có thân phận là học trò của Cốc Lão. Một khi y tham gia vào cuộc tranh luận này thì lúc đó ý nghĩa sẽ không bình thường nữa. Đầu tiên là tỏ vẻ ra bên ngoài rằng Phạm Duệ Hằng đã toàn lực ủng hộ, lại còn có ý nghĩa đây là tiếng nói của Viện Khoa học Xã hội tỉnh, cuối cùng là với thân phận học trò của Cốc Nho sẽ làm cho người ta xem trọng thêm một chút. Có thể nói, chỉ cần Phạm Tranh ra mặt thì tâm tư của Diệp Thạch Sinh sẽ trở nên cực kỳ ổn định. Hạ Tưởng đã mang đến cho ông ta liên tiếp những niềm vui bất ngờ, khi Diệp Thạch Sinh nhìn về phía Hạ Tưởng thì vẻ thưởng thức càng ngày càng tăng thêm. Ông ta gật đầu nói. Phạm Tranh ra mặt thì chưa chắc Duệ Hằng đã đồng ý. Nghiêm Tiểu thì ra mặt thì chủ tịch tỉnh Phạm cũng phải cam chịu, như vậy khi Phạm Tranh ra mặt thì ông ta cũng sẽ không phản đối. Tôi và Phạm Tranh có quan hệ rất tốt. Có thể nắm chắc việc khuyên nhủ cậu ấy. Hơn nữa, chúng tôi đều là học trò của Cốc Lão, mà Cốc Lão là người ủng hộ kiên định với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất,
như vậy Phạm Tranh cũng không thể nguyện ý ngồi yên nhìn quan điểm của Cốc lão bị người khác công kích được. Tuy rằng Diệp Thạch Sinh vừa rồi so chiêu với Thôi Hướng và đã thắng một ván, nhưng tâm tình vẫn có chút trầm trọng như cũ, cảm giác rằng triển vọng cũng không có gì tươi sáng. Ông ta đang lo lắng đến việc tổ chức lực lượng phản kích thế nào, mời ai viết bài. Đây là một loạt các phiền toái. Trong giao tiếp với truyền thông thì đúng thật Cát Sơn có kinh nghiệm phong phú, nhưng chưa chắc người này đã có ánh mắt sắc bén. Nếu chẳng may tổ chức nhân viên để viết bài phản kích không đủ độ sắc bén thì làm sao bây giờ? Trong lòng ông ta vẫn mơ hồ việc này, đang rất lo lắng. Hôm nay, không nghĩ tới đề nghị của Tiền Cẩm Tùng nói là ngồi cùng với Hạ Tưởng, vậy mà Hạ Tưởng đã đưa đến cho ông ta một thu hoạch thật lớn, điều này làm cho Diệp Thạch Sinh mừng rỡ gần như phải phát cuồng. Ông ta đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh 5 năm, bí thư tỉnh ủy thì đã hơn 1 năm, vậy mà còn chưa bao giờ có được cảm giác vui sướng và đợi chờ giống như ngày hôm nay. Hạ Tưởng đúng là một người cực kỳ hiểu rõ tâm lý của lãnh đạo, có thể thay lãnh đạo làm việc, gánh được nỗi lo của lãnh đạo. Gần như tất cả toàn bộ phiền não đều được Hạ Tưởng giải quyết, với người cấp dưới thông minh và làm việc một cách viên mãn như vậy thì lãnh đạo nào mà lại không thích. Diệp Thạch Sinh càng nhìn Hạ Tưởng lại càng vui mừng, mới nhớ tới vừa rồi Hạ Tưởng kính rượu nên liền nâng chén rượu lên nói. Câu trả lời của cậu thì tôi rất vừa lòng, chén rượu mời của cậu, tôi sẽ uống. Diệp Thạch Sinh liền uống một hơi cạn chén rượu. Tiền Cẩm Tùng và Hạ Tưởng liếc nhau, khẽ mỉm cười, các suy nghĩ trong đầu của nhau đều hiểu rõ mà không cần phải nói ra. Thừa dịp Cao Tấn Chu còn chưa đến, Hạ Tưởng liền quyết định lại cho Diệp Thạch Sinh một món lễ vật. Hắn liền nói với Cao Lão. Cao Lão, năm đó ngài và Trình Hy Học có quen biết với nhau, đối với tính tình của ông ta thì có lẽ là ngài rất hiểu, chắc chắn là ngài biết rõ các ưu khuyết điểm của ông ta. Nếu có thời gian, khi tôi tổ chức mấy người viết lại bài phản bác quan điểm của ông ta thì xin ngài hỗ trợ, ngài đọc qua và chỉnh sửa lại cho chúng tôi chút ít, được không ạ? Cao Lão cười ha hả, gật đầu không chút do dự. Ông ta nói, Tiểu Hạ đã mở miệng đề nghị thì làm sao tôi không đồng ý được. Bí thư Diệp, Tiểu Hạ là bạn vong niên của tôi, tài năng trong phương diện thiết kế của cậu ta làm tôi nảy động tâm tư yêu mến người tài, có mấy lần muốn nhận cậu ta làm học trò. Nhưng đáng tiếc chí hướng của Tiểu Hạ lại không ở trong lĩnh vực này. Diệp Thạch Sinh vừa hạ chén rượu xuống, nghe được Hạ Tưởng và Cao Lão một hỏi một đáp thì chén rượu lại không đặt xuống bàn mà lại đưa ra về phía trước. Thấy thế, Ma Thu vội vàng rót rượu vào đầy chén cho Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh nâng chén rượu lên, trịnh trọng đứng lên nói. Có Cao Lão ra tay đúng thật là rất may mắn cho tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng, cậu có thể mời được Cao Lão ra mặt chỉ đạo cuộc chiến tuyên truyền này cho tổ lãnh đạo thì đây là một chiến công lớn nhất của cậu. Nào, tôi kính Cao Lão một chén. Bí thư tỉnh ủy hô hào nên mọi người đang ngồi không ai dám ngồi yên, tất cả đều đứng lên. Lại nghe thấy Diệp Thạch Sinh kính Cao Lão một chén, hai mắt Hạ Tưởng liền cười đến híp mắt lại. Hắn biết Diệp Thạch Sinh đang kích động. Cao Lão ở Bắc Kinh nhiều năm, các quan lớn cấp tỉnh, bộ thì gặp qua rất nhiều. Tuy rằng Diệp Thạch Sinh là bí thư tỉnh ủy của một tỉnh, nhưng nếu không phải bởi vì Cao Tấn Chu đang là cấp dưới của ông ta thì cũng không đến mức Cao Lão phải kính sợ. Cao Lão cười ha hả nói. Làm sao dám để bí thư Diệp kính rượu tôi? Là tôi kính bí thư Diệp mới đúng. Theo tôi thế này, tất cả mọi người đều cùng kính bí thư Diệp một chén. Vì sự vất vả trong công việc, vì tấm lòng vì dân vì nước của bí thư Diệp, chúng ta cùng kính bí thư Diệp một chén. Diệp Thạch Sinh đúng thực rất kích động, đây là vì sự suy xét chu toàn của Hạ Tưởng mà kích động. Trong cuộc tranh đấu lý luận này thì đối phương có Trình Hy Học ra mặt, đây quả thực là một nhân vật rất nặng ký, còn bên phía Hạ Tưởng thì có Cốc Nho và Hạ Tưởng, xem như lực lượng cũng ngang bằng nhau. Nhưng tại tỉnh Yến, trước mắt còn chưa có một nhân vật có đủ phân lượng để cầm trịch, Hạ Tưởng tìm mấy người đều là những người thuộc hạng vô danh, viết mấy bài viết cho dù hay đến mấy thì cũng dễ bị người khác khinh thị. Dù sao người có tên, cây có bóng, danh khí thì vô hình nhưng lại có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nếu tỉnh Yến có Cao Lão trấn thủ thì như vậy tình thế sẽ hoàn toàn khác. Cho dù Cao Lão không tự mình ra mặt, đứng ở sau bức màn để chỉ đạo thì thông qua nhiều con đường khác nhau cũng sẽ hé lộ ra thông tin rằng Cao Lão là người đứng đằng sau bức màn. Tin tức này một khi đã truyền ra thì sẽ khiến những giáo sư, chuyên gia trong tỉnh Yến muốn viết bài để phản bác sẽ cảm thấy một áp lực vô hình. Đúng thực Hạ Tưởng suy nghĩ thật chu đáo, hôm nay gặp mặt một lần mà không ngờ đã giúp ông ta giải quyết toàn bộ các phiền toái,
đã như vậy thì sao Diệp Thạch Sinh lại không thể không kích động một cách mãnh liệt như vậy được? Nếu không bận tâm mình là bí thư tỉnh ủy thì ông ta cũng đã sớm khen ngợi Hạ Tưởng rồi, thậm chí còn nhắc đi nhắc lại mấy lần. Lại thấy Hạ Tưởng không kiêu ngạo, điềm tĩnh nên ông ta lấy lý do kính rượu cao lão để biểu đạt một chút sự vui sướng trong nội tâm. Những người đang ngồi đây thì người nào không phải là người không thông minh. Tất cả mọi người đều phụ họa cao lão, kính Diệp Thạch Sinh một chén. Diệp Thạch Sinh vô cùng cao hứng, lại một lần nữa một hơi cạn sạch. Cao Tấn Chu hối hả đi tới. Cao Tấn Chu nhận được điện thoại của cao lão, nghe nói có cơ hội ngồi với Diệp Thạch Sinh thì trong lòng rất mừng rỡ. Ông ta lại còn nghe thấy Hạ Tưởng đang ở đây thì lập tức minh bạch ra việc gì đó, chắc chắn rằng cơ hội kết giao với Diệp Thạch Sinh đã tới. Gần đây thì Cao Tấn Chu ở trong tỉnh thì cũng có rất nhiều ủy khuất, chuyện lớn là điều chỉnh kết cấu sản xuất thì không phải lĩnh vực ông ta phụ trách, mà lĩnh vực được phân công quản lý thì lại không có việc lớn gì để làm, toàn là việc vặt vãnh, khó làm ra chiến tích. Vì thế ông ta rất bất đắc dĩ, muốn dựa vào Phạm Duệ Hằng nhưng Phạm Duệ Hằng lại không để bụng lắm với việc này. Mặc dù có mối quan hệ rất tốt giữa Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, nhưng Tống Chiêu Độ đối với ông ta thì cũng rất nhã nhặn, khách khí. Cao Tấn Chu rất buồn bực, hơn nữa Ngô Tài Giang dường như đã quên ông ta. Mấy lần ông ta muốn nhờ thế lực của gia tộc tại tỉnh Yến để tiến thêm một bước, đã đề xuất mấy lần nhưng Ngô Tài Giang chỉ đáp lại một cách hàm hồ, không tỏ rõ thái độ cũng không có lời chỉ dẫn nào cả. Cao Tấn Chu cảm thấy tiền đồ của mình rất mờ mịt, không biết nên đi theo phương hướng nào. Thậm chí tâm tư còn có lúc sao động muốn quay trở lại Bắc Kinh. Đột nhiên lại có cơ hội tiếp xúc với Diệp Thạch Sinh, ngọn lửa trong lòng Cao Tấn Chu lại một lần nữa được đốt lên. Cao Tấn Chu vừa vào đến cửa liền phát hiện ra những người đang ngồi trong phòng, lập tức tâm tư liền động, hiểu rằng hôm nay là cuộc gặp mặt hoàn toàn mang tính cá nhân, vì thế trong lòng giữ đúng chừng mực. Qua một hồi chào hỏi, Cao Tấn Chu ngồi ghế bên cạnh Hạ Tưởng. Diệp Thạch Sinh nhìn Cao Tấn Chu vài lần. Ôn hòa hỏi thăm. Tấn Chu, gần đây công tác có thuận lợi không? Có điều gì khó khăn thì cứ nói với tôi. Cao Tấn Chu không rõ vừa rồi mọi người ở đây đang thảo luận về vấn đề gì, vì thế đối với câu hỏi của Diệp Thạch Sinh thì ông ta không thể không trả lời một cách cẩn thận được. Công tác cũng đang được từng bước được khai triển, cũng không có biến hóa gì lớn. Tất nhiên khó khăn sẽ luôn có, tuy nhiên biện pháp xử lý cũng đã vạch ra, từ từ rồi cũng có thể vượt qua. Diệp Thạch Sinh gật gật đầu không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tưởng. Chương 459, thuận thế mà hành động. Hạ Tưởng hiểu cần làm gì, hắn thuật lại một cách ngắn gọn nội dung mọi người đang trao đổi. Nghe xong, vẻ mặt Cao Tấn Chu lộ vẻ mừng rỡ. Ba của tôi có thể đứng ở phía sau chỉ đạo thì cũng được. Năm nay ba tôi cũng cao tuổi rồi, quan điểm dù là theo kịp thời đại nhưng có lẽ trong quan điểm vẫn còn có chút bảo thủ. Tôi xuất thân từ ngành kinh tế, nếu không phải có thân phận là phó chủ tịch tỉnh thì đúng thật là cũng muốn cầm bút xông ra trận, cùng chiến đấu với bọn họ một phen. Vốn điều chỉnh kết cấu sản xuất là một việc lợi dân lợi nước, thế mà lại bị một đám người chơi chữ phê phán một cách lung tung, thật đáng buồn cười. Lời nói của Cao Tấn Chu phù hợp với tâm tư của Diệp Thạch Sinh, ông ta gật đầu cười nói. Tấn Chu nói đúng, có một số người sợ là thiên hạ không loạn nên cố ý châm lửa thổi gió. Tuy nhiên, nếu thật sự cậu muốn xách bút xông trận thì cũng có thể dùng tên giả để tham gia cuộc chiến này. Có cơ sở lý luận kinh tế được đào tạo chuyên nghiệp, lại còn đã từng trải qua chức vụ phó chủ tịch tỉnh thì chắc chắn sẽ viết ra bài có chiều sâu, đầy sự sắc bén. Tiền Cẩm Tùng cũng thuận thế nói. Đúng rồi, vừa rồi cao lão nói trước kia cậu cũng từng đã viết mấy tác phẩm, chắc chắn là cách hành văn rất tốt. Cao Tấn Chu cũng biết trước khi ông ta đến đây thì những sự việc chính yếu cơ bản đã được bàn luận thỏa đáng rồi. Nếu Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng đều đã mở miệng, cao lão lại ở một bên mỉm cười không nói gì, Hạ Tưởng có một bộ dáng bình tĩnh thì ông ta hiểu rằng mọi người nhận thức rằng đây là cơ hội tốt nhất để ông ta chứng tỏ mình với Diệp Thạch Sinh. Vì thế Cao Tấn Chu nói, được, tôi sẽ cầm bút xông ra trận, một lần nữa phát huy nhiệt huyết thời trai trẻ, để cho bọn họ phải á khẩu không nói được câu nào thì mới thôi. Ha ha, nhìn sự hăng hái của Tấn Chu, thật đúng có khí thế của một chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Diệp Thạch Sinh cười ha ha. Tiền Cẩm Tùng cũng cười nói. Tấn Chu tuổi trẻ hơn chúng ta, tất nhiên sự nhiệt huyết của tuổi trẻ là nhiều hơn rồi. Cả phòng tiệc tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Khi mọi người kết thúc bữa ăn thì Tiền Cẩm Tùng và Diệp Thạch Sinh đi về cùng với nhau.
Hạ Tưởng, Cao Lão, Cao Tấn Chu đi theo Tiễn Chân hai người đi xuống dưới tầng. Lúc này, dưới ánh sáng của ngọn đèn, công viên rừng rậm được rọi chiếu vào tạo ra một cảnh tượng tráng lệ, mọi nơi đều toát ra một cảnh xuân tươi đẹp, lại có cơn gió lạnh thổi lất phất, cảnh tượng thật tuyệt đẹp. Diệp Thạch Sinh khó mấy khi có được thời khắc nhẹ nhàng, ông ta đứng yên trong làn gió thổi, thở dài nói. Tình Yến còn có cảnh đẹp như thế này, đúng thật làm người ta không thể tin được. Hạ Tưởng, cậu đúng thật là có bản lĩnh, có khả năng tại một nơi phố xá sầm uất như thế này mà có thể kiến tạo ra được một công viên rừng rậm, đúng thật là một ý tưởng diệu kỳ hiếm thấy. Hôm nay, tôi được tự mình chiêm ngưỡng, đúng thật rất đáng thưởng thức. Bí thư Diệp, thật ra thành phố Yến vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp khác, chẳng qua là chưa được khai phá mà thôi. Hạ Tưởng nhân tiện rèn sắt khi còn nóng liền nói. Ô, là ở đâu vậy? Sông Hạ Mã ạ. Hạ Tưởng nhân tiện cơ hội Diệp Thạch Sinh hỏi về các cảnh đẹp liền thừa cơ nói ra ý tưởng kiến tạo hoàn thành hệ thống thủy lợi mà trước kia hắn đã từng bàn với Hồ Tăng Chu. Diệp Thạch Sinh nghe xong, sửng sốt đến ngây người rồi lắc đầu mỉm cười nói. Hạ Tưởng, cậu cũng thật có nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Ông ta xoay người bước đi, Ma Thu vội vàng chạy tới mở cửa xe cho ông ta, Diệp Thạch Sinh liền cúi đầu bước vào trong xe. Hạ Tưởng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ Diệp Thạch Sinh không có chút động tâm nào? Đang suy nghĩ thì Thiền Cẩm Tùng lướt qua bên người hắn, đồng thời nhỏ giọng nói. Phong Lợi đã bị điều động, Thôi Hướng để danh Trịnh Quan Quần thay thế tiếp nhận chức vụ. Trong quá trình nói câu này Thiền Cẩm Tùng không hề ngừng bước chân nào. Xe của Diệp Thạch Sinh lăn bánh, lúc đi ngang qua bên người Hạ Tưởng thì lại dừng lại, cánh cửa kính khẽ hạ xuống, Diệp Thạch Sinh ngồi ở trên xe, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hoàn thành hệ thống thủy lợi này thì chủ đạo là từ thành phố Yến, hạng mục này cũng có khả thi, tuy nhiên phải đợi sau khi thí điểm việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thành công rồi mới nhắc lại được. Sau đó, xe của Diệp Thạch Sinh liền lăn bánh đi, Hạ Tưởng liền thở phào nhẹ nhõm. Được Diệp Thạch Sinh cho phép, như vậy kế hoạch lớn của hắn đã gần như vượt qua được một nửa của bước mấu chốt đầu tiên. Về đến nhà, cô bé Lê đã ngủ, Hạ Tưởng không lên giường mà ngồi ở thư phòng trầm tư suy nghĩ. Vốn là sự kiện khá nghiêm túc là đề cử người vào vị trí phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy lại được Thôi Hướng tự cho mình thông minh mà đề danh Trịnh Quan Quần, điều này là cho Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng buồn cười. Trịnh Quan Quần cũng là một người cực kỳ thú vị, vốn y và Thôi Hướng có quan hệ rất tốt, sau đó lại đi lại gần với Hồ Tăng Chu và càng ngày có quan hệ càng chặt chẽ. Nhưng bởi vì giữa Hồ Tăng Chu và Thôi Hướng không có xung đột nên cũng không gây trở ngại cho Trịnh Quan Quần tiếp tục gần gũi với Thôi Hướng. Hạ Tưởng cũng đã tiếp xúc mấy lần với Trịnh Quan Quần, cảm thấy y đối nhân xử thế cũng được, cách làm việc vững chắc, về quan điểm thì có khuynh hướng trung gian nhưng thiên hướng hơi chút ủng hộ cho việc điều chỉnh kết cấu sản xuất. Hạ Tưởng nghĩ rằng có lẽ mình phải hỏi thăm Hồ Tăng Chu một chút về cách đối nhân xử thế của Trịnh Quan Quần, nếu Trịnh Quan Quần là người có nguyên tắc, không hoàn toàn là cái loa của Thôi Hướng, lúc đó ở trước mặt Mai Thái Bình hắn sẽ nói vào mấy lời hay, để Trịnh Quan Quần được thông qua sự xét duyệt của ban tổ chức cán bộ. Nếu không phải như vậy thì hắn sẽ nghĩ biện pháp để đề danh Cao Hải. Tuy nhiên, nếu đề danh Cao Hải thì chắc chắn sẽ tạo nên một sự phản đối mãnh liệt, nếu hình thành cục diện bế tắc thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị về sau của Cao Hải. Nếu để cứng đối cứng thì không bằng tương kế tự kế, để Trịnh Quan Quần được thông qua một cách thuận lợi, chỉ cần y không phải là người phụ họa với Thôi Hướng thì sẽ còn có khả năng hợp tác với nhau. Ngày hôm sau là thứ bảy, Hạ Tưởng liền ngủ nướng thêm. Tự cho mình được thả lỏng cơ thể một chút. Gần đây cũng quả thật có nhiều việc quá mệt mỏi, rất nhiều việc đầy áp lực đè lên trên người, cũng may Diệp Thạch Sinh có thái độ kiên định nên hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, mọi việc từ nay về sau có thể từng bước giải quyết. Hiện tại hắn đang tính sẽ đưa cô bé Lê đi ra ngoài đi dạo để thả lỏng tinh thần một chút, có lẽ sẽ đi lên ngọn núi nào đó để ngao sơn ngoạn thủy. Vừa lúc này thì điện thoại Phùng Húc Quang gọi tới, nói là muốn gặp mặt hắn. Nếu là trước kia thì Hạ Tưởng có thể cười mắng trực tiếp vài câu, sau đó sẽ từ chối thẳng. Nhưng hiện tại bởi vì hắn và Mã Vạn Chính càng lúc càng xa, vì thế hắn biết rằng nếu Phùng Húc Quang nói muốn gặp mặt thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cùng nhau đi đến nhà Phùng Húc Quang làm khách. Vợ của Phùng Húc Quang là Vương Phượng Minh thấy vợ chồng Hạ Tưởng tới thì rất mừng rỡ, vội vàng niềm nở đón tiếp. Vương Phượng Minh có ấn tượng rất tốt với Hạ Tưởng. Cho rằng hắn là người bạn tốt nhất của Hạ Tưởng, là người đáng tin cậy nhất. Tào Thù Lê thì cứ một chị dâu,
hai chị dâu mà xưng hô, không bao lâu đã rất hòa hợp với Vương Phượng Minh, hai người liền vào bên trong nói chuyện, phòng khách chỉ còn lại có Phùng Húc Quang và Hạ Tưởng. Phùng Húc Quang ngồi sang một bên cạnh Hạ Tưởng rồi nói. Tôi không có trà tốt cho cậu đâu, mà cậu kén ăn chọn uống, đừng chê trà tôi thô kệch đó. Nói hưu nói vượn, tôi làm gì mà kén ăn chọn uống, là người cực kỳ trong sạch. Hạ Tưởng cười mà mắng, cầm chén trà lên uống một ngụm. Nước trà đỏ thấm, ái trà, hương vị rất thơm, cũng biết thưởng thức đấy. Trà này giá cũng phải hơn 1.000 tệ đây. Phùng Húc Quang lắc đầu. Không rõ giá trà này lắm, dù sao tôi cũng không mua loại trà đắt tiền như vậy để uống bao giờ, là do chú tôi cho. Đề tài đã chuyển đến Mã Vạn Chính, Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang quen biết đã lâu, biết tính tình của y nên Hạ Tưởng liền nói thẳng. Hiện tại mối quan hệ giữa tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Mã có hơi chút bất hòa, quan điểm chính trị không hợp nhau, lại công tác ở các vị trí khác nhau, nói không chừng thì sau này còn có chút xung đột nhỏ. Hạ Tưởng nói một nửa rồi cười tủm tỉm nhìn Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang ngây người sửng sốt, bỗng nhiên thở dài một hơi. Cậu và chú của tôi, một con hồ ly trẻ và một con cáo già, trước mặt tôi đều nói một nửa, dường như đầu lưỡi đã bị cắt mất, không chịu nói rõ ràng ra. Làm sao tôi đoán ra được có chuyện gì? Hạ Tưởng liền cười. Nhìn kia, chẳng lẽ anh không biết tâm tư của chúng tôi? Phó Chủ tịch tỉnh Mã và tôi có cùng một tâm tư, chúng tôi đều để ý đến anh. Hơn nữa Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng sợ rằng bởi vì ông ta mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi và anh. Chính trị là chính trị, bạn bè là bạn bè. Tôi cũng không phải là người trong chốn quan trường, cậu và ông ta có mâu thuẫn gì thì đâu có liên quan đến tôi. Phùng Húc Quang liền phản đối, nói xong y lại tự cười giễu cợt mình, sau đó hạ thấp giọng rồi nói. Cậu cũng thật là, muốn hòa trộn vào trong làm gì, cùng đi kiếm tiền với tôi có phải là nhiều tiêu dao tự tại hơn không? Thái độ của Phùng Húc Quang so với trong suy nghĩ của Hạ Tưởng thì không khác nhau lắm. Hắn cũng biết thật ra cho tới nay thì Phùng Húc Quang luôn có cảm giác ngăn cách với Mã Vạn Chính, dù sao người chú này cũng là một phó chủ tịch thường trực tỉnh cao cao tại thượng, hai người lại cách biệt tuổi tác khá xa, Mã Vạn Chính lại đã sửa sang họ khác, không thể công khai nhận mối quan hệ. Trên thực tế, Phùng Húc Quang đối với Mã Vạn Chính thì không có nhiều sự đồng cảm lắm. Đương nhiên, cũng bởi vì y không phải là người vong ơn bội nghĩa, chỉ có điều y là người rất trọng tình cảm bạn bè. Là một người bạn tri kỷ đáng giá để phó thác làm việc lớn. Thế bây giờ không phải là đang lạc thú sao? Tảng đá lớn trong lòng Hạ Tưởng được buông xuống, hắn rất để ý đến phản ứng của Phùng Húc Quang, thấy y có vẻ không coi đây là việc lớn thì trong lòng thoải mái đi rất nhiều. Siêu thị của anh dạo này phát triển như thế nào? Gần đây tôi muốn xâm nhập vào thị trường của Bắc Kinh. Tuy nhiên còn chưa quyết định, muốn nghe ý kiến của cậu xem thế nào. Phùng Húc Quang đứng dậy đi quanh phòng, mắt đảo láo liên khắp nơi nghe ngóng rồi nhỏ giọng nói. Tiếu giai ở Bắc Kinh, nghe nói bây giờ cũng buôn bán lớn lắm, mọi người vẫn gọi là Tiếu Mỹ Nhân, danh tiếng ở Bắc Kinh rất lớn. Không phải là tôi khen cậu, Tiểu Hạ, cậu tìm được cô bổ nhí lợi hại đến như vậy, tôi đúng là không bì được với cậu. Như thế nào mà ngay cả Phùng Húc Quang cũng nhắc tới từ bổ nhí. Cái từ bổ nhí, bây giờ còn chưa phổ biến, đúng rồi. Chắc chắn là y từ trong miệng của Tôn Hiện Vĩ mà nghe được. Tôn Hiện Vĩ thì mọi cái đều tốt, chỉ có hơi phong tao một chút, bảo rằng y là một phong lưu chứ cũng không đủ. Nhắc tới Tiếu Giai, Hạ Tưởng có ít nhiều sự tự hào, cái nhân vật mà làm cho giới địa ốc Bắc Kinh suốt ngày hâm mộ bàn luận lại là người mà nằm ôm ấp trong lồng ngực mình, điều mà bất cứ gã đàn ông nào cũng có cảm giác rất đắc ý. Siêu thị nếu mở tại Bắc Kinh thì sự cạnh tranh rất kịch liệt. Có rất nhiều tập đoàn bán lẻ nổi tiếng của nước ngoài đã tham gia vào, tôi cảm thấy anh không cần phải góp vui vào đó làm gì, tốn công mất sức mà có lẽ thu hoạch không được lớn. Tốt nhất là đầu tư ở các thành phố phát triển hoặc là mở các chi nhánh tại các thành phố cấp thị xã, như vậy thì thực tế hơn. Hạ Tưởng khuyên Phùng Húc Quang nên từ bỏ ý định trong đầu đi tới Bắc Kinh để đầu tư, bởi vì việc thực hiện mở siêu thị mới ở Bắc Kinh đúng là không tốt lắm. Gần như các tập đoàn bản lẻ hàng đầu thế giới cũng đều đã có các siêu thị của bọn họ ở Bắc Kinh rồi, xông vào đó cạnh tranh làm gì cho mất sức, nếu để làm cho người ta xem thì không cần thiết. Nếu đầu tư tại Bắc Kinh thì giá phải trả sẽ vượt xa thu hoạch đạt được, nếu vậy không bằng dồn tinh lực vật lực đi khai thác các thị trường khác. Hạ Tưởng phân tích tỉ mỉ các sự lợi và hại nếu đầu tư tại Bắc Kinh cho Phùng Húc Quang nghe, cuối cùng đã thuyết phục được Phùng Húc Quang.
Giữa trưa, hai người ở lại nhà Phùng Húc Quang ăn cơm. Cơm nước xong, Phùng Húc Quang lại cùng với Hạ Tưởng uống trà. Nói chuyện một hồi, sau đó Phùng Húc Quang chuyển lời đề xuất của Mã Vạn Chính tới Hạ Tưởng là khi nào có thời gian thì cùng nhau đi uống trà. Hạ Tưởng lập tức đồng ý, cũng nhờ qua Phùng Húc Quang chuyển cáo tới Mã Vạn Chính rằng hắn và Phó Chủ tịch tỉnh Tống vẫn đều luôn luôn kính trọng Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Vào sáng thứ hai, khi đến văn phòng thì Hạ Tưởng liền thấy Nghiêm Tiểu Thì đã đứng chờ ở cửa. Nghiêm Tiểu Thì đến là để mang bài viết tới. Nhìn thấy bộ dạng tích cực của Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng liền cười, thật ra cô không phải tích cực đối với việc viết bài phản bác lại các chuyên gia mà là tích cực để trở thành học trò của Cốc Lão. Tuy nhiên, lúc Hạ Tưởng xem qua bài viết của Nghiêm Tiểu thì chợt trở nên kinh hãi, bởi vì bài viết của cô, bất kể là ý tứ hay cách hành văn đều là số một, nhất là đưa ra các ví dụ để phản kích lại luận điểm của đối phương, điều này làm cho người khác không thể kìm nổi phải đập bàn trầm trồ khen ngợi. Hạ Tưởng thu hồi ánh mắt khỏi bài viết, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu thì một cái. Không nghĩ tới em lại là một cô gái tài năng đến vậy. Bài viết này là do em tự tay viết ra hay sao? Đừng có khinh thường người khác. Nghiêm Tiểu thì tức giận bất bình nói. Nói cho anh biết, trưởng phòng Hạ, thời học đại học em thường xuyên tham gia các cuộc thi hùng biện, trên cơ bản mỗi lần nói ra là đều làm cho đối phương không ngóc đầu lên được. Nếu không tin, chúng ta tìm một đề tài nào đó để hùng biện một chút. Hùng biện cái gì? Giọng nói Cổ Ngọc từ phía cửa truyền đến. Chị Nghiêm tới thật sớm, có phải là tìm cách để đợi trưởng phòng Hạ không vậy? Cổ Ngọc có một chuyện không tốt chính là rất có ấn tượng đối với các mối quan hệ giữa nam và nữ, nhất là khi nhìn thấy có cô gái đẹp nào tìm Hạ Tưởng thì ngọn lửa bực dọc trong người cô lại hừng hực thiêu đốt. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng có lẽ điều này có liên quan tới việc tuổi của cô còn trẻ như vậy mà không có bạn trai. Nói chung, những cô bé chưa trải qua tình cảm yêu đương thì mới có thể có hứng thú đặc biệt đến như vậy với các mối quan hệ giao tiếp giữa nam và nữ. Hạ Tưởng liền trừng mắt liếc nhìn Cổ Ngọc một cái. Quét dọn phòng cửa đi, cứ đứng đấy mà nói chuyện à. Cổ Ngọc bĩu môi một cái với Hạ Tưởng, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải xắn tay áo để làm việc. Hạ Tưởng mời Nghiêm Tiểu thì ngồi xuống, đọc lại cẩn thận một lần nữa bài văn của cô rồi khen. Tốt, cực kỳ tốt. Vừa lúc có một phó tổ trưởng mới tới nhậm chức chủ quản về công tác tuyên truyền tại tổ lãnh đạo, đến lúc đó anh sẽ đưa bản thảo này đệ trình lên ông ta. Nếu được thông qua thì ông ta sẽ sắp xếp để đăng trên báo chí của tỉnh Yến. Nghiêm Tiểu thì gật đầu, sau đó lại hỏi. Anh nói xem, bài viết của em có thể gây sự chú ý cho Cốc Lão hay không? Hạ Tưởng biết rằng mục đích của cô không nằm ở việc phản bác lại luận điểm hoài nghi của chuyên gia đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, mà là ở trong việc gây sự chú ý của Cốc Lão. Vì thế, hắn liền nhắc nhở cô. Cốc Lão là người thật tâm tán thành chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất. Em muốn Cốc Lão thu làm học trò thì phải có các hiểu biết chân chính về các chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất. Em phải xâm nhập vào thực tế mà nghiên cứu, cũng từ đó có các suy nghĩ tâm đắc của chính mình, như vậy mới có thể viết ra bài viết có trọng lượng, lúc đó mới có khả năng lọt vào ánh mắt của Cốc Lão. Nghiêm Tiểu thì nghe vậy thì vẻ mặt lập tức khẩn trương, cô giơ tay lấy lại bài viết rồi nói. Vậy để em nghiên cứu kỹ viết lại bài này, sau đó sẽ đưa bài lại cho anh. Hạ Tưởng cười, đoạt lấy bài viết lại rồi nói. Không quan hệ tới việc kia, bài viết phản bác đầu tiên mà tổ lãnh đạo muốn thực hiện chính là bài viết có quan điểm không quá thành thục, tạo cho đối phương một chiến thắng nhỏ. Hiểu rồi, đây là sách lược thả con tép bắt con tôm đây. Bài viết của em chính là gạch, ngói, còn sau đó anh sẽ viết một bài như hoa như ngọc, có đúng không vậy? Nghiêm Tiểu thì liên tưởng cũng khá phong phú. Khi nói đến Ngọc thì không tự chủ được phải liếc mắt nhìn Cổ Ngọc một cái, thấy cô vẫn đang xắn tay áo, lộ ra cánh tay có làn da trơn bóng như Ngọc, khi xoay người thì vẻ tròn trịa, nhỏ gọn của cặp eo, mông lộ ra không sót thứ gì. Nghiêm Tiểu thì không khỏi nở nụ cười mờ ám rồi nói. Khi ở tại huyện An thì anh có bạn là Mai Hiểu Lâm, hiện đang ở tại tổ lãnh đạo thì bên người của anh lại có cô gái xinh đẹp như Ngọc. Đây do anh là người may mắn hay do anh là người cực kỳ háo sắc? Lời nói này rất suy tâm, Hạ Tưởng làm bộ không hài lòng nói. Đồng chí Nghiêm Tiểu thì, hiện tại đang là thời gian làm việc, mời cô chỉ nói đến công việc. Nếu cô có việc riêng, mời cô để đến thời gian tan tầm thì chúng ta tiếp tục nói tiếp. Nghiêm Tiểu thì cũng không giận, khoát tay đứng dậy rời khỏi, đi đến tới cửa rồi lại đứng lại và nói.
vừa mới rồi em nhìn thấy Mai Hiểu Lâm ở dưới tầng. Hạ Tường lập tức gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm, lúc này Mai Hiểu Lâm đang ở tại ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hạ Tường không nói thêm lời nào nữa, lập tức đứng dậy đi tới ban tổ chức cán bộ. Thời gian công tác tại tỉnh ủy cũng khá dài nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Tường đi tới ban tổ chức cán bộ. Ban tổ chức cán bộ nằm trên khu đất ở bên cạnh tòa nhà tỉnh ủy, gồm có một tòa nhà nhỏ 2 tầng độc lập, bên trong còn có một khu vườn riêng thấp thoáng cây cối ở bên trong, cả khuôn viên này toát ra sự nhã nhặn và yên lặng. Hạ Tường biết rằng Mai Hiểu Lâm tới đây là vì các thủ tục công việc có liên quan, vì thế cũng muốn gặp mặt cô một chút, cũng muốn hỏi cô rằng vì lý do gì mà cô phải vội vàng quay về Bắc Kinh vậy. Dù sao, có một số việc phải giáp mặt thì mới có thể hỏi rõ được. Hạ Tường vội vã bước vào, vừa bước qua cổng thì đã bị người ngăn lại. Cậu là ai? Cậu tìm ai? Một người trung niên khoảng chừng 40 đến 45 tuổi, vẻ mặt vênh váo hất hàm hỏi Hạ Tường. Chương 460, ba bước đi. Hắn cũng biết người của ban tổ chức cán bộ từ trước tới nay luôn có ánh mắt cao ngạo hơn người, cho nên sắc mặt đối với hắn thế cũng không có gì la lạ cả nên nhất thời nói. Tôi tìm Mai Thái Bình. Người đàn ông trung niên biến sắc mặt, nổi giận đùng đùng nói. Quý danh của trưởng ban Mai sao cậu có thể tùy tiện gọi như vậy? Cậu tên là gì, sao vừa vào cửa đã ăn nói thế? Một chút lễ phép cũng không hiểu, tôi muốn gặp trưởng phòng của cậu để khiển trách cậu. Xem chừng ông ta nhìn Hạ Tường còn trẻ, nghĩ chắc là không có cấp bậc gì nên mới tha hồ bắt bẻ hắn một chút. Vốn dĩ là Hạ Tường cũng không muốn chấp nhặt với ông ta. Tuy nhiên thấy ông ta mặt đỏ tía tai, bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị, nghĩ thầm rằng Mai Thái Bình luôn có ánh mắt cao ngạo hơn người, cấp dưới của ông cũng giống y như ông vậy. Ban tổ chức cán bộ, quả nhiên là cơ quan bậc nhất trong thiên hạ, ngay cả một người bình thường mà còn tự cho phép mình được kiêu ngạo như thế. Hắn liền cười ha hả nói. Tôi chính là trưởng phòng, anh muốn trách cứ gì thì cứ trách tôi đi. Có đi tìm tổ trưởng của chúng tôi cũng không khác gì. Người đàn ông trung niên sửng sốt, không thể tin được nói. Đang ở ban tổ chức cán bộ mà lại còn dám khoác lác, cậu về sau còn muốn thăng chức nữa không? Tổ trưởng nào, tổ trưởng của các cậu là ai? Hạ Tường còn chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Đã lâu không gặp rồi, tôi thấy anh tiến bộ rất nhiều đấy. Không nghĩ rằng anh còn nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm phải tìm trò đùa như vậy. Thật là làm người ta thất vọng quá. Là Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm mặc một chiếc váy màu lam, không trang điểm, mặt ngước lên nhìn. Một vẻ đẹp thật giản dị làm cho người nhìn có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Đã lâu rồi không được nhìn một vẻ đẹp tự nhiên đến vậy. Trong nháy mắt Hạ Tường đần người ra. Mai Hiểu Lâm chân thành đi tới trước mặt Hạ Tường, ôn hòa nói. Anh tới đây làm gì vậy? Sau đó quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt một cái. Anh ấy là Hạ Tường, đúng là trưởng phòng đấy ạ. Người trung niên vừa nghe đến tên Hạ Tường, sắc mặt liền thay đổi, nhỏ giọng nói một câu. Hóa ra người cãi lộn với phó trưởng ban phong chính là Hạ Tường này sao? Sao không nói sớm, nếu nói sớm thì tôi còn chọc giận cậu làm gì, lại hóa ra không có việc gì nên rước thêm việc vào người sao? Nói xong quay người đi luôn. Hạ Tường không khỏi xấu hổ. Lần trước chẳng qua là cứ cố gắng tranh luận với Phong Lợi mà thôi, sau khi truyền ra ngoài lại thành cãi lộn nhỉ. Thật sự là dư luận đã hại chết người, xem chừng là Phong Lợi cố ý muốn hủy hoại danh dự của hắn. Mấy việc đó với Hạ Tưởng cũng không đáng lo. Hắn quan sát Mai Hiểu Lâm vài lần rồi nhỏ giọng nói. Tôi đã nói là chúng ta vẫn nên trở về tự nhiên như trước kia là tốt nhất. Cô xem hiện tại thật có nhiều khoảng cách, không có chút hiểu nhau gì cả. Rốt cuộc mặt Mai Hiểu Lâm cũng không đanh lại nữa, mỉm cười một chút.